Đi ngang qua, Mục Lâm nhìn về phía Trần Đức, trong mắt gã lóe lên sự âm độc, mày vừa nhảy từ trên cây xuống à? Mày đã ở đó từ khi nào? Không bao lâu đâu, Trần Đức nói, làm phiền, xin tránh đường. Tránh đường, ha ha, ai biết mày có mục đích gì? Mục Lâm nghi ngờ cuộc đối thoại của bọn họ lúc trước đã bị Trần Đức nghe thấy, gã bước đến trước mặt anh, trầm giọng nói, nếu đúng thật là mày đi ngang qua thì tốt rồi, nhưng nếu mày có tâm tư gì khác thì... Khó mà nói được. Mục Lâm, tôi cảm thấy anh ta thực sự đi ngang qua mà thôi, để anh ta đi đi, Lục Thư Tuyết liếc nhìn Trần Đức và nói. Mục Lâm lắc đầu, Thư Tuyết, em đúng là lương thiện và dễ tin người. Ai biết tên này có phải là sát thủ do chú hai em phái tới hay không? Nếu chú hai em biết rõ tình hình ở đây, chắc chắn sẽ phái thêm nhiều người đến nữa đấy. Mục Lâm, có lẽ anh ta không phải, Lục Thư Tuyết tin tưởng phán đoán của mình, cô ta không cảm nhận được sát ý từ trên người Trần Đức, anh hoàn toàn khác với đám người trước đó. Thư Tuyết, cẩn thận vẫn hơn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Mục Lâm cười lạnh. Mục Lâm sẽ không tha cho Trần Đức. Lỡ như tên này thật sự nghe được cuộc đối thoại của gã và thủ hạ, sau đó đem chuyện nói lại với Lục Thư Tuyết thì không tốt lắm đâu. Tên nhóc kia, có lẽ chuyện này không liên quan đến mày, nhưng ai bảo mày dính vào chứ? Muốn trách thì trách bản thân suối quẩy đi. Ồ, vậy à? Trần Đức đột nhiên nở nụ cười, tên Mục Lâm này khiến anh cảm thấy rất buồn nôn, vốn chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi, thế nhưng... Từ giờ tôi bỗng có hứng thú muốn xen vào. Anh quay đầu, nhìn Lục Thư Tuyết và nói, chào cô có muốn biết trước khi cô đến, cái anh chàng Mục Lâm này đã nói gì với thủ hạ của anh ta không? Hửm, nói gì, Lục Thư Tuyết có chút tò mò. Chẳng lẽ, Mục Lâm đã đến đây từ sớm rồi? Còn sớm hơn so với cô ta và Lục Phúc ư? Lục Thư Tuyết là người thông minh, Trần Đức chỉ nói một câu, cô ta liền ngẫm ra vấn đề, hơn nữa còn dám chắc là Mục Lâm đã đến nơi đây trước bọn họ. Với bản tính của Mục Lâm thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, gã sẽ đợi đến khi Lục Phúc sắp phải chết mới chịu xuất hiện. Chương 959. Từ nhỏ, Mục Lâm và Lục Thư Tuyết cùng nhau lớn lên, thế nên cô ta hiểu rất rõ con người này. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy thất vọng. Với thực lực của Mục Lâm thì rất khó canh chuẩn thời gian xuất hiện, chỉ cần sơ sẩy, e là Lục Phúc sẽ mất mạng. Lục Phúc không xảy ra chuyện gì hoàn toàn là nhờ vào vận may. Cách đó không xa, sắc mặt của Lục Phúc cũng trở nên rất khó coi, vốn dĩ vũ khí của ông ta sẽ không bị phá hủy. Nó là thứ đã làm bạn bên cạnh ông ta suốt mấy mươi năm qua. Vẻ mặt của Mục Lâm rất đặc sắc. Tên nhóc này thật sự nghe được đoạn đối thoại của bọn họ lúc trước. Lúc này, không đợi Trần Đức nói tiếp, gã đã rút đao ra, chuẩn bị kết liễu Trần Đức. Làm bậy. Lúc này, đột nhiên, Lục Phúc âm trầm nói, Thư Tuyết. Sao cô có thể tùy tiện tin lời một người qua đường mà nghi ngờ cậu Mục chứ? Ông ta lập tức đi tới trước mặt Trần Đức, quát, nhóc con, cậu đứng đây châm ngòi quan hệ giữa chúng tôi và cậu Mục rốt cuộc là có ý gì? Cho cậu 3 giây, mau cút đi. Khi nói câu đó, Lục Phúc khẽ ra hiệu cho Trần Đức, khuyên anh đi mau lên. Nói thật, sao ông ta lại không biết tính của Mục Lâm chứ? Tên nhóc này từ nhỏ đã tâm tư ác độc, vì đạt được mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có chuyện gì là gã không làm được. Trần Đức có thể nói ra sự thật trước mặt nhiều người như vậy là đã rất gan dạ rồi. Nhưng, dù đó có là sự thật, có gan dạ thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là tự tìm đường chết thôi. Vẫn là câu nói cũ, hãy chấp nhận thực tế đi. Với tình hình trước mắt, nếu không còn sự bảo vệ của Mục Lâm thì ông ta và Lục Thư Tuyết rất khó đến được nhà họ Lục một cách an toàn. Thế nên, dù biết rất rõ, nhưng ông ta cũng không thể lộ ra được. Cút, Trần Đức khá là thú vị liếc nhìn Lục Phúc, nếu tôi không muốn cút thì sao? Ha, nếu cậu không cút, vậy khỏi cần chú Phúc ra tay, tự tôi sẽ khiến cậu máu tươi bắn 10 bước. Mục Lâm kiêu ngạo đắc ý nói, gã đã nhận ra thực lực của Trần Đức, linh căn sơ kỳ ư. Tuy Mục Lâm cũng ở cảnh giới này, nhưng gã tự nhận là cùng cấp thì cũng không mấy ai có thể vượt trội hơn và đánh thắng được mình. Huống chi? Nơi này còn đều là người của gã. Mục Lâm, bác Phúc, Lục Thư Tuyết là một người rất tốt bụng, cô ta không muốn người vô tội chết vì mình, bèn đứng ra nói, có lẽ anh ta cũng không có ý xấu, để cho anh ta đi đi. So với tính mạng của một người vô tội thì sự thật và lời nói của Mục Lâm đã không còn quan trọng nữa. Vốn dĩ,
Mục Lâm định ép tên trước mặt quỳ xuống xin lỗi, rồi bảo cậu ta cút đi. Có điều, Lục Thư Tuyết lại đứng ra nói chuyện giúp cậu ta, thoáng chốc đã khiến Mục Lâm khó chịu và ghen ghét. Chương 960. Khi gã khó chịu thì chỉ muốn giết người. Có lẽ, hai, Thư Tuyết, em vẫn còn trẻ quá, Mục Lâm lắc đầu, nói với giọng lên mặt dậy đời, chẳng ai biết cậu ta núp trong tối bao lâu, trong chúng ta không ai quen cậu ta hết, dựa vào gì nói cậu ta không có ý xấu. Lỡ là người của bác hai em cử tới thì sao? Thả cậu ta đi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Vẫn là chú Phúc nhìn xa trông rộng, biết tên nhóc này mưu đồ xấu xa, nên... Hay là giết đi, cho xong hết mọi chuyện. Mục Lâm hoàn toàn không màng đến Trần Đức nghĩ gì, chẳng qua chỉ một con cá đang nằm trên thớt, muốn giết thì giết, muốn vặt cổ thì vặt cổ thôi, không phải sao. Mục Lâm nói xong bèn rút đao, ánh đao sắc bén dưới ánh mắt trời có vẻ hết sức chói mắt. Lục Thư Tuyết nhíu mày, bướng bỉnh đi đến trước mặt Trần Đức, chắn anh ở phía sau nói, Mục Lâm, anh muốn giết anh ta thì hãy giết tôi trước đi. Thư Tuyết, cô làm gì vậy? Lục Phúc cau mày, luống cuống, sốt ruột nói, mau quay lại. Cứ thế đưa lưng về phía một người xa lạ là rất nguy hiểm. Lỡ cậu ta là người nhà họ Lục cử tới thật thì giờ Lục Thư Tuyết hoàn toàn không có khả năng chống lại. Không, Lục Thư Tuyết không nghe, cô ta tin vào trực giác và giác quan thứ 6 của mình, kiên quyết nhìn Mục Lâm, mấy người muốn đụng đến anh ta thì tôi sẽ chết cho xem. Thư Tuyết, một người xa lạ mà thôi, có đáng để em phải làm như vậy không? Trong mắt Mục Lâm hiện lên sát khí, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Đức. Gã và Lục Thư Tuyết quen biết nhau lâu như vậy, thậm chí còn lớn lên cùng nhau, nhưng cũng chưa từng được đối xử như thế. Tôi chỉ không muốn khiến một người vô tội uổng mạng thôi, Lục Thư Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói với giọng đầy kiên định. Được, được, được. Mục Lâm tức giận đến mức nói liền ba chữ được, nhóc con, coi như mày gặp may, nhưng mày không thể rời khỏi đội ngũ của tao, chỉ có thể đi theo bọn tao đến nhà họ Lục. Mục Lâm bó tay, Lục Thư Tuyết quá cứng đầu, gã lại không muốn khiến cô ta bị thương. Vì kế hoạch của mình, gã chỉ có thể thỏa hiệp. Điều may mắn duy nhất chính là tên kia là một con tép diêu, không thể nào ảnh hưởng đến kế hoạch của gã. Hơn nữa, Mục Lâm còn có thể lợi dụng cơ hội đó giết chết cậu ta. Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian đi cùng mấy người, Trần Đức chậm gì gì nói, mục đích của tôi là Thiên Kiếm Phong, không phải nhà họ Lục. Nhóc con, mày muốn chết có phải không? Sắc mặt Mục Lâm lập tức thay đổi, có tin tao giết mày ngay luôn không hả? Chàng trai nhẻ, đừng không biết điều, Lục Phúc cũng nói. Vừa hay Thiên Kiếm Phong cũng tiện đường với chúng tôi, nếu anh không đồng ý thì có lẽ sẽ chết thật đó. Lục Thư Tuyết quay đầu lại nhỏ giọng khuyên, gã mà muốn giết anh thật thì đến lúc đó tôi cũng không ngăn cản nổi đâu. Lục Thư Tuyết biết, đây đã là giới hạn của Mục Lâm rồi, với tình hình như bây giờ, nếu Mục Lâm muốn giết người thì cô ta cũng không cản nổi. Sau mấy ngày bôn ba, chiến đấu, chạy trốn, cô ta đã yếu đi rất nhiều. Tiện đường. Trần Đức suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cũng được, vậy tôi sẽ đi theo mấy người một đoạn. Chương 961. Lục Thư Tuyết là một cô gái tốt bụng, rơi vào tay một tên thích lợi dụng khi người ta gặp khó khăn như Mục Lâm thì e rằng sẽ bị hủy hoại. Nếu đã tiện đường, anh cũng không để ý đi chung một đoạn. Chẳng phải Mục Lâm muốn giết anh à? Anh cũng muốn nhìn xem Mục Lâm định giết mình thế nào. Coi như mày biết điều, Mục Lâm hừ lạnh, cất đao đi. Lục Phúc cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ông ta cũng không quan tâm đến tính mạng của một người qua đường như Trần Đức, điều duy nhất ông ta để ý chỉ có sự an toàn và tương lai của Lục Thư Tuyết. Để đề phòng Mục Lâm ra tay với Trần Đức, Lục Thư Tuyết cố ý đứng gần anh, xin chào, tôi tên là Lục Thư Tuyết. Tôi họ Trần, tên Trần Đức, tự Bát Hoang, Trần Đức cười báo tên mình ra, hai người khẽ bắt tay nhau coi như chào hỏi. Trần Bát Hoang, tên rất hay. Tên này nghe khá là khí phách, Lục Thư Tuyết cười nói, anh đến Thiên Kiếm Phong để rèn luyện, hay là định mượn sức mạnh ở đấy đột phá cảnh giới? Đều không phải, Trần Đức lắc đầu, ăn ngay nói thật. Chỉ là đi giết một người, một kẻ thù mà thôi. Giết người, được rồi. Lục Thư Tuyết cũng không cảm thấy lạ hay bất ngờ với việc đói, nơi đây là Côn Luân Hư, không phải thế tục, chuyện như giết người thì ngày nào cũng có ở một nơi khắc nghiệt như này. Trên trái đất, Côn Luân Hư chính là một nơi ngoài vòng pháp luật, là thiên đường của võ giả, nhưng cũng có thể nói là địa ngục.
Lục Thư Tuyết và Trần Đức nói chuyện cũng coi như là hợp ý, biết anh đến từ thế tục thì đã rất kinh ngạc, dò hỏi anh về nhiều chuyện ở bên ngoài. Trần Đức đang lúc rảnh rỗi nên đều trả lời cô ta. Giới thế tục, ha! Hai người càng nói càng hăng say, Mục Lâm đứng cạnh hai mắt như sắp phun lửa, nghe thấy là đến từ thế tục thì không khỏi cười khẩy, lộ ra vẻ khinh bỉ. Cậu Mục, một tên tôi tớ giỏi về nhìn mặt đoán ý, biết Mục Lâm không muốn thấy hai người thân nhau quá, bèn lập tức bước lên trước nói, tôi thấy nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chúng ta đi tiếp nhé. Ừ, cũng đủ rồi, Thưa Tuyết, chú Phúc, chúng ta đi tiếp thôi, dừng lại ở một nơi như này lâu quá cũng không tốt. Chưa chờ hai người trả lời, Mục Lâm đã đưa ra quyết định, gọi người do mình dẫn đến chuẩn bị lên đường. Sau đó, gã xoay người nhảy lên lưng Truy Phong Sư, đi đến trước mặt Lục Thư Tuyết vươn một bàn tay ra mời. Thư Tuyết, lên Truy Phong Sư ngồi với anh đi, ngồi trên nó thì dù là đường núi khó đi cũng như đi trên đất bằng. Mỗi khi Truy Phong Sư hít thở đều tản ra một cảm giác cực kỳ đàn áp, Mục Lâm ngồi trên lưng nó, vẻ mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Cái này, chắc cũng không cần đâu, tôi có thể tự đi. Chương 962. Lục Thư Tuyết khéo léo từ chối, tuy Truy Phong Sư rất lớn, nhưng chỗ ngồi lại quá nhỏ, cũng chỉ có thể ngồi một người. Nếu cô ta lên thì đương nhiên sẽ phải ngồi gần sát Mục Lâm, mà Lục Thư Tuyết lại không muốn xảy ra chút gì đó với Mục Lâm. Cô Thư Tuyết, đấy cũng là lòng tốt của cậu Mục nhà chúng tôi đó. Đúng vậy, cô Thư Tuyết, rừng rậm như này mà tự đi thì sao một cô gái yếu đuối như cô có thể chịu nổi. Truy Phong Sư như dẫm trên đất bằng, ngồi trên nó sẽ rất thoải mái. Ha ha, Truy Phong Sư là vật cưỡi riêng của cậu Mục, bình thường không ai có tư cách ngồi đâu. Nếu cô ngồi lên thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Thoáng chốc, đám tôi tớ của Mục Lâm đều mở miệng nói giống như Mục Lâm mời Lục Thư Tuyết là niềm vinh hạnh lớn lao của cô ta vậy. Nếu từ chối thì có vẻ cô ta làm kiêu, chẳng biết điều. Đúng thế, Thư Tuyết, anh cũng muốn tốt cho em thôi, Mục Lâm thành khẩn nói, có Truy Phong Sư sẽ lên đường nhanh hơn, hơn nữa, ngồi ở trên cũng an toàn hơn. Nếu anh đã muốn tốt cho cô ấy thì sao không để cô ấy ngồi một mình, Trần Đức đứng cạnh chợt mở miệng. Hừ, nhóc con, mày biết gì, Truy Phong Sư của cậu Mục rất khó tính, không có chủ nhân thì người thường sẽ khó mà khống chế nó. Một tên tôi tớ của Mục Lâm lạnh lùng nói, mày cho rằng Truy Phong Sư là loại sư tử vô dụng như trong thế tục của mày chắc. Dù sao cũng đến từ thế tục, chưa hiểu việc đời cũng bình thường, khóe miệng Mục Lâm lộ ra nụ cười châm chọc. Ban đầu, gã còn nghĩ rằng Trần Đức sẽ là một mối đe dọa với mình. Nhưng sau khi biết cậu ta đến từ thế tục thì hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Giới thế tục là nơi nào? Là nơi tụ tập của một đám con kiến và ô hợp mà thôi. Võ giả đến từ đó, dù cho cùng một cảnh giới thì thực lực cũng yếu hơn người khác một mảng lớn. Thế nên, Mục Lâm bèn cười đùa nói, lẽ nào Trần Bát Hoang mày có thể khống chế được Truy Phong Sư sao? Một con súc vật mà thôi, khó lắm hả, Trần Đức nhàn nhạt đáp, có vẻ chẳng chút để ý. Rất khó ư. Truy Phong Sư là món quà bố tặng cho gã, lúc trước vừa nhận được, gã đã mất khoảng 3 tháng mới dạy dỗ và bắt nó nghe lời mình được. Hơn nữa. Trong 3 tháng đó còn tổn thất mất 2 gã cao thủ Long Tượng Kỳ đỉnh phong. Bọn họ hầu như đều trở thành đồ ăn trong bụng Truy Phong Sư. Mặc dù sau khi được thuần hóa và dạy dỗ, Truy Phong Sư đã hiền hơn rất nhiều. Lúc giao đến tay Mục Lâm, gã cũng mất khoảng 1 tuần mới khiến nó nghe lời làm vật cưỡi của mình. Khó không? Đương nhiên là rất khó rồi. Và lại, còn không phải là khó khăn bình thường. Ha ha, Mục Lâm cười lạnh, kiêu ngạo. Thách thức nói, tao đây phải mất 1 tuần mới khiến nó nghe lời, còn suýt nữa bị nó cắn đứt chân. Mày nói xem có khó không? Chương 963. Ồ, Trần Đức vẫn lạnh nhạt, chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, hoàn toàn không muốn nói nhiều với gã. Trần Bát Hoang, trông mày có vẻ rất có lòng tin có thể khiến nó nghe lời, hay là mày thử xem, Mục Lâm ngồi trên Truy Phong Sư, rũ mắt nhìn Trần Đức, giọng đầy khiêu khích, để tao xem. Người trong thế tục lợi hại cỡ nào? Trần Bát Hoang, đừng nói lung tung, Lục Thư Tuyết rất hiền lành, mắt thấy Mục Lâm cố ý cho anh vào chồng, lập tức nhắc nhở Trần Đức. Cô ta biết Truy Phong Sư hung hăng như thế nào? Một con Truy Phong Sư trưởng thành, dù đã được dạy dỗ, nhưng muốn thuần hóa nó thì hoàn toàn không phải chuyện một sớm một chiều. Với thực lực linh căn sơ kỳ của Trần Đức, còn đến từ thế tục thì không chết cũng tàn.
Trần Đức là một người tốt, vào lúc quan trọng còn đứng ra nhắc nhở cô ta lòng dạ của Mục Lâm. Lục Thư Tuyết rất biết ơn anh, hơn nữa bản tính cô ta cũng tốt bụng nên không muốn nhìn thấy bất cứ ai chết vì mình. Mục Lâm, Trùy Phong Sư. Thư Tuyết, đúng lúc này, Lục Phúc bỗng mở miệng, trầm giọng nói, cô cứ cưỡi Trùy Phong Sư với cậu Mục đi, làm thế không những an toàn còn có thể đến nhà họ Lục nhanh hơn. Mục Lâm ngẩn ra, cùng lúc đó, trong lòng bỗng mừng rỡ như điên. Ngay cả Lục Phúc đều lên tiếng, gã cũng nắm chắc hơn về kế hoạch trong lòng mình, tim đập không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Dù sao, Lục Phúc cũng là người lớn, còn biết thời biết thế, Lục Thư Tuyết lại có vẻ nghe lời ông ta. Mà Mục Lâm và Lục Thư Tuyết lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, gã vẫn thèm thuồng vẻ ngoài, dáng người của cô ta. Từ bé đã coi Lục Thư Tuyết như nữ thần, như tình nhân trong mộng. Mong muốn lớn nhất của gã chính là có được Lục Thư Tuyết. Biết bao nhiêu đêm, dù nằm dưới cơ thể gã là người phụ nữ khác, nhưng Mục Lâm lại coi cô ta như Lục Thư Tuyết. Mục Lâm nghĩ thế thì hô hấp không khỏi hổn hển, dồn dập, nóng rực hơn. Một khi Lục Thư Tuyết ngồi lên Trùy Phong Sư, dưới tốc độ cực nhanh và tính cách táo bạo của nó, chẳng phải là gã muốn làm gì thì làm sao. Đến lúc đó, cho dù hắn ta có làm gì thì Thư Tuyết cũng không còn cách nào khác. Trái tim Lục Thư Tuyết trùng xuống, không ngờ ngay cả người yêu thương cô ta nhất là Lục Phúc cũng đến khuyên bảo, cô ta cau mày muốn nói gì đó. Nhưng, Lục Phúc lại một lần nữa lên tiếng cắt ngang, cô chủ, đây chính là Côn Luân Hư, giới tu võ. Chỉ với một câu ngắn gọn, ngay lập tức Lục Thư Tuyết đã hiểu. Tình hình hiện tại của cô ta và Lục Phúc cũng giống như chó nhà có tang, không có thực lực, theo luật rừng, họ chỉ có dựa vào người khác. Lục Phúc đúng là rất yêu thương cô ta, cũng chính vì như vậy nên mới khuyên cô ta thỏa hiệp. Theo như Lục Phúc nghĩ, với tình hình trước mắt, không còn việc gì quan trọng hơn có thể sống tiếp. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, chút sỉ nhục đó có là gì? Chương 964. Chỉ khi đi với Mục Lâm, chúng ta mới có thể đến nhà họ Lục một cách an toàn, Lục Phúc một lần nữa nhắc nhở. Lục Thư Tuyết im lặng, bàn tay nhỏ khẽ siết lại, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Lục Phúc nói đúng. Cô ta của hiện tại, thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Lẽ nào, thật sự vì tính mạng mình mà phải ép giả cầu toàn, để mặc cho người khác ức hiếp? Thư Tuyết, chú Phúc nói không sai, bây giờ chúng ta ngồi Trùy Phong Sư mới có thể đến nhà họ Lục một cách nhanh nhất. Mục Lâm có chút vội vã, nhìn chằm chằm vào Lục Thư Tuyết thúc giục, đừng chần chừ nữa, nhanh lên thôi nào. Có lẽ, tôi có thể giúp cô thuần phục Trùy Phong Sư đó, để cô có thể ngồi một mình. Thấy được sự do dự của Lục Thư Tuyết, Trần Đức không nhịn được nói, thuần phục một con súc vật. Có lẽ cũng không khó. Mày nói cái gì, người hầu của Mục Lâm lườm Trần Đức, giống như nhìn vào một tên ngốc nói, mày thuần phục Trùy Phong Sư. Ha ha, mày bị ngu à? Đúng vậy, chắc chắn là đồ ngốc, người trong thế tục đều như vậy sao? Con mẹ nó, đúng là đồ thiểu năng. Nhóc con, Trùy Phong Sư ăn thịt người đấy, mày muốn làm thức ăn của nó à? Trên đường đến đây, có một thằng ngốc khác đã bị nó ăn thịt rồi đấy. Đám thuộc hạ của Mục Lâm đều bật cười, cái thằng nhóc tên Trần Bát Hoang này, thật sự cho rằng mình rất lợi hại sao? Còn đòi thuần phục Trùy Phong Sư, thuần hóa một con mèo thì đúng hơn. Lục Phúc càng cau mày hơn, ánh mắt nhìn Trần Bát Hoang đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu, ông ta còn nghĩ rằng, anh đứng lên nói ra suy nghĩ của Mục Lâm cho Lục Thư Tuyết biết, cho rằng anh rất có dũng khí, nhưng hiện tại, anh lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Đó không phải là dũng khí nữa, mà là ngu ngốc. Thuần phục Trùy Phong Sư, chỉ dựa vào anh. Dựa vào cái gì chứ? Người có chút đầu óc thôi cũng biết là không thể làm được. Hoặc giả có thể thuần phục nhưng cũng phải cần một quãng thời gian nhất định. Ít nhất cũng phải mất 3-4 ngày. Thời gian này, họ không thể chờ nổi. Trần Bát Hoang, cảm ơn ý tốt của anh, Lục Thư Tuyết thở dài, lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, Trùy Phong Sư. Không phải là thứ anh có thể thuần phục. Trần Đức có tinh thần can đảm. Nhưng mà, lòng can đảm này dùng không đúng chỗ. Cô ta lo lắng nếu Trần Đức tiếp tục nói nữa, sẽ chọc giận đến Mục Lâm. Đến lúc đó, cho dù là cô ta cũng không chắc sẽ bảo vệ được anh. Không đợi Trần Đức nói tiếp, Lục Thư Tuyết xoay người lại nhìn về phía Mục Lâm. Mục Lâm, tôi có thể tự đi được, không cần ngồi Trùy Phong Sư. Ánh mắt cô ta kiên định, vững vàng nói, bác Phúc, bác không cần khuyên nữa, ý tôi đã quyết.
Chương 965. Lục Phúc vốn dĩ muốn thuyết phục vài câu nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt ngược trở lại, tính cách của Lục Thư Tuyết ông ta hiểu rõ nhất. Một khi đã quyết định chuyện gì, rất khó để thay đổi. Ông ta chỉ có thể bất lực thở dài, không nói thêm gì nữa. Mà Mục Lâm đang mong chờ ở một bên nghe vậy thì vô cùng thất vọng, nhìn thấy con vịt sắp đến miệng rồi còn bay mất, gã ta ngoài buồn bực còn vô cùng phẫn nộ, cơn giận này viết hết lên trên mặt. Gã ta hung hăng trừng mắt nhìn Trần Đức, ánh mắt lóe lên từng tia sát ý nồng đậm. Gã cho rằng, Lục Thư Tuyết từ chối mình là do lời Trần Bát Hoang vừa nói, hàn ý của gã đối với anh càng lúc càng rõ rệt, gần như biến thành thực thể. Có điều, gã cũng không lập tức tấn công mà tiếp tục nhẫn nhịn, nếu bây giờ giết chết Trần Bát Hoang, chắc chắn sẽ khiến Lục Thư Tuyết tức giận, gã cần tìm một cơ hội thích hợp hơn. Phải đợi Trần Bát Hoang phạm sai lầm và chọc giận gã, hoặc đợi gã chiếm được Lục Thư Tuyết trước. Tóm lại, Trần Bát Hoang bắt buộc phải chết. Đối với sát ý của người đối diện, Trần Đức bình tĩnh và thờ ơ, anh cũng không có hành động gì, Mục Lâm này không hề mạnh, muốn giết anh, trừ khi gã ta quay lại bụng mẹ luyện tập thêm 10 năm nữa. Bác Phúc, chúng ta tiếp tục đi thôi, sau khi cân nhắc một lúc, Lục Thư Tuyết lại lên tiếng, đồng thời cảnh cáo Trần Đức, anh đừng nói nhảm nữa, hoặc là, tốt hơn hết đừng nói gì nữa, được không? Sát ý của Mục Lâm, Lục Thư Tuyết cũng có thể cảm nhận rõ ràng, cô ta lo lắng Trần Đức nếu còn nói nhảm nữa thì sẽ rước họa sát thân. Được, Trần Đức mỉm cười, anh vốn dĩ không thích nhiều lời. Từ trên người lấy ra một bi đông rượu uống vài ngụm. Cho tôi uống cùng được không? Lục Thư Tuyết chú ý tới rượu trong tay Trần Đức, đột nhiên hỏi. Được. Trần Đức cười cười, đưa rượu cho Lục Thư Tuyết. Lục Thư Tuyết uống liên tiếp mấy ngụm. Dạo này đã trải qua nhiều chuyện, trước đây mỗi lần uống rượu cô ta đều có cảm giác nghẹn đắng ở cổ, hơi rượu cay nồng sẽ làm cô ta khó chịu, nhưng hôm nay khi uống vào lại có cảm giác dễ chịu lạ thường. Chỉ có điều, người không thường uống rượu như cô ta, sau vài ngụm thì má trở nên ửng hồng, có chút choáng váng. Ở một bên, sát ý của Mục Lâm càng nồng đậm hơn, đôi mắt ngập tràn vẻ ghen tị, gã rất không hài lòng với Trần Bát Hoang. Hai người uống một bình rượu, đây chẳng phải là hôn gián tiếp hay sao? Người mình thích, coi là nữ thần thế nhưng lại quan tâm đến một con kiến và uống rượu mà con kiến đó đã uống qua, gã thật sự không chịu nổi. Mục Lâm hối hận vì đã giữ lại Trần Đức, sớm biết thế này đã để anh đi, sau đó cho một tên thuộc hạ bí mật đi giết anh. Mấy tên lâu la đi cùng gã cũng rất khó chịu, nhưng Mục Lâm không nói gì, bọn chúng cũng không dám lên tiếng. Cậu Mục, cậu xem, chúng ta tiếp tục lên đường chứ, Lục Phúc ngập ngừng hỏi. Chương 966. Nếu Thư Tuyết đã quyết tâm, vậy thì cứ tiếp tục chạy đi, Mục Lâm cưỡi trên lưng Truy Phong Sư, lạnh lùng nói. Lời này khiến Lục Phúc thoáng thở ra một hơi. May mà người này không từ bỏ bọn họ vì lựa chọn của Lục Thư Tuyết. Nếu không, với tình huống của ông ta và cô chủ hiện tại thì khó mà đến được nhà họ Lục, e là không đến một ngày đã phải bỏ mạng tại đây. Còn về Trần Bát Hoang thì, ông ta trực tiếp ngó lơ. Không phải ông ta chướng mắt Trần Bát Hoang, mà vì hầu hết người của Côn Luân Hư đều như vậy, xem thường toàn bộ thế tục. Đừng chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lục Thư Tuyết không muốn nói thêm bất kỳ điều gì, cô ta dẫn đầu đi tiếp. Trên đường, Trần Đức uống rượu một mình. Không thèm đếm xỉa đến ai, hoàn toàn không hợp với bầu không khí nặng nề xung quanh. Nhóc con, Trần Đức không nói, nhưng Mục Lâm lại cưỡi Truy Phong Sư đi đến bên cạnh anh, sóng vai cùng đi, cố ý bới móc, tao cảm thấy rất ngạc nhiên đấy, chẳng lẽ bây giờ người ở thế tục đều giống như mày à? Không biết rõ địa vị của mình, thích ra vẻ, lại còn hay nằm mơ giữa ban này nữa chứ? Trần Đức không thèm đáp lại, thậm chí, anh lười phải liếc nhìn Mục Lâm dù chỉ là một cái. Cứ như, Mục Lâm là không khí vậy. Nhưng Lục Thư Tuyết lại đáp thay anh, Mục Lâm, anh ta cũng có lòng tốt mà thôi, không có ý gì khác, anh đừng có gây rắc rối cho anh ta. Ha ha, vốn dĩ Mục Lâm cố tình muốn gây rối, buộc Trần Đức phải ra tay, để có cớ đuổi anh đi hoặc tìm người giết chết anh. Bởi vậy, dù Lục Thư Tuyết có lên tiếng thì cũng vô dụng, gã bật cười khoái chí, sau đó càng được thể khiêu khích thêm. Mục Lâm dục Truy Phong Sư đuổi theo. Tiến lên ngăn cản đường đi của Trần Đức, mẹ kiếp, thằng oắt kia, sao mày hống hách vậy hả? Ông đây nói chuyện với mày mà mày giả vờ không nghe thấy à? Mục Lâm cưỡi trên lưng Truy Phong Sư, tư thái ngông nghênh, gã hừ lạnh một tiếng,
lộ vẻ âm u và khó chịu. Trần Đức vẫn tiếp tục uống rượu, có điều, ánh mắt anh thoáng trở nên lạnh lùng. Mục Lâm, anh định làm gì, lẽ nào anh định ức hiếp anh ta, Lục Thư Tuyết bước đến ngăn trước người Trần Đức. Anh có biết người của Thế Tục muốn đến Côn Luân Hư có bao nhiêu khó khăn không hả? Thân là một võ giả, cố hết sức phấn đấu cho đến ngày hôm nay đâu có dễ dàng, sao anh cứ phải làm khó anh ta? Thư Tuyết, hắn chỉ là một kẻ xa lạ, còn anh và em là thanh mai trúc mã đấy. Lúc em lâm nguy, anh đã chạy đến bảo vệ em, sao em cứ đứng ra nói chuyện thay hắn vậy hả? Mục Lâm cực kỳ khó chịu, lộ rõ sự ghen ghét, không khỏi lên tiếng chất vấn. Cũng chỉ là con sâu cái kiến đến từ Thế Tục mà thôi, em lại 5 lần 7 lượt bảo vệ hắn, rốt cuộc là có ý gì hả? Em thích hắn à? Đám tôi tớ và thủ hạ bên cạnh Mục Lâm cũng đồng loạt lên tiếng. Cô Thư Tuyết, cậu Mục của chúng tôi biết cô gặp nguy hiểm nên đã lập tức chạy đến, cô làm vậy là có lỗi với cậu ấy đấy. Đúng vậy, cô Thư Tuyết, cô phải hiểu rõ tình thế hiện tại. Hắn chỉ là một tên rác rưởi đến từ Thế Tục mà thôi. Bảo vệ hắn chẳng mang đến ích lợi gì cho cô đâu. Chương 967. Mục Lâm, anh, rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu tha cho anh ấy? Lục Thư Tuyết cắn răng, mặt cô đỏ bừng. Hừ, vậy thì anh nói thẳng luôn, bảo hắn ta cút, cút ngay. Mục Lâm tỏ vẻ khó chịu, một tên rác rưởi không xứng đi cùng ông đây. Trong đội này có hắn sẽ không có ông đây, có ông đây thì không có hắn. Đúng vậy, hắn không xứng đi cùng chúng ta. Bảo hắn cút đi. Hắn là cái thá gì chứ, dựa vào cái gì mà đòi làm bạn với cậu Mục. Đám đàn em của Mục Lâm hè nhau xua đuổi Trần Đức, bọn họ không ngừng tuôn ra những lời ác ý. Người trẻ tuổi, cậu đi đi, đúng lúc này, Lục Phúc đột nhiên nói, ông ta hung hăng trừng Trần Đức, không phải chúng tôi không bảo vệ cậu, mà là... không bảo vệ nổi. Giọng Lục Phúc rất bình tĩnh. Không cho phép thương lượng. Dù trước đó... Trần Bát Hoang đã can đảm vạch Trần Mục Lâm. Nhưng, can đảm thì làm được gì, thế giới này dùng thực lực để quyết định. Nếu cậu ta không xuất hiện thì làm gì có nhiều chuyện như vậy. Chết tiệt! Trong lòng Lục Phúc chỉ có Lục Thư Tuyết, tánh mạng và sự an toàn của cô ta là trên hết, còn những người khác, ông ta không quan tâm, mà cũng chẳng muốn quan tâm. Huống chi, một kẻ không có thực lực bằng người, chết thì đã sao? Cậu nán lại đây chỉ khiến cô chủ bị liên lụy mà thôi, hiện tại cậu Mục có lòng từ bi, thả cậu đi, đó chính là vinh hạnh của cậu. Lục Phúc nói, nếu cậu không đi, e là lát nữa sẽ không còn cơ hội. Bác Phúc, Lục Thư Tuyết muốn nói gì đó, nhưng Lục Phúc đã ngăn lại, cô chủ, cô có rất nhiều ưu điểm, nhưng lại quá mức lương thiện. Có đôi khi, lương thiện chẳng mang lại tác dụng gì tốt đẹp cả, trái lại còn gây ra rắc rối. Thế giới này luôn được định đoạt bằng thực lực, cô bảo vệ cậu ta nhất thời, nhưng không bảo vệ được cả đời. Chúng ta không có trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ che chở cho cậu ta. Nói xong, Lục Phúc lại lần nữa nhìn về phía Trần Đức và nói, nếu cậu còn muốn giữ lại một chút lòng tự trọng, vậy thì mau đi đi, đừng để chúng ta phải dùng vũ lực để đuổi cậu đi. Nghe được những lời này, Lục Thư Tuyết thoáng im lặng. Có một số việc, cô ta không thể nào làm chủ được. Huống chi hiện tại bản thân còn đang ăn nhờ ở đậu. Cô ta không che chở được cho Trần Đức. À, được rồi, tôi đi, Trần Đức đi cùng bọn họ cũng chỉ vì tiện đường mà thôi, có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Chương 968. Có điều, trước khi đi, tôi muốn hỏi một câu. Cô Thư Tuyết, cô có muốn đi cùng tôi không? Tôi có thể hộ tống cô đến nhà họ Lục. Giọng Trần Đức rất bình thản. Cứ như đang nói một chuyện lông gà vỏ tỏi vậy. Lục Thư Tuyết để lại ấn tượng khá tốt cho Trần Đức. Lương thiện, xinh đẹp, lại hào phóng. Nếu để một cô gái như vậy rơi vào tay loại người như Mục Lâm thì thật sự quá đáng tiếc. Dù sao cũng tiện đường, Trần Đức không ngại đi cùng cô ta một đoạn. Phụt! Ai ngờ, anh vừa nói dứt câu, đám tôi tớ của Mục Lâm đã cười ầm lên. Thằng nhóc này bị ảo tưởng hả? Thích nói mớ lắm à. Ha ha, buồn cười chết đi được, hắn hộ tống à. Dựa vào hắn. Những lời này khiến Lục Phúc nổi giận. Tên nhóc kia, cậu đi nhanh đi, đừng có làm hại cô chủ nhà tôi. Nghe được chưa, chú Phúc cũng bảo mày cút đấy, còn chưa chịu cút, Mục Lâm ra vẻ đắc ý. Nhưng Trần Đức chỉ nhìn một mình Lục Thư Tuyết, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Đúng lúc này. Cút,
Ha ha, bọn mày khỏi cút, bởi vì nơi này chính là nơi chôn thây của tất cả chúng mày. Một giọng nói đột ngột vang lên, kế đó, một tên mang mặt nạ đen, cao khoảng 1m4 thình lình xuất hiện. Hắn ta vừa xuất hiện, bầu không khí chung quanh dường như bị đè nén, sát khí cùng sát ý đáng sợ không ngừng lan ra. Cùng với sự xuất hiện của hắn ta, thoáng chốc, trong rừng, từng bóng người xông ra, ngó thì có khoảng 30-40 người mặc áo đen. Họ lập tức bao vây lấy đám Trần Đức và Mục Lâm lại. Ai trong số họ cũng đeo mặt nạ, có điều ngoài một tên lùn ra thì những người còn lại đều đeo mặt nạ màu trắng. Mày là... Khoảnh khắc nhìn thấy gã ta, Lục Phúc chợt mở to mắt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh khủng, biến sắc nói. Quỷ lùn Hắc Vân. Ha ha, ông già kia, có mắt nhìn đấy, quỷ lùn Hắc Vân chắp tay sau lưng, chiếc mặt nạ dữ tợn khủng bố trên mặt cùng giọng nói âm trầm khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cái gì, quỷ lùn Hắc Vân, cái tên ấy vừa xuất hiện, Mục Lâm ngồi trên truy phong sư lập tức tái mặt giống như nhìn thấy quỷ. Quỷ lùn Hắc Vân là số ít sát thủ trên Côn Luân Hư. Hơn nữa, gã ta còn là sát thủ đứng đầu tổ chức sát thủ. Bọn họ mà giết người thì chẳng ai hay người nào được toàn thây, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chương 969. Không ngờ nhà họ Lục lại mời mày tới, sắc mặt Lục Phúc hết sức khó coi, thở hổn hển nói. Quỷ lùn Hắc Vân cũng không phải là người bình thường có thể mời tới, mức giá của gã ta cao hơn sát thủ bình thường gấp 10 lần. Chỉ đơn giản vì trong 20 năm làm sát thủ của gã ta thì không có một nhiệm vụ nào là thất bại. Gã ta khác những sát thủ khác. Người khác đều là âm thầm mai phục, dùng đủ loại thủ đoạn giết người. Mà gã ta, mỗi lần đều giết người một cách trắng trợn táo bạo, trực tiếp xuất hiện trước mặt kẻ địch, dùng thực lực áp đảo nghiền nát và giết chết đối phương. Có thứ đáng giá để tôi ra tay thì đương nhiên tôi sẽ đến thôi, quỷ lùn Hắc Vân cười lạnh hai tiếng, âm u nói. Lục Phúc có chút tuyệt vọng. Nghe nói quỷ lùn Hắc Vân đã đến linh căn hậu kỳ, với thực lực của gã ta, muốn giết đoàn người của mình thì hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Huống chi, gã ta còn dẫn theo 30-40 tên đàn em. À đúng rồi, ánh mắt quỷ lùn Hắc Vân dưới lớp mặt nạ chợt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Mục Lâm hỏi, cậu là Mục Lâm của nhà họ Mục. Đúng vậy, là tôi, trong giọng nói của Mục Lâm rõ ràng đã lộ ra vẻ sợ hãi, run rẩy đáp. Ồ, Lục Nhị gia nói nếu thấy cậu thì bảo tôi nói với cậu một câu, quỷ lùn Hắc Vân nói. Nói cái gì? Lục Nhị gia hỏi cậu muốn đàn bà hay mạng sống? Giọng nói bình tĩnh ấy của quỷ lùn Hắc Vân chẳng khác gì một câu hỏi trực tiếp vào linh hồn, thoáng chốc đã khiến cho Mục Lâm im lặng, không biết trả lời như thế nào. Người bọn họ phải đối mặt chính là quỷ lùn Hắc Vân đó. Lúc này, một khi gã chọn sai thì chỉ có một con đường chết thôi. Mục Lâm biết và cũng hiểu rõ thực lực của quỷ lùn Hắc Vân. Gã không ngờ ông hai nhà họ Lục lại mời người này tới, xem ra, ông ta nhất định phải giết Lục Thư Tuyết. Chẳng tính chừa chút đường sống nào cho cô ta. Cậu Mục, Lục Phúc cuống cuồng, nếu Mục Lâm chọn bỏ họ mà đi thì ông ta và Lục Thư Tuyết chắc chắn phải chết. Dưới tình huống đó, ông ta lập tức nói. Cậu Mục, xin cậu hãy chọn cô chủ. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu chọn cô chủ thì sau khi chuyện này trôi qua, cô chủ sẽ gả cho cậu, làm người phụ nữ của cậu. Lục Phúc không muốn chết, lại càng không muốn Lục Thư Tuyết chết. Ít nhất Mục Lâm cũng có chút thực lực, dưới tay còn có một số tôi tớ và truy phong sư. Chỉ cần để mấy tên tôi tớ và truy phong sư của Mục Lâm trở thành vật hy sinh giúp họ thì cũng không phải không có cơ hội chạy thoát. Chí ít cũng còn một cơ hội. Bác Phúc, Lục Thư Tuyết sắp khóc, trong đôi mắt xinh đẹp động lòng người đong đầy nước mắt. Câm miệng. Lục Phúc quát, không cho phép cô ta nói chuyện. Chương 970. Thường, ông ta có thể chiều Lục Thư Tuyết, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng, tình hình trước mắt lại không có sự lựa chọn nào nữa. Ông ta vừa quát, Lục Thư Tuyết vốn cảm thấy tủi thân, lập tức có một giọt nước mắt lăn xuống trông hết sức đáng thương. Lẽ nào, quãng đời sau này của mình chỉ có thể đi theo một người mà mình không thích thôi ư? Trong lòng cô ta hết sức khổ sở. Lục Thư Tuyết lén lau nước mắt, còn chưa kịp nói gì, Lục Phúc đã nói tiếp, cậu Mục, cậu yên tâm, tôi có thể làm chủ việc cưới xin của cô chủ. Mục Lâm ngồi trên truy phong sư tim đập thình thịch, sự lựa chọn mà Lục Phúc đưa ra thật sự rất hấp dẫn đối với gã. Thậm chí,
đầu óc của gã còn nóng lên suýt nữa đồng ý. Có điều, khi ánh mắt âm u rét lạnh của quỷ lùn Hắc Vân lia đến trên người gã thì sự kích động ấy lập tức lạnh xuống. Mục Lâm thoáng chốc bình tĩnh lại. Nếu người tới đây là ai khác mà không phải quỷ lùn Hắc Vân thì gã chắc chắn sẽ đồng ý với điều kiện của Lục Phúc. Thế nhưng, gặp phải quỷ lùn Hắc Vân thì Mục Lâm thật sự bó tay. Dù người của gã và Truy Phong Sư có xông lên hết thì khi đối mặt với quỷ lùn Hắc Vân cùng đám đàn em do gã ta dẫn đến, muốn chạy thoát không khác gì xông vào đầm rồng hang hổ. Hoàn toàn là không có khả năng. Đúng là Mục Lâm coi Lục Thư Tuyết là nữ thần, cũng là người phụ nữ mà gã có mơ cũng ao ước có được. Nhưng, giữa đàn bà và tính mạng, đương nhiên gã sẽ chọn mạng sống. Mạng cũng mất thì còn cần phụ nữ làm gì? Chú Phúc, Mục Lâm im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Lục Phúc nói, xin lỗi chú, lần này tôi thật sự không giúp được hai người. Sau đó, gã cũng mặc kệ sắc mặt Lục Phúc chợt trở nên hết sức khó coi, xoay người đi xuống Truy Phong Sư, dẫn theo đám tôi tớ và nó đi đến trước mặt quỷ lùn Hắc Vân, chắp tay nói. Tiền bối Hắc Vân, mong người và Lục nhị gia yên tâm. Trước đây, nhà họ Mục là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Lục. Từng chịu ân huệ của họ nên chắc chắn sẽ không phản bội nhà họ Lục cũng như phản bội Lục nhị gia. Ha ha, cậu Mục quả thật thông minh, biết thời biết thế và tiến lùi có chừng mực. Vậy trái lại mới sống lâu được đó. Quỷ lùn Hắc Vân cười ha ha một tiếng, đôi mắt âm u dưới lớp mặt nạ liếc nhìn Mục Lâm đầy sâu xa, không biết đang tán thưởng hay châm chọc. Tiền bối Hắc Vân, người quá khen rồi, Mục Lâm cười ha ha một tiếng. Sau đó, gã dẫn theo người của mình đứng ở một bên quỷ lùn Hắc Vân. Lão già, ông chính là Lục Phúc. Lục nhị gia nói, ông, cũng phải lựa chọn, bất chợt tên quỷ lùn Hắc Vân chuyển ánh mắt lên người Lục Phúc. Nhưng lựa chọn của ông có chút khác, dù sao ông cũng đã phản bội nhị gia, làm chân chó thì phải có giác ngộ, Lục nhị gia hỏi ông muốn chết hay muốn gãy chân. Chương 971. Tôi chọn, gãy chân. Điều bất ngờ chính là Lục Phúc không do dự quá nhiều. Rất nhanh liền đưa ra lựa chọn. Trong nháy mắt Mục Lâm lựa chọn đi theo Lục nhị gia, ông ta đã tuyệt vọng rồi, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có, tiếp tục kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ? Tính mạng trước mắt, cái gì mà đạo nghĩa hay lòng trung thành, tất cả đều là chó má. Còn sống mới là chân lý. Bác Phúc, bác, trong lòng Lục Thư Tuyết hỗn loạn, cô ta thế nào cũng không ngờ Lục Phúc từ trước đến giờ luôn trung thành và đối xử với cô ta như con gái lại không chút do dự lựa chọn chú hai của mình. Cô ta vô cùng đau đớn, bi thương và tuyệt vọng. Ha ha, Lục Thư Tuyết, cô đừng trách Lão Phu. Lão Phu có lòng muốn bảo vệ cô, chỉ tiếc rằng biểu hiện của cô khiến người khác quá thất vọng, quá ngu xuẩn, quá đần độn. Quả thật Lục Phúc đã trung thành, nhưng loại trung thành này ít nhiều đã pha tạp một vài lợi ích bên trong. Một khi Lục Thư Tuyết an toàn quay về nhà, trở thành người đứng đầu nhà họ Lục, ông ta không khác gì người có công. Nhưng bây giờ xem ra, với tính cách và tấm lòng của Lục Thư Tuyết, dù may mắn đến được nhà họ Lục rồi cũng sẽ bị Lục nhị gia diệt chết, không còn thừa một con đường sống. Vì cái thứ gọi là lương thiện chính nghĩa, ngay cả mạng mình cũng bất cần, ngu xuẩn giống như cô, làm sao đáng nhận được lòng trung thành của Lục Phúc, lời Lục Phúc trầm thấp lạnh lẽo, thật là không thức thời. Không biết tốt xấu, cũng không hiểu cha mẹ cô sáng suốt một đời, sao lại sinh ra một đứa con gái hèn hạ như cô chứ? Lời Lục Phúc luôn đè nén ở đáy lòng đều được nói ra hết, ông ta hoàn toàn quên mất thân phận của mình chỉ là một người làm, nói chuyện cực kỳ khó nghe, từng câu từng chữ đều giống như từng cây kim đâm vào trong lòng Lục Thư Tuyết, sắc mặt cô ta tái nhợt, đau lòng đến mức khó có thể dùng lời diễn tả. Một giây kế tiếp, Lục Phúc quả quyết giơ bàn tay lên, tàn nhẫn tự đánh gãy chân mình. Rồi sau đó khập khiễng đi về phía bên cạnh quỷ lùn Hắc Vân. Ha ha! Quỷ lùn Hắc Vân cười lạnh, gã ta thân là sát thủ cũng không cảm thấy bất ngờ. Gã ta gặp đã quá nhiều chuyện như này. Mục Lâm ôm tay, u ám nói. Lục Thư Tuyết, em đừng oán trách bọn anh, muốn trách thì trách em quá ngu ngốc. Nếu như cùng anh lên Truy Phong Sư sớm hơn chút thì đâu có xảy ra chuyện này. Tất cả đều là em tự rước lấy. Đáng tiếc! Ông đây vẫn chưa chơi được em sắp chết chắc rồi. Bây giờ chỉ còn một mình em thì làm sao đối mặt với bọn anh, đối mặt với tiền bối Hắc Vân. Anh đề nghị em vẫn nên tự giác đi, tránh bẩn tay tiền bối Hắc Vân. Nước mắt của Lục Thư Tuyết đã chảy khô, người thân cận và đáng tin nhất đã phản bội cô ta rồi, mùi vị này chỉ có cô ta mới có thể biết.
Lục Thư Tuyết có bao nhiêu bi thương, bao nhiêu khó khăn, dù Trần Đức đứng bên cạnh uống rượu cũng có thể cảm nhận được. Không ngờ một cô gái lương thiện như vậy lại gặp phải chuyện này. Chương 972. Thư Tuyết, cậu Mục nói không sai. Bây giờ không còn ai đứng bên cạnh cô nữa. Cô vẫn nên tự sát đi, chí ít cũng không có quá nhiều đau khổ. Lục Phúc cũng đang nhìn chằm chằm Lục Thư Tuyết, ông ta cũng khuyên cô ta tự sát. Sẽ không có quá nhiều đau khổ, chẳng lẽ còn chưa đủ đau khổ sao? Lục Thư Tuyết cắn chặt hàm răng, cô ta dần dần rút kiếm trong tay, ánh mắt dứt khoát lại kiên quyết, giọng nói đáng yêu trở nên lạnh lùng như băng lạnh. Một mình thì sao, tôi là con gái của Lục Chiến, hai chữ tự sát sẽ mãi mãi không xuất hiện trên người tôi. Dù chết, cô ta cũng phải chết trận. Ồ, cô Lục, Trần Đức uống cạn hớp rượu trong bình, anh cất bình rượu, túm lấy chuôi kiếm trong tay cô ta, ai nói cô chỉ có một mình, không phải còn có tôi sao? Mấy người này, có thể giao cho tôi giải quyết. Đồng thời anh khẽ dùng lực khống chế Lục Thư Tuyết, đưa thanh kiếm sắc bén trở lại bao. Anh! Thân thể mềm mại của Lục Thư Tuyết hơi ngừng lại, tay của Trần Đức đặt trên mu bàn tay cô ta, cảm giác giống như bị điện giật vậy, hai tròng mắt lạnh băng dâng lên từng tia tự chế giễu. Cuối cùng người ở bên cạnh cô ta lại là một người xa lạ quen biết không lâu. Nhưng một tia tự giễu này rất nhanh được một tia ấm áp bao trùm. Dù là người xa lạ cũng nguyện ý giúp đỡ người lạ như cô ta, không phải sao? Vào thời khắc mấu chốt này, một võ giả giới thế tục còn có khí phách như vậy, cô ta thật sự rất cảm động. Ha 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 ha, đột nhiên một trận cười the thé truyền tới, Mục Lâm châm chọc, đùa cợt nói, còn có mày. Trần Bát Hoang, mày thật sự tưởng rằng mình là ai chứ? Một tên võ giả rác rưởi đến từ thế tục, chẳng lẽ mày cho rằng tiền bối Hắc Vân là đối thủ của mày sao? Ha ha, người của giới thế tục mãi mãi không tự biết mình lại còn trọng tình nghĩa. Chẳng qua là ngốc đến quá ngây thơ thôi, Lục Phúc cũng cười nhạt châm chọc. Ông ta cũng không có thiện cảm với Trần Đức, nếu như không có nó thì làm sao nhiều chuyện như vậy. Chậc chậc, tên hầu của Mục Lâm cùng đùa cợt nói, cô Lục, có con kiến hôi như vậy ở bên cạnh đột nhiên đứng ra, có phải rất cảm động không? Rất vui vẻ, ha ha, chỉ tiếc rằng, thêm một con kiến hôi, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Vừa bắt đầu tôi liền cảm thấy cái tên họ Trần kia có bệnh rồi. Không ngờ bệnh ảo tưởng không nhẹ, sao lại có mặt mũi nói ra câu, giao cho tôi giải quyết chứ. Đúng là buồn cười chết tôi mà. Đám người mồm năm miệng mười nhìn Trần Đức giống như nhìn một thằng ngu, khinh bỉ ra mặt. Lục Thư Tuyết như không nghe thấy những lời đó, nghiêm túc, trịnh trọng nói, Trần Bát Hoang, cảm ơn anh, có điều. Anh nên đi đi, mục tiêu của quỷ lùn Hắc Vân không phải anh, chỉ cần anh muốn thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Gã ta sẽ không giết anh đâu. Cách làm việc của quỷ lùn Hắc Vân cực kỳ nổi tiếng, mục tiêu là ai thì chỉ giết người đó. Lấy bao nhiêu tiền, giết bấy nhiêu người. Chỉ cần đừng chọc giận gã ta thì quỷ lùn Hắc Vân sẽ không đụng vào người không liên quan. Trừ khi, đối phương tự đâm đầu vào cái chết. Không đi, khóe miệng Trần Đức nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt. Chương 973. Không đi sẽ chết đó, Lục Thư Tuyết có chút sốt ruột. Dù đến lúc này rồi nhưng cô ta vẫn không muốn hại chết một người lạ, một người vô tội. Sẽ chết, tại sao sẽ chết, Trần Đức cười nói, thực ra tôi rất lợi hại, dù đám người kia gộp lại với nhau, ừ. Trần Đức ngẫm nghĩ nửa giây xong bèn nói, giết bọn họ cũng như giết mấy con chó thôi. Ha ha, thằng nhóc kia đúng là bị bệnh thật mà, Mục Lâm đứng đằng xa chợt cười to, đến lúc này rồi mà còn dám khoác lác, chắc chắn là bị úng não rồi. Giết bọn tao như giết chó. Là ai cho mày lá gan nói như vậy trước mặt tiền bối Hắc Vân thế? Đúng là ngớ ngẩn đến dại dột mà. Đồ ngu, Lục Phúc cũng không kìm được chửi một tiếng. Ông ta ghét nhất loại người như Trần Đức, thực lực không có bao nhiêu, nhưng lại chẳng biết trời cao đất rộng, đúng là bị hoang tưởng. Loại như vậy không bằng chết sớm cho đỡ chật đất. Nhóc con, mày can đảm đấy chứ, quỷ lùn Hắc Vân cũng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập vẻ khen ngợi. Nhưng đôi mắt dưới lớp mặt nạ lại răng đầy sát khí. Chửi gã ta là chó. Đã bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Trước giờ, chưa có người nào chửi gã ta mà còn sống cả. Gã ta muốn giết người. Đối phó ông cũng cần can đảm sao, Trần Đức có chút cạn lời, nhàn nhạt đáp. Anh càng tỏ ra như vậy càng khiến cho đám người Mục Lâm phấn khích và mong đợi. Mong đợi quỷ lùn Hắc Vân sẽ tra tấn và giết chết anh như thế nào.
Người như vậy nên chết sớm một chút mới tốt, Lục Phúc lắc đầu, trên mặt càng lộ ra vẻ khinh bỉ, chế giễu. Loại người không biết trời cao đất rộng như này sớm muộn gì cũng chết, chết sớm chút cũng đỡ gây họa cho người khác. Quả thực, người chết, thì cần gì can đảm chứ? Quỷ lùn Hắc Vân vừa nói, cũng ra tay. Cơ thể gã ta chợt bùng nổ, trong tay xuất hiện một thanh liêm đao cong cong màu đen, tràn ngập một mùi máu tanh gai mũi. Cái mùi tanh tưởi ấy khiến cho đám Mục Lâm và Lục Phúc đứng bên cạnh không nhịn nổi dùng mình. Là một võ giả, họ hiểu rất rõ e rằng đã có vô số mạng người chết dưới lưỡi đao kia. Liêm đao màu đen như một lưỡi hái thần chết, chỉ vừa xuất hiện đã nhắm thẳng vào giữa trán Trần Đức như muốn đâm thủng trán anh, cắm phập vào đầu, xoắn nát não, thần kinh, mạch máu, bổ nát cả đầu anh. Vèo. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, trong tay quỷ lùn Hắc Vân lóe ra ánh sáng u ám như bóng quỷ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Tốc độ của gã ta quá nhanh, đến nỗi nổi gió, sát khí đan xen, máu tanh trải rộng khắp nơi. Rõ ràng có thể thấy được, dưới lưỡi đao chết chóc kia lóe lên từng luồng sấm sét, sát khí quay cuồng trông cực kỳ chói mắt. Trong lòng đám người Mục Lâm, Lục Phúc đều hết sức căng thẳng. Một cảm giác sợ hãi chợt bủa vây khiến họ vô thức lùi lại mấy bước. Không hổ là quỷ lùn Hắc Vân. Mạnh thật. Chương 974. Còn cực kỳ tàn nhẫn. Vừa ra tay đã muốn cướp đi tính mạng người khác, bọn họ có thể chắc chắn rằng một đao kia mà bổ xuống thì đầu của Trần Bát Hoang sẽ lập tức nát bấy, không còn sót lại chút nào. Gã ta, còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của đám Lục Phúc và Mục Lâm. Hai người đều cảm thấy may mắn vì đã đứng về phía quỷ lùn Hắc Vân và Lục Nhị Gia, không thì. Dù có truy phong sư cùng mấy tên tôi tớ kia, cũng không thể nào chạy thoát khỏi tay gã ta. Hai người vừa hoảng sợ, nhưng cũng cảm thấy may mắn. Còn Trần Bát Hoang, anh vẫn không nhúc nhích, khóe miệng vẫn nở nụ cười, mặt mày thong dong, bình tĩnh toát ra vẻ hờ hững. Nhưng, ở trong mắt mọi người, điều ấy rõ ràng là không kịp phản ứng lại trước sự ra tay của quỷ lùn Hắc Vân. Mà vẫn đắm chìm trong sự hoang tưởng, hay cũng có thể nói là đã sợ ngu người. Quỷ lùn Hắc Vân cầm thanh liêm đao màu đen trong tay như một con quỷ cuốn theo một cơn gió lốc cùng tiếng rít chói tai, thoáng chốc đã xông đến trước mặt Trần Đức, trong đôi mắt gã ta lộ ra sát khí dày đặc. Gã ta cũng không có tỏ ra khinh bỉ con kiến trong miệng đám Mục Lâm, Lục Phúc. Sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức mạnh, gã ta muốn giết người cũng sẽ không nương tay. Sát khí cuộn trào đâm thẳng vào giữa trán Trần Đức, mà anh lại vẫn đứng im như cũ. Tất cả mọi người nghĩ rằng anh sẽ chết, nhưng chẳng ai ngờ, ngay khi mũi đao màu đen kia sắp cắm vào giữa trán Trần Đức thì quỷ lùn Hắc Vân lại chợt dừng lại. Giống như một đoạn phim đang phát trôi chảy, thậm chí là đang được tua nhanh bỗng bị người ấn ngừng lại. Ngay khi liêm đao dừng lại, cơn gió lốc cũng biến mất, linh khí đáng sợ xung quanh cũng tản ra. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, quỷ lùn Hắc Vân cất thanh liêm đao kia đi. Gã ta dừng tay lại. Cảnh vỡ nát óc trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, điều này khiến cho đám Mục Lâm và Lục Phúc đều cảm thấy hết sức khó hiểu. Là ai, lăn ra đây, ngay khi họ đang mù mờ thì quỷ lùn Hắc Vân bỗng nhìn về phía sâu trong rừng cây quát. Ngay khoảnh khắc lúc này, gã ta bỗng cảm nhận được ở nơi này còn có những người khác. Hơn nữa, người này còn rất mạnh, tuyệt đối có thể lợi dụng khi gã ta ra tay, bị phân tâm cướp đi tính mạng của mình. Thậm chí, quỷ lùn Hắc Vân còn cảm giác được có một luồng sát khí nhắm thẳng vào người mình. Ha ha, quỷ lùn Hắc Vân, mày bảo tao lăn ra đây á, cùng lúc đó, trong rừng đi ra hai người. Người đầu tiên để mái tóc húi cua, khoảng 30 tuổi, cả người cơ bắp cuồn cuộn trông cực kỳ vạm vỡ khiến người ta cảm thấy đầy bá đạo và tràn ngập sức bật. Người thứ hai là một gã đàn ông trung niên hơn 40 tuổi theo sát đằng sau, trông có vẻ như là cấp dưới hay người hầu của hắn ta. Bộ Kinh Phong, Mục Lâm vừa thấy hai người kia thì lập tức bật thốt lên một cái tên. Người đi đằng trước không phải ai khác chính là Bộ Kinh Phong mà Trần Đức đã gặp lúc trước. Bộ Kinh Phong, cậu chủ lớn nhà họ Bộ, nhìn thấy hắn ta, dù là quỷ lùn Hắc Vân thì sắc mặt cũng hơi thay đổi, tại sao cậu lại ở chỗ này? Cậu chủ lớn nhà họ Bộ, Bộ Kinh Phong. Chương 975. Vừa 30 tuổi đã xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn ở Côn Luân Hư. Tuy là thứ 10, nhưng đó là kết quả trong đại hội võ đạo Côn Luân Hư vào 3 năm trước. Sau 3 năm, hắn ta cũng mạnh hơn. Linh căn kỳ đỉnh phong.
thực lực cỡ đó ít nhất cũng có thể lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn. Trong lòng Quỷ Lùn Hắc Vân kinh ngạc không thôi, lớp trẻ có tư chất cực mạnh này rất có khả năng sẽ vượt qua đám già cả như họ. Bộ Kinh Phong cũng không để ý tới họ, ánh mắt hắn ta chỉ nhìn chòng chọc vào con sư tử cao lớn, uy vũ, hung dữ bên kia, là con xúc vật này hả? Vâng thưa cậu bộ, tên tôi tớ bên cạnh hắn ta gật đầu đáp, nó đã ăn A Cam. Được. Ngay sau đó, cơ thể Bộ Kinh Phong chợt bùng nổ, nắm tay giống như một ngọn núi Thái Sơn đấm thẳng vào đầu Truy Phong Sư. Bốp! Thoáng chốc, một tiếng trầm đục chợt vang lên, Truy Phong Sư nặng mấy trăm ký tựa như một ngọn núi nhỏ chưa kịp gào lên một tiếng đã đổ ầm xuống đất, bắn lên một lớp bụi bặm, chết tươi. Rõ ràng có thể thấy được, vị trí bị đánh trúng trên đầu của nó xuất hiện một cái lỗ to, một quyền của Bộ Kinh Phong đã đấm xuyên qua đầu Truy Phong Sư. Máu tươi nhuộm đẫm nắm tay Bộ Kinh Phong, từng giọt nhỏ xuống đất, mùi tanh nồng nặc lập tức tản ra xung quanh, sộc thẳng vào khoang mũi của mọi người. Mục Lâm ngơ ngác, gã hoàn toàn không ngờ Bộ Kinh Phong sẽ ra tay với Truy Phong Sư. Mãi đến khi nó ngã xuống đất, chết đi, gã mới hoàn hồn, hoảng sợ nhìn về phía Bộ Kinh Phong hỏi, anh Bộ, tại sao anh lại giết nó? Mục Lâm vừa nói xong, Bộ Kinh Phong đã lập tức nhìn thẳng vào gã, chủ nhân của nó là mày. Không biết sao, Mục Lâm chợt rùng mình, nhưng vẫn cố can đảm đáp, đúng vậy, tôi tên Mục Lâm, là cậu chủ nhà họ Mục. Truy Phong Sư là do bố tặng cho tôi, anh Bộ, sao anh lại giết nó? Ha ha, mày đã muốn biết thì tao sẽ rủ lòng thương nói cho mà biết, Bộ Kinh Phong lạnh giọng, âm u nói, tao có một người hầu, mấy ngày trước vào núi hái thuốc cho tao, kết quả, ngày hôm qua đã bị nó ăn. Hả, Mục Lâm thoáng cái ngơ ngác. Đúng là mới đây Truy Phong Sư có ăn một người. Lúc đó, gã cũng không để ý, chẳng phải chỉ là ăn một người thôi sao? Dù gì ăn cũng ăn rồi. 4. Truy Phong Sư cũng là ăn thịt người, chẳng có gì là lạ cả. Nhưng gã không ngờ người bị ăn lại là tôi tớ của Bộ Kinh Phong. Bộ Kinh Phong hoàn toàn là người mà gã không thể trêu vào. Chẳng những không thể trêu vào Bộ Kinh Phong, mà còn không thể trêu vào nhà họ Bộ. Giờ phút này, trong lòng Mục Lâm uất ức, tức giận muốn chết. Truy Phong Sư là vật cưỡi bảo bối của gã, giết nó chẳng khác nào vả vào mặt mình. Nhưng, Mục Lâm lại không có cách nào, vì người giết Truy Phong Sư là Bộ Kinh Phong. Cho dù gã có tức giận đến nỗi muốn giết người, cũng chỉ có thể nhịn, không dám tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. Chương 976. Mày là chủ nhân của con xúc vật này, thực tế, cũng đáng chết, Bộ Kinh Phong âm u nói. Với tính cách của hắn ta, đầu tiên sẽ giết Truy Phong Sư, rồi giết Mục Lâm. Nhưng, cậu Trần đang ở đây. Mà hắn ta vừa tới nên vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Lỡ Mục Lâm là bạn của cậu Trần thì sao? Anh Bộ, con xúc vật kia không liên quan đến tôi. Tuy nó là của tôi, nhưng tôi cũng không quản lý được nó. Mục Lâm lập tức luống cuống, vội vàng nói, nó đáng chết, chết đáng lắm, nhưng cũng không liên quan đến tôi. Mục Lâm nhìn về phía Lục Phúc, Quỷ Lùn Hắc Vân với ánh mắt xin giúp đỡ. Thế nhưng... hai người kia đều ăn ý đứng cách xa gã ra một chút. Thậm chí, Lục Phúc còn bồi thêm một câu, người này không có quan hệ gì với tôi hết. Chỉ là, Bộ Kinh Phong lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến Lục Phúc. Lục Phúc là cái đinh gì? Đừng nói Lục Phúc, dù là cả nhà họ Lục thì hắn ta cũng chẳng thèm để vào mắt nữa là. Bộ Kinh Phong chỉ nể phục và kính trọng kẻ mạnh. Hắn ta quay sang nhìn Trần Đức, nhấc chân đi về phía anh. Thoáng chốc. Mục Lâm đang có chút kích động chợt sửng sốt, lẽ nào Bộ Kinh Phong định giết tên nhóc Trần Bát Hoang kia? Vẻ hoảng sợ trong mắt gã lập tức trở thành chờ mong. Trần Đức sắp chết. Lục Phúc cũng khinh bỉ, giễu cợt nhìn chằm chằm Trần Đức, cái loại ngu ngục như cậu ta khi gặp phải cao thủ như Bộ Kinh Phong thì chắc chắn sẽ chết nhỉ. Hử, Quỷ Lùn Hắc Vân cũng hơi khó hiểu, Bộ Kinh Phong làm gì vậy? Tại sao lại đi về phía một con kiến? Hai người đều là võ giả linh căn đỉnh phong nên đương nhiên hiểu biết lẫn nhau. Quỷ Lùn Hắc Vân biết rõ Bộ Kinh Phong kiêu ngạo, ngông cuồng cỡ nào, suy cho cùng cũng sẽ không ra tay giết chết cái loại con kiến như Trần Đức, dù sao. Hắn ta cũng ngại giơ tay. Người bình thường không biết Bộ Kinh Phong ngông cuồng cỡ nào, nhưng Quỷ Lùn Hắc Vân lại biết rất rõ. Là một sát thủ nên gã ta đã từng tìm hiểu những ai có cảnh giới cao và thực lực mạnh mẽ. Với tính cách của Bộ Kinh Phong,
muốn giải quyết loại rác rưởi như Trần Bát Hoang thì sẽ không tự mình ra tay. Xung quanh im lặng như tờ, không ai nói chuyện. Lục Thư Tuyết thấy Bộ Kinh Phong bước tới bèn siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị liều mạng với hắn ta, Trần Bát Hoang, đợi lát nữa tìm được cơ hội thì anh hãy chạy ngay đi, đừng lo cho tôi, biết không? Cô Lục, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô, Lục Thư Tuyết rất tốt bụng, trong lòng Trần Đức không khỏi xúc động, nhưng mặt mày vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ. Anh và Bộ Kinh Phong cũng coi như mới quen, chưa phải bạn bè nên không biết đối phương muốn làm gì. Vì vậy, anh cũng không đứng ra nói chuyện. Có điều, Trần Đức lại chắc chắn là Bộ Kinh Phong sẽ không dám ra tay với mình. Dù sao thì có ai lại tự tìm đường chết chứ? Trong bầu không khí áp lực ấy, Bộ Kinh Phong bước từng bước một, dẫn theo người hầu của mình đi đến trước mặt Trần Đức, thái độ kính cẩn, dè dặt, nghiêm túc nói. Cậu Trần, người hầu của hắn ta lại trực tiếp khom người vái chào, thái độ hết sức kính cẩn. Hai người họ quả thật rất kính cẩn vì đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Trần Đức, thậm chí là tự mình thử nghiệm. Càng đáng sợ hơn là, mới cách một ngày, Bộ Kinh Phong đã hoảng sợ phát hiện Trần Đức lại mạnh hơn. Tuy cảnh giới của Trần Đức vẫn là linh căn sơ kỳ, trung kỳ. Nhưng Bộ Kinh Phong có thể cảm giác được thực lực của anh đã mạnh hơn một bậc. Chương 977 là một trong những thiên tài của Côn Luân Hư, Bộ Kinh Phong hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Cho thấy tư chất tu võ của Trần Bát Hoang còn mạnh hơn mình. Lại gặp rồi, khóe miệng Trần Đức vẫn rộ nụ cười, chào hỏi như hai người bạn cũ. Vâng, cậu Trần, tôi cũng không ngờ là lại khéo như vậy, Bộ Kinh Phong cười, cực kỳ kính trọng Trần Đức. Mục đích hắn ta đến đây là tìm Truy Phong sư đã ăn người hầu của mình, ai ngờ lần theo manh mối xong, hai người lại gặp nhau. Khi họ nói chuyện với nhau, đám Mộc Lâm, Lục Phúc, Quỷ Lùn Hắc Vân đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang và Bộ Kinh Phong trước mặt như những bức tượng. Bọn họ thật sự không tài nào tin nổi cảnh tượng trước mắt, đầu óc lập tức chết máy như gặp phải một cơn động đất hay sóng thần khủng bố, cứ kêu lên ong ong như sắp nổ tung. Sao lại, má nó, sao lại như thế, không thể nào. Bà mẹ nó, người kia chính là Bộ Kinh Phong đó. Là Bộ Kinh Phong đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn ở Côn Luân Hư đó. Gia tộc đứng đằng sau hắn ta giống như một con quái vật lớn rất có tiếng ở Côn Luân Hư, cũng ít ai dám đụng vào hay chọc bọn họ tức giận. Thế nhưng lại tỏ ra như thế đối với một tên nhóc đến từ thế tục. Từ thái độ của Bộ Kinh Phong, mọi người có thể cảm giác được vẻ kính cẩn, tôn trọng và sợ hãi. Thậm chí, còn dùng từ cậu để gọi Trần Bát Hoang. Xưng hô như thế rất ít xuất hiện ở một nơi như Côn Luân Hư, ví dụ như Mục Lâm, người hầu hay thậm chí là Lục Phúc cũng chỉ gọi gã là cậu chủ Mục, chứ không phải cậu Mục. Không phải là gã không thích cái xưng hô cậu Mục, mà là gã không xứng. Thực lực của Mục Lâm còn chưa đạt tới trình độ để người ta gọi gã là cậu. Đầu óc mọi người như nổ tung, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Cậu Trần, trong khi mọi người có mặt ở đây đang hoảng sợ thì Bộ Kinh Phong lại nói chuyện. Chỉ vào Mục Lâm hỏi, cái tên kia là bạn của cậu hả? Chuyến này, Bộ Kinh Phong vốn định giết Truy Phong sư và chủ nhân của nó. Người hầu của hắn ta cũng không thể chết một cách vô ích như thế được. Nhưng, nếu Mục Lâm là bạn của cậu Trần thì cũng chỉ đành từ bỏ, hắn ta không muốn là địch với Trần Bát Hoang. Bạn sao? Trần Bát Hoang nghiền ngẫm, cười cợt nhìn Mục Lâm, gã từng nói cái loại, rác rưởi, thấp kém, như tôi là không xứng đi cùng với mình. Có tôi sẽ không có gã sẽ không có tôi. Thế nên, tôi và gã cũng không phải bạn bè. Cậu Trần, Mục Lâm luống cuống, khi gặp phải sự sống còn, gã lập tức tỉnh táo lại từ trong cú sốc, van nài, cầu xin, cậu Trần, sao chúng ta lại không phải là bạn được cơ chứ? Chúng ta lên đường với nhau lâu như vậy thì đã là bạn bè rồi. Bạn cùng đồng hành đó, cầu xin cậu, cứu tôi đi mà. Mục Lâm thật sự sốt ruột. Gã rõ ràng cảm giác được ngay khi Trần Đức phủ nhận hai người là bạn thì sát khí trên người Bộ Kinh Phong lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt, khóa chặt lấy mình. Sát khí ấy rất nồng, rất nặng như một ngọn núi lớn đè lên người khiến gã không thở nổi, trái tim như muốn ngừng đập, thật là đáng sợ. Đáng tiếc, Bộ Kinh Phong đã nhận được câu trả lời mà mình muốn. Chương 978 Nhoáng cái, vèo. Hắn ta lập tức hành động, xông thẳng đến trước mặt Mục Lâm. Hai chân của Mục Lâm không khỏi bịch một cái quỳ xuống đất, sau đó, Bộ Kinh Phong giơ tay, đập thẳng lên đầu gã.
bốp, tai, mắt, mũi, miệng của Mục Lâm lập tức đổ máu, rồi hét thảm, nhìn Lục Phúc bên cạnh, cứu. Cứu tôi, chú Phúc. Cứu gã. Làm sao Lục Phúc dám chứ? Đừng nói giờ ông ta hoàn toàn không có khả năng ấy, dù còn ở trạng thái đỉnh cao thì khi gặp phải bộ kinh phong cũng không đỡ nổi ba chiêu nữa là. Ông ta lấy cái gì để cứu Mục Lâm chứ? Lục Phúc chẳng những không cứu, mà còn lùi ra xa hơn. Cùng lúc đó, trong tay bộ kinh phong cũng xuất hiện một con dao găm, lưỡi dao ma sát với không khí phát ra tiếng rít chói tai như một con rắn độc xông thẳng về phía Mục Lâm. Phụt! Phụt! Giây tiếp theo, tay chân Mục Lâm đều bị dao găm trực tiếp chặt đứt. Nhưng Mục Lâm vẫn chưa chết, bộ kinh phong cố tình không giết gã để gã hưởng thụ sự đau đớn trước khi chết. Mục Lâm phát ra tiếng hét thảm như giết heo làm da đầu người ta run lên. Mấy tên tồi tớ của gã hoàn toàn không dám ra tay, chỉ biết trơ mắt nhìn, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy lùi ra sau. A Cam, tôi trả thù cho cậu, bộ kinh phong trầm giọng nói, sau đó con dao găm trong tay bèn đâm phập vào đầu Mục Lâm. Mục Lâm, chết! Chết trong sự sợ hãi, hoảng sợ cùng cực, ngã sóng xoài vào vũng máu. Bộ kinh phong cũng không có rút con dao găm kia ra, vì nó là con dao găm của tôi tớ nhà mình. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi đi. Tên người hầu của bộ kinh phong cũng hành động, chỉ trong vài giây đã giết sạch đám tôi tớ của Mục Lâm, chẳng ai có thể may mắn chạy thoát. Cậu Trần, để tôi giúp cậu giải quyết đám rác rưởi kia luôn, bộ kinh phong bước tới trước mặt Trần Đức, ngó quỷ lùn Hắc Vân và mấy chục người do gã ta dẫn đến nói. Bộ kinh phong, cậu muốn là địch với tôi ư, quỷ lùn Hắc Vân chợt lùi lại bên người của mình, kéo ra một khoảng cách với bộ kinh phong. Lẽ nào cậu nghĩ rằng mình có thể giết chết tôi sao? Tuy quỷ lùn Hắc Vân khá kiêng kỵ bộ kinh phong, nhưng thực lực cả hai lại ngang ngửa nhau. Thế nên, khi đối mặt với bộ kinh phong, gã ta cũng không phải không có sức đánh một trận. Vì vậy, gã ta mới không có chạy trốn luôn. Lục Thư Tuyết không chết mà giờ gã ta lại bỏ chạy thì chẳng khác nào đã nuốt lời. Nếu bỏ qua cơ hội hôm nay, không những sẽ mất một nửa thù lao, mà sau này tiếng tăm của gã ta cũng sẽ tụt dốc. Là địch với ông thì sao, bộ kinh phong hoàn toàn chẳng coi quỷ lùn Hắc Vân là cái đinh gì, tuy muốn giết loại người đó sẽ khá rắc rối, nhưng cũng không phải không thể. Lẽ nào giết gã ta thì tập đoàn sát thủ đứng sau lưng quỷ lùn Hắc Vân dám trả thù chắc. Chương 979. Cảm ơn lòng tốt của anh, có điều người này vẫn để cho tôi đi, Trần Đức từ chối ý tốt của bộ kinh phong. Với thực lực của bộ kinh phong thì không thể nào giải quyết được quỷ lùn Hắc Vân ngay. Thời gian của Trần Đức rất quý giá, mà anh lại không muốn lãng phí nó nên đành tự mình ra tay. Được, cậu Trần, vậy tôi sẽ đứng cạnh quan sát, trong mắt bộ kinh phong lộ ra vẻ chờ mong, muốn nhìn thử xem thực lực thật sự của Trần Đức. Ha ha, quỷ lùn Hắc Vân cười, Trần Bát Hoang định tự mình ra tay. Là điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định ngu ngốc đó vậy? Một tên Linh Căn sơ kỳ mà cũng dám đối đầu với võ giả Linh Căn kỳ đỉnh phong. Sốt cuộc là bị chập mạch hay ngu thật thế? Mẹ, đúng là không biết sống chết mà, Lục Phúc không kìm được văng tục. Tuy thái độ của bộ kinh phong với Trần Đức khiến ông ta rất giật mình, nhưng thực tế, sự khinh bỉ, giễu cợt trong lòng với anh vẫn chẳng hề vơi đi chút nào. Theo ông ta, bộ kinh phong có thể tỏ thái độ như vậy chắc chắn là vì Trần Đức có thân phận đặc biệt nào đó mà ngay cả hắn ta cũng phải cư xử một cách cẩn thận. Nhưng kiểu như thân phận thì có tác dụng gì? Thân phận có cao tới đâu? Nhưng bản thân lại không có thực lực cũng chẳng khác gì đồ bỏ. Mặc kệ cao thủ như bộ kinh phong, muốn tự mình ra tay thì đúng là ngu không ai bằng. Trần Đức lấy cái gì để đối phó với một sát thủ như quỷ lùn Hắc Vân? Lúc này rồi còn ra vẻ, có chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Phúc thầm cười khẩy trong lòng, ông ta như đã thấy được cảnh Trần Bát Hoang chết. Ông chuẩn bị tốt chưa? Tôi sẽ ra tay đó. Lúc này, Trần Đức nhìn về phía quỷ lùn Hắc Vân. Có lòng tốt nhắc nhở. Lục Phúc hoàn toàn cạn lời, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho Trần Bát Hoang kiêu ngạo như vậy thế? Ra tay thì ra tay đi, còn bày đặt nhắc nhở. Ông ta đã từng nhìn thấy mấy kẻ tự tìm đường chết, nhưng chưa gặp ai điên khùng kiểu đó. Chuẩn bị, ha ha, quỷ lùn Hắc Vân tao là cao thủ Linh Căn kỳ đỉnh phong, đối phó với con kiến như mày còn cần chuẩn bị à? Quỷ lùn Hắc Vân ngoài miệng nói không cần chuẩn bị, nhưng động tác trên tay cũng không qua loa. Liêm đao trong tay vẽ ra từng đường cong quỷ dị màu đen. Quỷ lùn Hắc Vân lo bộ kinh phong sẽ ra tay cứu Trần Đức nên đã trực tiếp dùng võ kỹ mạnh nhất,
mục đích là đánh Trần Bát Hoang bị thương nặng rồi bắt lấy anh, không cho phép xảy ra bất cứ sơ sót nào. Chỉ cần bắt lấy Trần Đức thì Bộ Kinh Phong sẽ e ngại, không dám ra tay. Sau đó, gã ta muốn giết Lục Thư Tuyết còn không phải dễ như trở bàn tay. Lưỡi liềm chết chóc. Giây tiếp theo, quỷ lùn Hắc Vân bèn hét lên, trên liềm đao màu đen ngưng tụ linh khí khiến không gian quanh nó bắt đầu vặn vẹo, dao động. Thanh liềm đao kia như lưỡi hái thần chết, trông vô cùng âm u, lạnh lẽo và khủng bố. Cùng lúc đó, gã ta cũng hành động. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Dáng người lùn tịt của quỷ lùn Hắc Vân cực kỳ nhanh nhẹn, mới bước ra mấy bước đã bay vút qua không trung để lại từng bóng người. Tốc độ đó quả thật nhanh đến nỗi không nhìn thấy được. Tạch, 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 tạch. Chương 980. Không gian phát ra âm thanh như giang đậu, vũ khí ma sát với không khí xuất hiện từng tia lửa chói mắt như đèn pha khiến người ta không thể mở mắt ra nổi, thật khủng bố. Chưa đến 10 giây. Quỷ lùn Hắc Vân đã xông tới trước mặt Trần Đức, liềm đao trong tay không ngừng ngưng tụ linh khí và sức mạnh, sau đó giống như một cơn sóng thần chợt đổ ập xuống người anh. Mà Trần Đức vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích dù là mảy may. Liềm đao kéo theo khí thế chết chóc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hầu như sắp đụng vào lông tơ trên người anh. Nhưng, ngay lúc này, xoẹt, Trần Đức bình tĩnh giơ tay lên, kiếm Long Ngân lập tức xuất hiện. Anh vung tay lên, đánh sau mà đến trước. Phụt, mũi kiếm sắc nhọn đâm phập vào da thịt, máu đỏ bắn ra. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe một âm thanh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy động tác của quỷ lùn Hắc Vân chợt khựng lại, cơ thể bỗng cứng ngắc, đứng hình giống như một bức tượng. Ngay yết hầu trên cổ gã ta bỗng xuất hiện một lỗ máu. Một lỗ máu chí mạng, máu tươi phun tung tóe. Mà thanh liêm đao trong tay quỷ lùn Hắc Vân chỉ cách cơ thể Trần Đức 1 mm. Sai 1 ly, đi ngàn dặm. Đó là 1 mm mà quỷ lùn Hắc Vân không bao giờ, cũng chẳng có cơ hội đâm tới thêm lần nào nữa. Con người quỷ lùn Hắc Vân trợn to, sự sống trên người điên cuồng trôi đi, giảm xuống. Thanh liêm đao trong tay rớt xuống, gã ta che cổ lại theo bản năng. Gã ta muốn nói gì đó, nhưng vừa há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Chưa đến 3 giây đã ngã xuống đất chết, biến thành một cái xác lạnh lẽo. Gã ta bị giết một cách ngắn gọn, dứt khoát, không chút rườm rà. Dù quỷ lùn Hắc Vân đã chủ động tấn công, còn sử dụng võ kỹ mạnh nhất, nhưng vẫn chết. Từ lúc ra chiêu đến khi chết đi, cả quá trình chưa đến 5 giây, quả thật như nằm mơ. Một chiêu của Trần Đức quá nhanh, cũng vô cùng quỷ dị. Ngoài Bộ Kinh Phong có thể miễn cưỡng nhìn thấy anh rút kiếm và thu kiếm thì chẳng ai thấy được chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả quỷ lùn Hắc Vân cũng chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, còn chẳng kịp phản ứng, làm ra động tác phòng ngự hay lùi lại. Bộ Kinh Phong đứng cạnh lạnh cả sống lưng, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với một võ giả mới 20 mấy tuổi. Vốn dĩ, hắn ta nghĩ rằng dù Trần Đức có mạnh thì muốn giết mình cũng phải mất chút công sức. Giờ xem ra, hắn ta đã quá xem nhẹ Trần Bát Hoang, hoặc cũng có thể nói là đã đánh giá cao chính mình. Tuy cảnh giới của cả hai có sự chênh lệch, nhưng thực lực giữa hắn ta và Trần Đức lại không thể so sánh. Khoảng cách giữa mình và Trần Bát Hoang quá xa. Bộ Kinh Phong thật sự không dám tưởng tượng tương lai khi người thanh niên trước mắt đạt tới cảnh giới như mình sẽ khủng bố như thế nào. Đến lúc đó, có phải ngay cả cao thủ Linh Hải Kỳ cũng có thể bị anh giết chết một cách dễ dàng? Chương 981. Bao giờ thì Côn Luân hư, hoặc là nói giới thế tục đã xuất hiện một yêu nghiệt như vậy thế, người hầu của Bộ Kinh Phong mở to mắt, bỗng dưng phát hiện hôm qua Trần Bát Hoang đã nương tay với mình, không thì mình đã chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm nay. Giết cậu ta, báo thù cho đà chủ. 3-40 gã mặc đồ đen do quỷ lùn Hắc Vân dẫn đến giật mình hoảng sợ, rồi dứt khoát ra tay. Bọn họ vốn là sát thủ, kẻ bỏ mạng, thế nên cả đám đều đồng loạt xông lên, ra tay. Đồng thời, có người xông về phía Lục Thư Tuyết. Chỉ cần giết chết Lục Thư Tuyết, thì quỷ lùn Hắc Vân sẽ nhận được phần thưởng, bọn họ cũng sẽ nhận được. Nhưng mà, sự thật lại rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Trần Đức nhảy lên một bước, thi triển cửu trọng cực ảnh, xông thẳng vào giữa đám đông với tốc độ nhanh gấp 10 lần. Trong tay, thanh long ngâm lóe lên ánh sáng như tuyết trắng chói lóa. Hệt như một vệt sáng mảnh mai yêu nhã xoẹt ngang thân thể bọn họ. Máu tươi bắn lên, thân người ngã xuống. Không tới nửa phút,
ba bốn chục người đều chết sạch. Chung quanh Trần Đức thây chất thành núi. Trên cơ thể, chân tay những xác chết ấy, không hề thấy dù chỉ một vết máu nào. Á! Bên cạnh, Lục Phúc sợ đến nỗi hét lên một tiếng, nhảy dựng lên rồi ngã ngồi xuống đất, mặt mày đỏ bừng, suýt chút nữa chết ngất, chẳng khác nào gặp ma, hai mắt tràn ngập sợ hãi như đang nhìn thấy tu la địa ngục. Này, 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 này! Lục Phúc gần như không thở nổi, trong nháy mắt như già đi mấy chục tuổi, gương mặt già nua tái mét đầy sợ hãi và kinh ngạc, đôi đồng tử dán chặt lên những xác chết, cả người run rẩy, tê dại, hai cánh môi không ngừng mấp máy, này, này, nửa ngày cũng không nói thêm được chữ thứ hai. Nỗi sợ hãi của ông ta, dùng ngôn ngữ cũng khó lòng nói hết, đầu óc đặc quánh như thể trái đất nổ tung, ầm ầm mù mịt. Đó chính là quỷ lùn Hắc Vân cùng đoàn cận vệ binh khét tiếng của gã cơ mà. Cả bọn vây đánh hội đồng, vậy mà không trụ nổi một phút trong tay Trần Bát Hoang. Thực lực của anh rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Lục Phúc hoàn toàn không dám nghĩ đến. Lúc này, ngoại trừ chấn động ra, ông ta chỉ còn sợ hãi, kinh khiếp và ân hận. Nhớ lại trước đó, ông ta một mực coi vị võ giả đến từ thế tục kia chẳng ra gì như thế nào, cho rằng anh chỉ là rác rưởi, ngông cuồng hoang tưởng không tự biết thân biết phận, tóm lại là không vừa mắt Trần Đức một chút nào. Chát! Chương 982. Ông ta tự vả vào mặt mình đau điếng, cảm thấy một bên má nóng rực như sát ớt, ông ta biết đây không phải là nằm mơ mà là sự thật. Rác rưởi, không biết thân biết phận, không phải là Trần Đức, mà là ông ta, Lục Phúc. Sống trên đời 90 năm, lần đầu tiên Lục Phúc cảm thấy mình quá đỗi nực cười. Cậu Trần. Trần Đức còn chưa tìm ông ta, ông đã tự chủ động, giống như một con chó bỏ tới bên chân anh, cậu Trần, xin. Xin tha mạng, tôi sai rồi, trước đây là tôi mắt chó nhìn người thấp, cậu Trần. Lục Phúc không ngừng dập đầu, van xin, gương mặt già nua nửa trắng bệnh nửa vàng ệch, thần sắc tiêu tụy, thái độ đối với Trần Bát Hoang trong nháy mắt thay đổi 360 độ. Ông già, cút đi, từ nay về sau tuyệt đối đừng để tôi nhìn thấy, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô Lục đây, nếu không, ông chết chắc, Trần Đức liếc ông ta. Việc bảo vệ Lục Thư Tuyết, lão già này không có công lao cũng có khổ lao, mặc dù đã phản bội Lục Thư Tuyết, nhưng nếu giết ông ta thật, thì với tính cách của Lục Thư Tuyết, cô ta sẽ rất đau lòng. Bởi vậy, Trần Đức cũng lười xử lý ông ta. Dạ, cậu Trần, cảm ơn cậu Trần, trước khi đi, tôi cầu xin cậu nhất định phải bảo vệ cô chủ đàng hoàng. Lục Phúc nhìn Lục Thư Tuyết thật sâu, tiếp tục kính cẩn dập đầu với Trần Đức, sau đó quay người chạy mất dạng. Con người, đúng là mạnh mẽ thật đấy nhỉ, hiện thực, Trần Đức chép miệng lầm bầm. Từ đầu đến cuối, Lục Thư Tuyết đều trong trạng thái ngơ ngác chấn động, bộ não cô ta gần như sắp ngừng hoạt động rồi. Trong đầu óc và đôi mắt xinh đẹp lúc này chỉ toàn có bóng dáng cao lớn của Trần Đức, cô ta ngơ ngẩn say mê nhìn anh không chớp. Cô ta hoàn toàn không dám tin, một người qua giường tự nhiên xuất hiện lại có thể mạnh mẽ như vậy, mạnh đến nỗi vượt quá nhận thức của cô ta. Trước đó, cô ta vẫn luôn cảm thấy con người Trần Đức không tệ, có cam đảm, có trách nhiệm, nhưng khuyết điểm là ưa chém gió, chỉ là cô ta chưa từng nói ra suy nghĩ đó, từ đầu đến cuối anh vẫn dốc hết sức mình để bảo vệ cô ta an toàn. Nhưng mà, giờ phút này, nghĩ kỹ lại, kể từ khi Trần Bát Hoang xuất hiện đến giờ, không phải cô ta bảo vệ anh, mà là chính anh vẫn luôn bảo vệ cô ta, giữ gìn cô ta. Cậu Trần, chuyện của tôi đã xử lý xong, không biết sắp tới cậu muốn đi đâu, nếu được, tôi có thể đi cùng cậu không? Bộ Kinh Phong bước lên trước chủ động nói, dù sao tôi đi chuyến này ngoài việc trả thù cho người hầu thì cũng muốn cọ sát một phen. Trần Đức bây giờ quá xuất sắc, cũng quá bí ẩn. Bộ Kinh Phong muốn đi cùng để quan sát anh nhiều hơn, hầu mong học hỏi được chút ít kiến thức về phương diện võ học. Tôi đến Thiên Kiếm Phong giết người, nếu không ngại, anh cứ việc đi theo, Trần Đức không từ chối. Thiên Kiếm Phong à, được, cũng lâu rồi chưa đến đó, không biết bây giờ có thể được hưởng chút uy lực của Thiên Kiếm Phong hay không, Bộ Kinh Phong cười nói. Tiếp theo, hắn bảo người hầu về trước, còn mình chuẩn bị đi theo Trần Đức một thời gian. Lục Thư Tuyết vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, hôm nay mọi việc xảy ra đã vượt quá dự liệu của cô ta, trong một thời gian ngắn khó lòng mà tiêu hóa, nên vẫn ngu người đứng yên một chỗ. Cô Lục, cô không cần lo lắng, những người này đều bị tôi giết cả rồi, tiếp theo đợi tôi giải quyết xong chuyện ở Thiên Kiếm Phong, tôi sẽ đưa cô trở về.
Trần Đức bước đến trước mặt cô ta nói. Chương 983. Được, cảm ơn, anh Trần. Lục Thư Tuyết mơ mơ hồ hồ gật đầu, xưng hô với Trần Đức cũng bất giác thay đổi. Ba người đi cùng nhau, trên đường đi, Trần Đức thật sự chỉ dẫn cho Bộ Kinh Phong về võ học một cách tỉ mỉ. Mỗi lần như vậy, Bộ Kinh Phong đều có thu hoạch rất lớn, chỉ vọn vẹn nửa ngày, hắn đã có dấu hiệu đột phá. Bộ Kinh Phong ngạc nhiên xen lẫn sung sướng, đồng thời càng cảm thấy tôn trọng, ngưỡng mộ Trần Đức. Một ngày sau, ba người cuối cùng cũng tới gần Thiên Kiếm Phong. Còn cách khá xa, nhưng đã nhìn thấy thấp thoáng một ngọn núi đơn độc cao ngất thẳng đứng, phải đến 2-3 ngàn mét, trông như một thanh kiếm từ trên trời cắm xuống, xuyên sâu vào lòng đất, một mình đứng giữa bình nguyên bằng phẳng, sừng sững chót vót, nhẵn bóng không một chỗ đặt tay. Có người nói khoảng ngàn năm trước, Thiên Kiếm Phong do một thanh kiếm từ trời rơi xuống mà thành, trên đỉnh núi có một thứ năng lượng gọi là tư chỉ lực này có thể giúp người ta rèn luyện gân cốt, nâng cao thực lực, do đó, một số người gần đến kỳ đột phá sẽ đến đây rèn luyện, tu hành. Bộ Kinh Phong biết Trần Đức đến từ thế tục, không hiểu rõ về Thiên Kiếm Phong, nên giới thiệu sơ qua cho anh. Thiên Kiếm Phong chỉ cao hơn 2.700 mét, nhưng bởi vì có gió xoáy nên muốn leo lên đỉnh không phải chuyện dễ dàng. Đúng là như thế, còn có một điều nữa, bởi vì nguyên nhân địa lý nên xung quanh Thiên Kiếm Phong vào lúc này thường có người của bốn gia tộc gồm nhà họ Vương, nhà họ Triệu, nhà họ Nam và nhà họ Lục chúng tôi ra ngoài tôi luyện. Tùy tiện tiến đến có thể sẽ khiến bọn họ khó chịu. Tuy Lục Thư Tuyết là cô chủ nhà họ Lục, nhưng còn chưa đến nhà họ Lục, và chưa tìm được người ủng hộ thì dù là cô ta cũng không dám đảm bảo Trần Đức có thể thuận lợi đến Thiên Kiếm Phong. Không sao, chúng ta ít xuất hiện một chút, không chọc vào bọn họ. Trần Đức nhất định phải lên Thiên Kiếm Phong. Kẻ thù giết hại các anh em của anh đang ở trên đó, sao anh có thể từ bỏ một cách đơn giản như vậy được? Cô Lục, anh Bộ, chúng ta đi. Đợi một chút, đột nhiên, Lục Thư Tuyết gọi Trần Đức lại. Sao vậy? Này, sau này đừng gọi tôi là cô chủ nữa, gọi tôi là... Thư Tuyết được rồi, mặt Lục Thư Tuyết đỏ lên, nói xong, cô ta ngượng ngùng cúi đầu. Được, Thư Tuyết. Ba người Trần Đức tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến dưới chân Thiên Kiếm Phong. Đúng như Lục Thư Tuyết nói, xung quanh Thiên Kiếm Phong quả thực có không ít võ giả, trẻ có, già có, tuy nhiên, thoạt nhìn thì không có người nào thật sự mạnh. Này, ba người kia, đứng lại. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên. 20-30 tên võ giả nhanh chóng bao vây bọn họ, tay lăm lăm đao kiếm, thái độ bất thiện. Trong số đó, người cầm đầu là một gã thanh niên, hắn nhíu mày hỏi, các người là ai? Đến đây làm gì? Chương 984. Cậu không biết tôi à? Bộ Kinh Phong lạnh mặt, từ sau lưng Trần Đức bước ra. Hắn ta cau mày nhìn gã thanh niên kia. Thấy mặt hắn ta, võ giả trẻ tuổi kia giật bắn người, kìm không được phát run, anh là... Là Bộ Kinh Phong. Cậu nói thử xem, còn có ai dám giả mạo tôi hử? Bộ Kinh Phong hùng hổ dọa người, khi đối mặt với Trần Đức, hắn ta rất bình tĩnh và thân thiện, nhưng khi đối diện với người khác, sự cao ngạo và lạnh lẽo trên người hắn ta lại bộc lộ rõ nét. Bộ Kinh Phong. Hắn là Bộ Kinh Phong. Nghe được cái tên này, mấy chục tên võ giả đều vô thức lui về sau, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Tên tuổi của Bộ Kinh Phong quá mức vang dội tại Côn Luân Hư, có rất ít người không biết hắn ta. Không biết cậu Bộ đến đây có việc gì, võ giả cầm đầu kiên trì hỏi. Theo bạn của tôi lên Thiên Kiếm Phong để giết người, Bộ Kinh Phong thờ ơ hỏi, sao hả? Các người muốn ngăn tôi? Võ giả kia cười gượng, sao chúng tôi dám ngăn cậu, nhưng cậu Bộ, cậu cũng biết quy tắc đúng không? Thiên Kiếm Phong phụ thuộc bốn gia tộc của chúng tôi, muốn lên đó phải giao ra một ít linh thạch. Không có thì không thể lên à? Trước đó... Bộ Kinh Phong không nghĩ sẽ đến đây, cho nên hắn ta không có mang theo linh thạch. Tôi là người nhà họ Lục, lúc này, Lục Thư Tuyết đứng ra nói, có tôi ở đây, có thể lên không? Người nhà họ Lục, võ giả cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lục Thư Tuyết hồi lâu, rồi quay sang một người, Lục Tâm, cô ta là người nhà họ Lục à? Tên võ giả bị gọi tên kia độ khoảng 30 tuổi, mày rậm, tóc ngắn. Hắn ta nhìn thẳng vào Lục Thư Tuyết một lúc lâu. Rồi hỏi, cô là? Cô chủ Lục Thư Tuyết? Đúng, là tôi. Lục Thư Tuyết gật đầu, tuy cô ta không biết Lục Tâm, nhưng hắn ta lại biết cô ta là người nhà họ Lục.
Ha ha, cô Lục, không ngờ cô có thể đi đến đây. Lục Tâm có hơi bất ngờ, hắn ta biết rất rõ tình hình trong gia tộc hiện tại. Lục Nhị gia đang thu mua lòng người và đã phái người đi đối phó với Lục Thư Tuyết. E là xưng hô cô chủ này sẽ không còn dùng được bao lâu nữa. Trong trường hợp như vậy, đương nhiên, sắc mặt Lục Tâm không mấy gì tốt, mạng cô đúng là lớn, hắn. Là ai? Anh ấy là Trần Bát Hoang, bạn của tôi và cậu bộ, Lục Thư Tuyết giải thích, hy vọng những người này có thể nhường đường. Cô là người nhà họ Lục, có thể vào, cậu bộ cũng có thể vào, nhưng hắn thì không, võ giả cầm đầu liếc nhìn Trần Đức và nói. Lục Thư Tuyết là người nhà họ Lục, theo quy tắc thì có thể tiến lên. Thực lực của bộ kinh phong rất mạnh, không dễ đắc tội, thế nên có thể cho qua. Nhưng, một tên linh căn sơ kỳ thì tuyệt đối không thể lên núi nếu không giao ra linh thạch. Quy tắc không thể phá vỡ như thế được. Ồ, không nể mặt tôi luôn à, bộ kinh phong nhíu mày. Chăm chú nhìn người nọ, lúc này, sát ý đã trào dâng trong mắt hắn ta, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tôi không lên cũng được, nhưng anh ta phải được lên. Cậu bộ, chương 985, tên võ giả kia bị dọa tái mặt, cậu bộ, không thể phá vỡ quy tắc được, một khi phá lệ, sau này sao người của bốn gia tộc giữ được uy nữa. Thiên Kiếm Phong là nhà của các người à, các người có quyền canh cổng thu phí, Trần Đức cảm thấy hết chỗ nói. Anh thờ ơ hỏi, tôi mặc kệ quy tắc của các người, tôi nhất định phải lên Thiên Kiếm Phong, ai có ý kiến thì bước ra. Thái độ của Trần Đức vô cùng bá đạo, trong lúc nói chuyện, anh đã tiến lên một bước, một luồng áp lực vô hình lấy anh làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Boang! Gần như cùng một lúc, hơn 20 người đồng loạt rút ra binh khí, chĩa về phía anh. Ha ha, cậu Trần, cứ thoải mái mà lên Thiên Kiếm Phong đi. Giao đám người này cho tôi là được rồi, bộ kinh phong biết rõ bốn gia tộc ở rất gần đây, một khi xảy ra chuyện, sẽ có người chạy đến, khi đó, dù thực lực Trần Đức có mạnh thì trong chốc lát cũng khó mà thoát thân. Bộ kinh phong, anh thật sự muốn đối đầu với người của bốn gia tộc, võ giả cầm đầu quá to, cường long nan áp địa đầu xa, anh nên suy nghĩ cho kỹ. Ha ha, bộ kinh phong này làm việc mà còn cần cậu nhắc nhở à? Ngay lập tức. Bầu không khí xung quanh trở nên đè nén, bộ kinh phong đã chuẩn bị ra tay. Triệu Phong, đột nhiên Lục Tâm đứng bên cạnh lên tiếng, để hắn ta đi đi. Hừ, Triệu Phong hỏi, tại sao? Ha ha, anh quên ai đang ở trên đó à? Nếu hắn dám đến quấy rầy, chẳng lẽ kết cục còn không rõ sao? Ồ, ra thế. Triệu Phong bừng tỉnh, biết được ý của Lục Tâm, hắn ta vung tay lên, đám thuộc hạ lập tức thu hồi binh khí. Tránh thành một đường rồi nói. Cậu bộ, cô Lục, nếu các người khăng khăng muốn đi, vậy thì để các người đi, Thiên Kiếm Phong quả thật không cần mấy người bọn tôi. Được. Những người này đột ngột thay đổi, đương nhiên Trần Đức biết trong đó có mờ ám, nhưng anh không thèm để ý nói với bộ kinh phong, anh bộ, anh có thể ở đây giúp tôi chăm sóc Thư Tuyết không? Thực lực của Lục Thư Tuyết quá non, lại ở thời kỳ suy yếu, nếu cùng đi lên Thiên Kiếm Phong, rất có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trần Đức không yên tâm dẫn cô ta đi. Không thành vấn đề, cậu Trần, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy, chờ anh quay về đây, bộ kinh phong gật đầu đáp ứng yêu cầu của Trần Đức, xem như báo đáp lòng tốt của anh. Sau đó, Trần Đức không nói thêm nữa, anh đi thẳng về phía Thiên Kiếm Phong dưới ánh mắt cười trên sự đau khổ của đám người Triệu Phong và Lục Tâm. Loại rác rưởi này cũng dám tới Thiên Kiếm Phong, mấy người đoán xem, với thực lực của hắn ta thì có thể leo lên bao nhiêu mét. Ha ha, nhiều lắm là trên ngàn mét. 1000 mét, linh căn sơ kỳ, 1000 mét. Anh thật sự xem trọng hắn rồi đó, tôi đánh cược 500 mét. Tôi đánh cược 300 mét. Chương 986. Một đám người không hề xem trọng Trần Đức, bọn họ ha ha cười lạnh, hai người bộ kinh phong và Lục Thư Tuyết không nói gì. Thực tế bọn họ cũng muốn biết Trần Đức có thể leo cao bao nhiêu. Thiên Kiếm Phong cao 2700 mét. Đến tận bây giờ trình độ linh căn kỳ có thể leo cao nhất là 1.800 mét, mà kỷ lục này còn là do thiên chi kiêu nữ Âu Giã Tư Linh của học viện Vô Song tạo nên. Một vài võ giả linh hải kỳ cũng chỉ có thể leo đến khoảng 1.300 mét rồi cũng khó tiếp tục leo nữa. Ha ha, Lục Tâm, tôi cảm thấy anh đang đánh giá cao hắn đấy, Triệu Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Đức rời đi, giọng hắn ta quái dị nói, chỉ dựa vào bản lĩnh của hắn mà có thể gặp được vị kia sao? Ngay cả 300 mét hắn cũng không lên nổi ấy chứ. Chắc có thể gặp được đấy,
dù sao thì vị kia cũng chỉ vào sớm hơn hắn một tiếng đồng hồ mà thôi. Lục Tâm cười lạnh một tiếng, chỉ cần gặp được là phải chơi. Lục Tâm, Triệu Phong, các người có ý gì? Lục Thư Tuyết ở một bên nghe thấy vậy liền không vừa ý, cô ta nghiêm nghị chất vấn, vị kia mà các người nói là ai? Ai leo Thiên Kiếm Phong? Lục Thư Tuyết biết rõ Triệu Phong và Lục Tâm để mặc cho Trần Bát Hoang tiến vào Thiên Kiếm Phong, chắc chắn không có lòng tốt gì, nghe thấy hai người nói vậy, cô ta càng lo lắng. Vị kia rốt cuộc là ai? Cô cả, có thể cô vẫn chưa biết, mấy ngày trước chú của cậu Trương là tiền bối Phương Tâm Ngọc đã đến đây luyện tập. Sau khi cậu Trương biết được, một tiếng trước đã tới đây thăm tiền bối Phương, khóe miệng Lục Tâm nhếch lên nụ cười đầy cân nhắc. Cậu Trương nói, trong khoảng thời gian anh ấy và chú mình gặp mặt, người ngoài không thể lên, Triệu Phong cũng cười đắc ý nói, cậu Bộ, cô Lục, mấy người chắc hẳn biết cậu Trương mà tôi nói là ai chứ? Trương Hằng, Bộ Kinh Phong nhàn nhạt hỏi. Không sai, chính là Trương Hằng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn ở Côn Luân Hư, Triệu Phong nói. Ngoại trừ anh ấy thì không ai gánh nổi chữ cậu Trương, đâu. Nhận được xác nhận của Triệu Phong, sắc mặt của Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết đều thay đổi, bọn họ không ngờ Trương Hằng lại ở đây. Người này tính khí hết sức nóng nảy, dễ giận, hắn ta không cho phép người khác ngỗ ngược với mình, nếu có chút không hài lòng thì sẽ tức điên đến mức giết người. Quan trọng là thực lực của hắn ta vô cùng mạnh, được người ta tặng cho danh hiệu Trương Vô Địch. Vô địch đồng cấp. Trong cùng một cảnh giới được gọi là vô địch. Đây cũng là lý do vì sao đám người Triệu Phong không cho Bộ Kinh Phong mặt mũi. Có Trương Hằng ở đây, cuối cùng Bộ Kinh Phong vẫn yếu hơn một bậc. Làm sao đây, nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lục Thư Tuyết thay đổi, ít nhiều có chút lo lắng, nhưng cô ta không còn cách nào. Chờ! Bộ Kinh Phong khoanh tay, sức mạnh của Trương Hằng không phải thứ hắn ta có thể chống lại. Cho dù bây giờ hắn ta đuổi theo cũng không làm được gì. Chuyện duy nhất có thể làm là chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mấy người cũng đừng quá lo lắng, dựa vào thực lực của tên nhãi kia thì rất khó gặp phải cậu Trương. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, ít nhất cậu Trương cũng leo được đến 800 mét, còn hắn ta chưa chắc có thể leo cao như vậy. Lục Tâm châm chọc nói, chẳng lẽ cô Lục vẫn còn muốn dựa vào hắn ta để xoay chuyển địa vị ở nhà họ Lục sao? Ha ha! Chương 987. Khóe miệng Lục Thư Tuyết nâng lên vẻ tự giễu, với thân phận trước kia của cô ta, loại người như Lục Tâm có thể nói chuyện với cô ta chính là phúc phận tám đời thu được, bây giờ hắn ta lại dám châm chọc mình, thật sự hợp với câu hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trần Đức, xung quanh Thiên Kiếm Phong không có cỏ dại, được người ta đặc biệt xử lý cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Trần Đức đi đến phía dưới Thiên Kiếm Phong, quả nhiên anh cảm nhận được một làn gió mạnh kỳ dị. Nơi này ở dưới đáy, gió cũng không lớn, rất yếu, nhưng cho dù yếu thì một người bình thường đứng ở đây nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được trong 3 phút. Theo như quan sát trong khoảng cách gần, Thiên Kiếm Phong thật sự giống như thanh kiếm cắm trên mặt đất, quả thật quá dốc và trơn, đỉnh núi như vậy e rằng chỉ có võ giả mới dám leo. Các anh em, nếu như mọi người ở trên trời có linh thì nhìn cho rõ. Tôi tới báo thù cho mấy người đây, Trần Đức lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó anh bước lên mũi kiếm. Chuẩn bị bắt đầu leo. Ha ha, ngay cả đường đi cũng không thèm quan sát, muốn chết sao, Triệu Phong châm chọc, thân là người bảo vệ Thiên Kiếm Phong, những năm nay hắn ta gặp qua nhiều người táng thân ở nơi này. Thiên Kiếm Phong không giống với những ngọn núi khác, không chỉ có gió mạnh kỳ quái, còn có lực hấp dẫn cực kỳ dày và nặng, rơi xuống từ độ cao 100 mét có thể so với độ cao một ngọn núi bình thường 1000 mét. Một khi rơi xuống, gần như không thể sống sót. Một khi rơi xuống, không thể sống sót. Người lần đầu tới Thiên Kiếm Phong, không một ai không lên kế hoạch cho lộ trình đi, quan sát tốt địa hình rồi mới tiến hành leo. Còn Trần Đức lại trực tiếp leo lên. Theo như Triệu Phong thấy, không khác gì tự tìm cái chết. Phải nhắc nhở anh ta một chút, trong lòng Bộ Kinh Phong tự nói, hắn ta không ngờ Trần Đức to gan liều lĩnh như vậy. Ha ha, tốc độ nhanh phết đấy, đáng tiếc vừa bắt đầu đã nhanh thì có tác dụng gì. Hao phí thể lực mà thôi, Lục Tâm nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Đức trên Thiên Kiếm Phong. Thân hình anh khỏe mạnh giống như con vượn trong núi, người vừa nhảy vụt đã leo lên mười mấy 20 mét. Tốc độ của anh càng nhanh, khóe miệng của Lục Tâm càng hiện rõ vẻ giễu cợt, Thiên Kiếm Phong quá đặc biệt, cứ tăng lên 10 mét, mức độ mãnh liệt của gió mạnh sẽ dần dần gia tăng. Vừa bắt đầu đã leo quá nhanh chỉ có hao phí thể lực mà thôi, người bình thường đến 40-50 mét sẽ ngã xuống chết.
Còn về cứu viện? Ha ha, ở đây quả thật có người của bốn gia tộc lớn sẵn sàng cứu viện bất cứ lúc nào, nhưng bọn họ sẽ cứu Trần Đức sao? Hiển nhiên điều này là không thể. Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết có chút lo lắng, bọn họ hối hận vừa nãy không nói cho Trần Đức chú ý một số chuyện. Đám người Lục Tâm và Triệu Phong chính là đang mong đợi Trần Đức rơi xuống ngã chết. Mười mấy phút trôi qua, Trần Đức đã leo đến độ cao gần 100 mét. Tốc độ của anh quả thật rất nhanh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, chương 988, anh dừng lại, không nhúc nhích kề sát vào vách đá. Không kiên trì nổi sao, xem ra chúng ta đều đánh giá cao hắn, Triệu Phong cay nghiệt nói, bây giờ còn chưa đến 100 mét, ha ha. Ha ha, xem dáng vẻ thì thật sự không được rồi, tôi còn tưởng giỏi giang hơn nhiều chứ, Lục Tâm không vui lắc lắc đầu, hắn ta vốn cho rằng người đi cùng Bộ Kinh Phong sẽ không yếu đuối mới đúng, không ngờ mới 100 mét đã không kiên trì nổi. Loại rác rưởi này ngay cả tư cách gặp được Trương Hằng cũng không có. Anh ta làm gì vậy, ánh mắt Bộ Kinh Phong ngưng lại, ngơ ngác nhìn Trần Bát Hoang trên vách đá, hắn ta không ngu muội rốt nát như đám người Lục Tâm và Triệu Phong. Rõ ràng với thực lực của Trần Bát Hoang thì 100 mét không ngăn được đường đi của anh. Cái này, anh ta điên rồi sao? Giây tiếp theo, Lục Thư Tuyết kinh hãi kêu lên. Nhìn thấy hai tay Trần Bát Hoang bắt đầu từ từ buông lỏng khỏi vách đá trên Thiên Kiếm Phong. Trong nháy mắt anh buông ra. Toàn bộ cơ thể lập tức rơi xuống cực nhanh. Quả nhiên không kiên trì nổi, nhìn có vẻ dưới Thiên Kiếm Phong lại có thêm một thi. Hả, lời Triệu Phong còn chưa dứt. Đột nhiên con người hắn ta đông cứng lại, cái này. Không thể nào. FCK, Lục Tâm cũng chấn động, sao có thể. Thiên Kiếm Phong. Trần Bát Hoang một giây trước còn đang trượt xuống, lúc này anh đã dừng lại, cơ thể đứng vững vàng trên Thiên Kiếm Phong. Không sai. Không phải bò lổm ngổm, mà là đứng. Lòng bàn chân giống như có lực hút, vững vàng dính sát trên vách đá, đứng vững vàng tạo thành một góc gần 90 độ với Thiên Kiếm Phong. Một giây kế tiếp, anh bước về trước một bước, hai bước, ba bước, sau ba bước, cả người anh cuối cùng bước theo nhịp, bắt đầu chạy nhanh. Giống như đi trên đất bằng, anh chạy thật nhanh về phía đỉnh Thiên Kiếm Phong. Tốc độ đó quả thực quá nhanh, trong mơ hồ bọn họ nhìn thấy nơi Trần Đức chạy qua đều lưu lại từng đường tàn ảnh. Anh bước một bước, trên vách đá liền sẽ lưu lại một dấu chân sâu đậm thuộc về anh. Dường như trên Thiên Kiếm Phong gió mạnh đâm vào người cũng đủ để tách rời cơ thể, nhưng lại không có một chút ảnh hưởng nào với anh. Triệu Phong, Lục Tâm và 20 võ giả bảo vệ chỗ này đứng phía sau bọn họ đều đờ đẫn, lắp bắp, trợn tròn mắt nhìn bóng người của Trần Bát Hoang, hồi lâu không nói thành lời. Bọn họ bảo vệ Thiên Kiếm Phong mấy năm này, trước giờ chưa từng thấy có người leo mỏm đá lên đỉnh như vậy. Đây đâu phải trèo lên đỉnh. Rõ ràng là đang đi đường rồi chạy nhanh đúng không? Chương 989. Thiên Kiếm Phong dốc ngược đang ở dưới chân Trần Bát Hoang giống như đường xe chạy giải nhựa, trong thời gian ngắn khi bọn họ còn đang chấn động, anh đã xông đến hơn 100 mét. Anh đã leo đến độ cao hơn 200 mét, tốc độ còn nhanh gấp 4 lần so với vừa bắt đầu leo mỏm đá. Trên thực tế, cũng không phải Trần Đức vừa bắt đầu đã không biết tiết kiệm thể lực, mà là anh quan sát địa hình. Lúc mới bắt đầu, tốc độ nhanh trong mắt đám người Lục Tâm, Triệu Phong đối với anh mà nói thật sự không tính là nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Trong 100 mét leo chậm đầu tiên, anh đã đại khái hoàn tất kế hoạch cho con đường kế tiếp. Tiếp theo, chỉ cần một đường hướng lên là được. Tôi từng nghe trưởng bối trong tộc nói, nhiều năm như vậy chỉ có yêu nghiệt Âu Dã Tư Linh kia của học viện vô song mới có thể leo lên đỉnh, Triệu Phong ngực phập phồng, hô hấp nặng nhọc. Lục Tâm cũng như vậy. Phải, tôi cũng đã nghe nói qua, mẹ nó chứ. Là thật sao? Hai người và người của bốn gia tộc đứng phía sau nhìn cảnh này không dám tin, một võ giả linh căn kỳ sơ kỳ sao có thể dùng cách thức này để leo mỏm đá Thiên Kiếm Phong. Nhận thức của bọn họ đã chịu đả kích cực lớn. Cho dù là thiên tài võ giả giống như Bộ Kinh Phong, trán cũng khẽ run rẩy, hắn ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng leo mỏm đá Thiên Kiếm Phong không chỉ đơn giản là leo mỏm đá. Mà còn phải chịu gió lớn mãnh liệt. Ban đầu võ giả linh căn kỳ trung kỳ đến đây luyện tập cũng leo đến vị trí 500 mét đã sắp không chống đỡ nổi. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Bây giờ anh đã leo lên độ cao 700-800 mét. Hơn nữa, tốc độ của anh cũng không vì lên cao mà chậm lại. Loại tốc độ đó không chỉ không chậm,
thậm chí trong ổn định có tăng, trong nhanh có ổn. Mặt Lục Tâm và Triệu Phong nóng hừng hực, tốc độ và sự vững vàng của Trần Đức giống như một cái bạt tai hung hãn tát vào mặt bọn họ, đánh đến mức bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Trên người hắn chắc chắn mang theo một loại bảo bối bí mật nào đó, Triệu Phong không tin Trần Đức lại nhanh mạnh như vậy, hắn ta cực kỳ khó chịu. Không sai, võ giả linh căn sơ kỳ căn bản không thể leo lên Thiên Kiếm Phong như vậy, Lục Tâm bừng tỉnh, hắn ta lập tức gật đầu phụ họa, nhất định là mang theo bảo vật chống đỡ gió mạnh. Đúng rồi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao hắn lại ổn định và nhanh như vậy. Lấy ngoại lực leo lên Thiên Kiếm Phong thì có ích lợi gì? Căn bản không luyện tập được. Đúng vậy, con mẹ nó có thể giả bộ đấy. Một đám bảo vệ Thiên Kiếm Phong cùng bàn luận và buông lời chế giễu, bọn chúng trực tiếp phủ định khả năng Trần Đức có thể leo lên đỉnh bằng thực lực của mình. Trong nhận thức của họ, người linh căn kỳ không thể nào làm được chuyện này. Tiếng như sấm rền. Chương 990. Dù là Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết, họ cũng cảm thấy đám người Triệu Phong nói rất có lý. Trần Bát Hoang không phải tới luyện tập, mà là tới giết người. Nếu giết người, như vậy đương nhiên đã có chuẩn bị, trên người mang theo bảo vật chống đỡ gió mạnh cũng đúng. Bọn họ cũng không phải quá tin tưởng Trần Bát Hoang có thể chạy băng băng trong tình huống gió mạnh như vậy. Chẳng lẽ còn có thể so sánh được với Âu Dã Tư Linh sao? Tốc độ nhanh như vậy có lẽ sẽ sớm gặp được cậu Trương, đến lúc đó có trò hay để xem rồi, Lục Tâm rất khó chịu với Trần Đức, hắn ta cũng đang chờ xem kịch vui. Không sai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cậu Trương đang nghỉ ngơi trên vùng nham thạch 1000 mét để bổ sung thể lực. Con người của Triệu Phong lóe lên cười trên nỗi đau của người khác, cậu Trương nói không cho phép ai quấy rầy, gặp anh ấy rồi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sắp rồi, còn có 5-10 mét. Ai ở phía dưới, lập tức cút đi, gần như cùng lúc đám người Triệu Phong đang thảo luận, một âm thanh bùng nổ vang lên, đột ngột nổ bùm giống như sấm rội trên đất bằng phẳng. Tiếng gào này cuối cùng lại khiến cho một vài hòn đá trên Thiên Kiếm Phong long ra rồi lăn xuống. Sắc mắt đám người Triệu Phong và Lục Tâm dưới chân Thiên Kiếm Phong lập tức biến đổi, một tiếng quát chói tai khiến bọn họ không nhịn được lạnh run. Quả nhiên Trương Hằng đã nổi giận rồi, chỉ là giọng nói thôi cũng khiến bọn họ có chút khó mà chịu đựng nổi. Cách nhau ngàn mét mà còn nghe được, có thể tưởng tượng được cậu Trương mạnh đến nhường nào. Mau nhìn xem, tên nhãi kia dừng rồi, một người nhìn theo bóng dáng Trần Đức rồi nói. Ha ha, hắn ta dừng lại không phải rất bình thường sao? Gặp phải cường giả giống như cậu Trương, ai dám không dừng lại. Tiếp tục tiến về phía trước giống như tìm cái chết vậy, Lục Tâm bị tiếng hét chói tai vừa rồi làm cho sắc mặt trắng bệch, hắn ta đã thấy qua sự lợi hại của Trương Hằng nên cực kỳ sợ hãi thực lực của người đó. Ha, quả nhiên tên điên đã đối mặt với cậu Trương rồi, cũng chỉ có thể dừng lại và lui bước thôi, ánh mắt Triệu Phong lạnh ngắt, giọng điệu đùa cợt, mong đợi Trần Đức tìm đường quay lại giống như con chó, hoặc là bị Trương Hằng cho nổ tung một trận. Ở 1000 mét trên Thiên Kiếm Phong, quả thật Trần Đức đã dừng lại, cách chỗ anh 50 mét có một khối nham thạch, khi chạy đến 1000 mét thì có một khoảng sân duy nhất có thể cho mọi người nghỉ ngơi. Trên sân anh gặp được ba người, một người đàn ông chừng khoảng 30 tuổi và hai lão già 50-60 tuổi, chắc là người hầu của tên đàn ông. Trong ba người, thực lực của người đàn ông kia cũng xem như không tệ, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là không tệ. Lúc này, ba người cũng đang nhìn anh. Người đàn ông cầm đầu chắp hai tay sau lưng, nhìn anh từ trên cao, ánh mắt không có thiện cảm. Mấy người bạn trước mặt, tôi tới đây có chuyện quan trọng, hy vọng có thể để tôi đi, trước khi nhìn thấy Phương Tâm Ngọc, Trần Đức không muốn xảy ra nhiều rắc rối. Sắc mặt anh bình tĩnh, giọng nói khách khí, đồng thời lúc nói chuyện cũng bước chân đi tới. Chương 991. Ồ, Trương Hằng chú ý đến Trần Đức, đi, lên. Trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, phải biết rằng cho dù là hắn ta cũng không thể nào dùng cách thoải mái như vậy để đi. Lập tức hắn ta liền nghĩ giống Triệu Phong. Trên người Trần Đức có bảo vật. Nhưng, cái này không quan trọng, quan trọng là trước đó anh dám coi thường lời của hắn ta, tiếp tục đi về phía trước. Ông đây nói mày cút về, cho mày thời gian là ba cái hít thở, nếu không thì chết, Trương Hằng cực kỳ dễ giận, Trần Đức lại coi lời của hắn ta như gió thổi bên tai. Trong nháy mắt hắn ta liền nổi cơn giận dữ, phát ra tiếng phẫn nộ như hổ gầm niếc tai, cuồn cuộn như sấm rền, phách lối vô biên, cực kỳ bá đạo.
giọng nói khiếp người như vậy khiến đám người Lục Tâm và Triệu Phong ở dưới chân Thiên Kiếm Phong sợ hãi không thôi. Không hổ danh là Trương Hằng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn. Chỉ là giọng nói thôi cũng hàm chứa sát khí và sát ý nồng nặc khiến người ta sợ hãi hoảng hốt. Cần phải giết bao nhiêu người mới có được loại sát ý như này? Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Còn Trần Bát Hoang vẫn còn đang ở phía trước. Tên nhãi kia chết chắc. Có người nói, nhất định sẽ chết rất rất thảm. Trên Thiên Kiếm Phong, Trần Đức bước từng bước về phía trước, khoảng cách 50 mét đối với anh mà nói không hề xa xôi. Rất nhanh. Anh đã leo đến sân thượng duy nhất trên ngàn mét. Sân thượng không lớn, chỉ chứa được khoảng 7-8 người. Trong nháy mắt khi Trần Đức lên đài, một người đàn ông mặc áo choàng dài màu lửa, tóc nhuộm màu đỏ, đeo khuyên tai, hắn ta ngang nhiên đứng trước mặt anh. Chính là Trương Hằng. Trang phục gần như không chênh lệch bao nhiêu so với tính cách của hắn ta, áo choàng màu đỏ, tóc đỏ, ngay cả lông mày cũng nhuộm màu đỏ nhạt, khuyên trên hai tai nổi bật. Toàn bộ trang phục hết sức tùy ý, ăn nói phách lối. Lời ông đây nói mày không nghe thấy sao, thần thái của hắn ta tỏ ra tức giận, hắn ta dùng giọng điệu bất cần, phách lối và bá đạo chất vấn Trần Đức, hay mày coi như gió thoảng bên tai. Thiên Kiếm Phong cũng không phải nhà Trương Hằng, dựa vào đâu mà phải đi. Sắc mặt Trần Đức khẽ động, anh thản nhiên xoay người liền muốn tiếp tục leo lên đỉnh. Nhưng, đúng lúc này, con mẹ nó... Trương Hằng tức giận mắng một tiếng, trực tiếp rút ra một lưỡi dao sắc bén màu đỏ. Hắn ta không nói xạo nói nhảm nửa câu, linh khí toàn thân giống như gió xoáy tăng vọt, trong ngày mắt ép tới gần Trần Đức, sát ý giống như thủy triều, ép đến mức khiến hơi thở trong không gian trở nên càng bức bách, hai người tùy tùng đều sắp không thở nổi. Chương 992. Dám coi lời ông đây như gió thoảng bên tai, vậy mày đi chết đi. Hắn ta gào giống một tiếng giống như tiếng gầm điên cuồng của sư tử, sát khí và sát ý hắn ta ép tới càng dày đặc điên cuồng. Dưới Thiên Kiếm Phong, đám người Lục Tâm và Triệu Phong nghe thấy tiếng quát lớn kia thì sợ hết hồn hết vía. Cách nhau cả ngàn mét, nhờ công cụ đặc biệt, bọn họ ngẩng đầu chăm chú nhìn lên chỗ ngàn mét, loáng thoáng có thể thấy rõ bóng người, bọn họ tràn đầy kinh khiếp, sợ hãi và mong đợi. Trương Hằng thật sự rất mạnh, là vô địch đồng cấp trong linh căn kỳ. Mỗi một bước hắn ta bước đi, sát ý và sát khí trên người sẽ dày lên một phân. Trên Thiên Kiếm Phong, một vài đá vụn không ngừng lăn, rung chuyển giống như hạt mưa rơi xuống chân Thiên Kiếm đỉnh. Sắc mặt hai người Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết có chút khó coi. Mặc dù Trần Đức mạnh, nhưng gặp phải Trương Hằng vô địch cùng cấp rõ ràng anh yếu hơn rất nhiều, chẳng lẽ anh phải chết ở đây sao? Hai người đều cảm thấy luyến tiếc cho anh, nội tâm cầu nguyện. Trương Hằng đã ép tới gần, trong khoảnh khắc, linh khí trên người hắn ta đã leo đến đỉnh, lưỡi đao sắc trong tay giống như sống lại, lóe lên ánh sáng rực rỡ thiêu đốt con mắt, sức mạnh khủng khiếp lên đến mấy trăm ngàn tấn như cuồng phong mưa lớn phóng về phía Trần Đức. Cậu Trương lại dùng một chiêu mạnh nhất, hai người sau lưng hắn ta sắc mặt vô cùng tái nhợt, cảm giác chèn ép trên người Trương Hằng khiến bọn họ cực kỳ khó chịu và hít thở khó khăn, tim giống như sẽ ngừng đập bất kỳ lúc nào. Đây là cậu Trương không muốn lãng phí thời gian nên muốn một kích giết chết, sau đó đi gặp tiền bối Phương, một người hầu khác trong lòng cảm thán, ánh mắt tràn đầy cảm phục với Trương Hằng. Chính mắt ông ta nhìn thấy Trương Hằng dùng một chiêu này không biết giết bao nhiêu người không vâng lời hắn ta và võ giả không biết sống chết. Khi hắn ta thi triển chiêu võ này, chưa từng có ai có thể sống sót rời đi. Thằng nhãi không có mắt này nhất định sẽ trở thành một vong hồn, tuyệt đối không có ngoại lệ. Giữa điện quang và đá lửa, suy suy suy, giống như ngọn lửa thiêu cháy, lưỡi dao sắc bén sáng chói như ánh mặt trời, lúc này đã tới trước mặt Trần Đức. Chết đi, con kiến hôi. Trương Hằng không nói lời thừa thãi, ánh mắt trở nên sáng ngời và nóng bừng, giống như hắn ta đã nhìn thấy Trần Đức sắp chết, trong lòng hết sức sảng khoái, sung sướng. Đây chính là tính cách của hắn ta, nóng nảy, dễ giận, thích đổ máu. Duy chỉ có giết người nhìn thấy máu mới có thể lắng xuống lửa giận trong lòng hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy sung sướng và thoải mái. Loại cảm giác đó đối với hắn ta mà nói thì sướng hơn so với phát sinh quan hệ với phụ nữ. Chết! Nhưng đúng lúc này, Trần Đức vốn muốn rời đi, vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với cú đánh bất ngờ, anh lạnh nhạt nói ra một chữ, sau đó kiếm long ngâm xuất hiện trong lòng bàn tay, không có một động tác và lời nói dư thừa nào. Trực tiếp đâm ra chuẩn bị đón lưỡi dao sắc bén kia. Keng!
Trong nháy mắt, lưỡi dao sắc bén đụng vào nhau. Chương 993. Đột nhiên, Trần Đức đứng bên bờ sân thượng vẫn không nhúc nhích, anh không lui về sau hay tiến lên phía trước một bước. Trương Hằng bay ngược ra ngoài, chỗ xương vai xuất hiện một lỗ máu không lớn không nhỏ, máu tươi ào ào chảy, lưỡi đao sắc trong tay hắn ta bị cắt thành hai khúc, cả người cực kỳ chật vật rơi xuống khỏi sân thượng. Cậu Trương, hai người hầu của hắn ta cực kỳ kinh hãi, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng bọn họ cũng là cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng trong hàng ngàn hàng vạn võ giả, trước tiên bọn họ lấy lại tinh thần, bức ép kéo Trương Hằng trở lại, tránh không để hắn ta lúng túng rơi xuống Thiên Kiếm Phong. Hí! Chỗ cánh tay Trương Hằng nhìn thấy cả xương cực kỳ khủng khiếp, máu thịt mơ hồ, hắn ta kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đức bình tĩnh đối diện, nội tâm trào lên từng lớp sóng thần cuồn cuộn sôi trào. Hắn ta kinh hãi! Thật sự kinh hãi! Trước khi ra tay, hắn ta nghĩ thế nào cũng không ra kết quả sẽ như vậy. Sao có thể chứ? Tại sao có thể như vậy? Vô lý! Tên nhãi trước mắt chỉ là một con kiến hôi linh căn sơ kỳ mà thôi, loại kiến hôi này đừng nói hắn ta dùng binh khí, dùng tay không cũng có thể nghiền ép đến chết. Trương Hằng hắn ta chính là vô địch đồng cấp đó. Người linh căn kỳ trong toàn bộ Côn Luân hư có mấy ai là đối thủ của hắn ta? Hắn ta cũng không biết đã giết chết bao nhiêu võ giả linh căn kỳ đỉnh phong rồi. Trong thế hệ trẻ, người có thể đánh bại hắn ta không nhiều. Mà người một chiêu đánh bại ngoại trừ thiên chi kiêu nữ Âu Dã Tư Linh của học viện vô song ra thì không còn có ai. Thậm chí hắn ta rất rõ, nếu như Âu Dã Tư Linh vẫn còn ở linh căn sơ kỳ thì tuyệt đối không thể nào đánh bại hắn ta. Thằng nhãi trước mắt này, rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì? Từ lúc nào Côn Luân hư lại xuất hiện cường giả trẻ tuổi gây kinh hãi như vậy? Không, nhất định hắn đã dùng một loại bảo vật nào đó ẩn náu vào thực lực bản thân, nhưng... Cho dù như vậy cũng thật quá kinh khủng, chẳng lẽ trên đời này còn có người yêu nghiệt hơn Âu Dã Tư Linh, nội tâm Trương Hằng sợ hãi không thể nào dùng từ ngữ để hình dung, thậm chí hắn ta cũng bất chấp vết thương trên người cứ nhìn chằm chằm Trần Đức. Hắn ta muốn biết tên nhãi trước mặt mạnh thế nào. Lời của anh tôi nghe thấy rồi, nhưng mà anh cảm thấy mình có tư cách bảo tôi cút không, ngay khi Trương Hằng kinh hãi chấn động, Trần Đức mở miệng nói, giọng điệu bình tĩnh và dửng dưng. Bây giờ... Tôi cho anh trong 3 lần hít thở, lập tức biến mất trước mặt tôi, cút ra khỏi Thiên Kiếm Phong, trừ phi. Anh muốn chết. Chương 994. Lời nói vừa dứt. Trần Đức không thèm nhìn Trương Hằng, anh xoay người tiếp tục leo lên Thiên Kiếm Phong, đi về phía trước. Trương Hằng quả thật không tệ, mạnh hơn một chút so với Bộ Kinh Phong, nhưng đối với Trần Đức mà nói cũng chỉ gánh được hai chữ, không tệ, mà thôi. Đáng chết. Trương Hằng nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Đức rời đi, hắn ta cắn răng cắn lợi, cơ thể run rẩy, sắc mặt xanh xám. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn ta cực kỳ muốn ra tay lần nữa, nhưng vừa nghĩ đến thực lực của người đó, hắn ta liền do dự sợ hãi, nhưng... Nếu cứ tiếp tục như vậy thì quá mất mặt. Cậu Trương, với vết thương bây giờ của cậu, quả thực không phù hợp tiếp tục leo Thiên Kiếm Phong, hay là chúng ta đi xuống trước, một lão hầu mở miệng nói, cho Trương Hằng một lối thoát. Cậu Trương, trên người hắn ta nhất định có bảo vật gì đó, quay về lại nghĩ cách đi lên, một người khác cũng nói. Ánh mắt Trương Hằng đầy oán độc, thái độ bình tĩnh thờ ơ không đếm xỉa của Trần Đức giống như là đang làm nhục hắn ta. Trương Hằng rất do dự, hắn ta không muốn cứ như vậy rời đi. Nhưng, cuối cùng hắn ta vẫn mạnh mẽ chống đỡ cơ thể đứng lên, dưới hộ tống của hai người hầu, bọn họ đi xuống Thiên Kiếm Phong. Cậu tạp chủng đáng chết, mày chờ đấy. Tao sẽ báo thù, sẽ cho mày chết đến mức khó coi, hốc mắt Trương Hằng đỏ bừng, đáy lòng gầm thét, hắn ta nóng nảy tới mức không bình tĩnh nổi. Từ lúc sinh ra đến giờ, bất luận hắn ta đi đếu đâu đều là ánh trăng sáng chói, trong thế hệ trẻ, ngoại trừ 2-3 người, ai có thể so với hào quang của hắn ta. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, hắn ta có địa vị được tôn sùng, không có một ai bất kính với hắn ta, cho dù là mấy lão già cũng vô cùng cương triều. Còn bản thân hắn ta chưa từng thất vọng về mình, trong cùng cảnh giới hắn ta cũng chưa bao giờ thất bại. Hôm nay lần đầu tiên hắn ta thua trong tay một người linh căn kỳ, còn thua thê thảm như vậy, làm sao Trương Hằng chịu đựng nổi. Mặc dù hắn ta rời khỏi Thiên Kiếm Phong, nhưng lòng tràn đầy ý báo thù. Tuyệt đối không thể cứ như vậy. Trên người thằng nhãi đó nhất định có bảo vật gì đó, hắn ta phải báo thù, giết người và cướp bảo vật. Hừ!
Trần Đức xoay người rời đi, anh cảm thấy sát ý nồng nặc của người nào đó thì không khỏi khẽ cau mày, nhưng anh cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, anh chỉ muốn sớm tìm được Phương Tâm Ngọc, mạng của Trương Hằng không liên quan đến anh. Đương nhiên nếu như Trương Hằng nhất định muốn đi lên tự tìm cái chết, anh cũng không ngại thuận tay tiễn hắn ta một đoạn đường. Trong nháy mắt, Trần Đức đã lên đến độ cao 1.300 m, tới đây anh không thể chạy băng băng được nữa, chỉ có thể leo lên, gió lạnh thấu xương còn mạnh gấp hơn 10 lần so với trước đó, mỗi một trận gió thổi qua, dù là anh cũng có thể cảm nhận được đau nhói giống như bị dao đâm vào. Hoàn cảnh tồi tệ như vậy nhưng tốc độ của Trần Đức vẫn không chậm lại. Anh vững vàng tiếp tục leo lên phía trên. Chương 995. Rõ ràng Trần Đức cảm nhận được dưới sự kích thích của gió mạnh này, thực lực của anh cũng đang tăng lên một cách chậm rãi. Chẳng trách nơi này là vùng đất chủ phú dành cho luyện tập, loại gió mạnh này đối với võ giả quả thật có thể đạt được hiệu quả tôi luyện và trở nên mạnh mẽ. Trần Đức bừng tỉnh, đồng thời cũng rất nghi ngờ, tại sao ngọn núi này lại xuất hiện gió mạnh như vậy. Loại này gió mạnh không hề giống như thiên nhiên tạo thành. Không biết Phương Tâm Ngọc lên được bao nhiêu mét rồi. Trần Đức điều chỉnh trạng thái, ánh mắt ác liệt, anh điên cuồng lao nhanh về phía trước giống như lão vượn. Cùng lúc đó, dưới chân Thiên Kiếm Phong, ba người Trương Hằng từ trên Thiên Kiếm Phong đi xuống. Ba người bọn họ vừa xuất hiện. Đám người Lục Tâm và Triệu Phong trong nháy mắt kinh ngạc, sắc mặt điên cuồng biến đổi, bọn họ không thể tưởng tượng nổi ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương Hằng. Xảy ra chuyện gì? Trương Hằng, cậu Trương sao lại xuống? Mọi người không chỉ cực kỳ kinh hãi, hơn nữa còn thấy rõ ràng cánh tay của Trương Hằng có vết máu, cho dù vết thương đã xử lý, nhưng máu tươi vẫn thấm ướt áo, còn đập thẳng vào mắt cực kỳ nổi bật. Lập tức, đám người Triệu Phong và Lục Tâm đều toát lên suy nghĩ sợ hãi không dám tin. Cậu Trương Hằng vừa bị tên rác rưởi kia đánh trọng thương. Ý niệm dâng lên rồi thoáng hiện giống như bầu trời đêm Ả Rập. Bọn họ không dám tin cảnh tượng trước mắt, sự thật hết lần này đến lần khác bày ra. Không, không thể nào. Ngộ nhớ cậu Trương tự mình bị thương thì sao? Nhất định sẽ không như trong tưởng tượng của bọn họ, bởi vì sự thật đó quá điên cuồng, không phải đâu. Triệu Phong không cam lòng, hắn ta thận trọng tiến lên phía trước nói, cậu Trương, anh, sao vậy? Im miệng. Đối mặt với con kiến hôi này, sắc mặt Trương Hằng không tốt. Thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào bọn họ, mấy người chúng mày trông chừng tốt nơi này cho tao, thằng nhãi kia vừa đi lên, nếu hắn luyện tập xong thì chặn hắn cho tao, hắn mà rời khỏi đây được, tao sẽ hỏi tội đám đầu chó chúng mày. Dạ, Triệu Phong giật mình vội vàng đồng ý. Hai người cũng ở lại. Trương Hằng liếc nhìn hai lão hầu bên cạnh, ngay sau đó hắn ta một mình rời khỏi Thiên Kiếm Phong, tốc độ của hắn ta rất nhanh, chạy như điên về phía gia tộc. Theo Trương Hằng thấy, Trần Đức đến Thiên Kiếm Phong tất nhiên là để luyện tập, nếu như tốc độ chậm một chút, có lẽ đối phương sẽ rời đi, dù thế nào hắn ta cũng không thể liên tưởng đến mối liên quan giữa Trần Đức và chú của hắn ta Phương Tâm Ngọc. Chương 996. Suy cho cùng, chú của hắn ta thật sự rất mạnh, dù là đệ nhất cao thủ trong gia tộc gặp phải chú cũng chỉ có thể chết. Trần Bát Hoang có thể liên quan gì đến chú của hắn ta? Lão Viên. Sau khi Trương Hằng rời đi, Triệu Phong sợ hãi tiến lên hỏi một lão hầu của Trương Hằng, cậu Trương là do người đó làm bị thương. Trong lúc nói chuyện, sợ lão viên không trả lời, Triệu Phong còn lấy ra một ít linh thạch từ trên người chia cho bọn họ. Ừ, lão viên cất linh thạch, gật đầu một cái. Chỉ có một chữ, ừ. Trong nháy mắt, Lục Tâm, Triệu Phong và võ giả đi theo bọn họ ai nấy đều chấn động đến hóa đá. Mặc dù bọn họ đã sớm nghĩ đến khả năng này, nhưng khi được xác nhận, sự sợ hãi bọn họ nên có cũng không bớt đi chút nào. Từng người một anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng đều nhìn thấy sợ hãi trong mắt nhau, nghĩ lại mà sợ, cũng có vui mừng. Ai mà ngờ đến, tên nhãi trước đó bọn họ ngăn cản đối đầu gay gắt lại có thể khiến Trương Hằng bị thương nặng. Nếu không phải muốn lợi dụng Trương Hằng giết chết anh, e rằng bọn họ sẽ không để thằng nhãi đó đi vào đâu. Nếu thực sự là vậy sẽ xảy ra hậu quả như thế nào? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mọi người đã bất giác rùng mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho đội ngũ của Trương Hằng, giết chết bọn họ cũng thoải mái và tùy ý như giết gà mổ lợn vậy. Con mẹ nó, cái này thực sự cũng quá khủng bố rồi. Bọn họ chẳng khác nào vừa bước qua lằn ranh tử vong mà. Trương Hằng,
người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thanh niên, trong thế hệ trẻ hiện nay lợi hại hơn hắn ta chỉ có, người đứng đầu Âu Dã Tư Linh, thứ hai là Cuồng Hổ, cuối cùng là Diệp Cầm Mãng. Họ đều nhận biết được tướng mạo của bất kỳ ai trong số ba người này, mà chàng trai tên Trần Bát Hoang này không thuộc trong số đó. Anh ta, rốt cuộc có lai lịch gì? Bọn họ đã mạo phạm và toan tính người này như vậy, đợi khi anh trở lại, sẽ không báo thù chém giết hết bọn họ đấy chứ. Càng nghĩ, mấy người Lục Tâm, Triệu Phong càng cảm thấy sợ hãi. Như biết bọn họ đang nghĩ gì, người hầu được gọi là lão viên kia cười trầm thấp, các người không cần lo lắng, cậu chủ trước nay không phải là người sẽ chịu thiệt thòi, cậu ấy đã trở về tìm người giúp đỡ rồi, chờ mà xem tên nhóc kia sẽ không sống quá ngày mai đâu. Thật sao, vậy thì quá tốt rồi, trái tim đang kéo căng của Triệu Phong lập tức bình tĩnh trở lại, bọn họ biết rất rõ nhà họ Trương có bao nhiêu mạnh mẽ, không hề ngoa khi nói thực lực của nhà họ Trương còn mạnh hơn cả bốn gia tộc Thiên Kiếm Phong bọn họ hợp lực lại. Côn Luân hư không lớn, những người có thể dừng chân tại đây đều sở hữu thực lực kinh người, trong đó mạnh nhất là Vô Song Môn, điều kiện tiên quyết tiến vào đây là phải thông qua học viện Vô Song. Ngoài Vô Song Môn, những cái tên có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Côn Luân hư còn có 6 gia tộc. Trong đó nhà họ Bộ của Bộ Kinh Phong đứng ở vị trí thứ 6, nhà họ Trương đứng thứ 5. Chương 997. Tên nhóc đó chết chắc rồi, Lục Phong nịnh nọt nói. Có nhà họ Trương ra tay, không cần nói đến loại kiến hôi này, cho dù có 10 kẻ nữa tới cũng phải chết không chỗ chôn thây. Bọn họ vừa nói vậy nhóm đệ tử phía sau cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, dù sao nếu Trần Bát Hoang sống sót cũng không phải là tin tốt lành gì đối với họ. Hai người Bộ Kinh Phong cùng Lục Thư Tuyết vừa thoáng thả lỏng trong lòng lại khẽ dâng chút kinh ngạc cùng lo âu, nếu người của nhà họ Trương thực sự tới, sợ rằng Trần Bát Hoang sẽ lành ít dữ nhiều. Nhà họ Bộ cách nơi này quá xa, Bộ Kinh Phong muốn giang tay giúp đỡ cũng đành vô lực. Hai người chỉ có thể nâng cao cảnh giác tiếp tục chờ đợi. Tên nhóc đó vậy mà tới 1.600 mét rồi, Triệu Phong hai mắt ghim chặt lên bóng dáng trên Thiên Kiếm Phong đã trở nên cực kỳ nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy kia kinh ngạc thốt lên. 1.600 mét. Độ cao này chắc chắn không phải là ai cũng có thể đạt tới được. Chỉ có một số rất ít võ giả linh căn sơ kỳ có thể đạt đến độ cao này. Không lẽ hắn ta muốn xô đổ kỷ lục của Âu Dã Tư Linh, có người hít ngược một ngụm khí lạnh nói, xưa kia khi Âu Dã Tư Linh bước vào linh căn sơ kỳ đã đi tới 1.800 mét. Trần Bát Hoang chỉ còn cách con số 1.800 này 200 mét nữa. Đám trẻ danh các cậu đang nghĩ gì vậy? Sau 1.300 mét, sức gió trên cao sẽ tăng theo cấp số nhân theo từng mét, cho dù trên người hắn có bảo vật. Cũng đi không nổi tới 1.800 mét, lão viên thản nhiên nói, không thấy nhịp chân của hắn ta càng ngày càng chậm chạp rồi à, gần như sắp phải dừng lại rồi. Không phải gần như mà là đã hoàn toàn dừng lại rồi, một người hầu khác của Trương Hằng nói, ha ha, bảo vật suy cho cùng vẫn là vật ngoài thân, cho dù đi được tới 1.600 mét thì đã thế nào. Đám đông theo tiếng nói này cũng đưa mắt nhìn lên, quả nhiên Trần Bát Hoang đã dừng lại bước chân, nằm dạp trên bức tường đá không cử động. Giống như đã hóa đá vậy. Tiền bối nói không sai, có bảo vật thì đã thế nào? Có mấy người có thể chịu được áp lực của Thiên Kiếm Phong đây? Ha ha, Lục Tâm nói đầy trào phúng. Cô Lục, cậu Lục rốt cuộc là tìm ai báo thù vậy? Bộ Kinh Phong thực sự không nhịn được nữa mà dò hỏi, không lẽ ở độ cao hơn 1.000 mét vẫn chưa tìm ra được kẻ thù của anh ta sao? Tôi, không rõ, tôi chỉ biết rằng anh ta đến đây để trả thù, Lục Thư Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Báo thù, Triệu Phong có chút kinh ngạc, không lẽ tên nhóc đó không phải là tới để rèn luyện sao? Sau thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn lập tức nở nụ cười dí dỏm, cô Lục, trên Thiên Kiếm Phong hôm nay ngoại trừ cậu Trương Hằng, chỉ còn chú của cậu ấy là Phương Tâm Ngọc, muốn báo thù. Sợ là đến nhầm chỗ rồi. Hỏng rồi. Bộ Kinh Phong cùng Lục Thư Tuyết nhất loạt kinh hãi. Phương Tâm Ngọc, họ đều từng nghe đến cái tên này. Thực lực của người này cực mạnh. Là cao thủ linh hải kỳ, ông ta vẫn luôn du ngoạn dân gian, thỉnh thoảng mới ghé thăm Côn Luân Hư, nghe nói còn có một đệ tử vô cùng trẻ tuổi với tư chất nổi bật hơn người. Không lẽ, kẻ địch của Trần Bát Hoang chính là hắn ta? Chương 998. Hai người đưa mắt nhìn nhau, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, phải biết rằng Trần Bát Hoang cũng có xuất thân từ thế tục. Hai người càng phát sầu không yên, thực lực của Phương Tâm Ngọc quá mạnh.
giữa ông ta và Trần Bát Hoang tồn tại chênh lệch một cảnh giới lớn, nếu ông ta thực sự là kẻ thù của anh, giờ phút này Trần Bát Hoang tự dâng tới cửa chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ha ha, tìm kẻ thù, đáng tiếc tìm nhầm chỗ, đi nhầm đường liền chết dễ như chơi, không phải là chuyện bình thường sao? Lục Tâm cười giễu cợt, hắn không hề liên kết việc Phương Tâm Ngọc và Trần Đức là kẻ địch với nhau, xét cho cùng hai người họ căn bản không cùng một đẳng cấp, giống như kiến cỏ và voi sẽ không bao giờ có điểm giao nhau. Hơn nữa cho dù voi giẫm chết vài con kiến thì kiến cũng không dám phản bác lấy một câu, càng đừng nhắc tới việc báo thù gì đó. Tên nhóc đó quả nhiên không còn đường sống nữa, một tu võ giả trẻ tuổi bình luận, nhìn tình hình này thì kỷ lục của Âu Dã Tư Linh không phải là ai cũng có thể phá vỡ được. Trần Đức quả thực đã dừng lại tại lưng chừng núi Thiên Kiếm Phong. Một hồi dừng chân này liền mất gần 3 tiếng đồng hồ. Suốt 3 tiếng đồng hồ, anh không cựa quậy nửa phút. Giống như một con tắc kè, một mực bám chặt trên bức tường đá, quần áo trên người đã bị gió sắc cắt rách, anh lại như chẳng mảy may phát giác ra. Rác rưởi chính là rác rưởi, có bảo vật thì đã thế nào, lão viên lại chế nhạo, loại người này làm sao có thể phá kỷ lục. Tôi khẳng định không tới nửa tiếng nữa, hắn ta nhất định sẽ rơi khỏi núi, đến lúc đó trực tiếp ngã tử vong, cũng bớt việc cậu chủ nhà tôi phải động tay. Ngộ lỡ, anh ta phá vỡ được thì sao? Bộ Kinh Phong lạnh lùng đưa ra ý kiến, từ đầu tới cuối hắn vẫn ôm một tia hy vọng với Trần Đức, luôn cảm thấy người đến sau này thực sự có khả năng lật đổ kỷ lục của Âu Dã Tư Linh. Lão viên không thèm nhìn tới Bộ Kinh Phong, thứ nhất, ông ta không quen biết Bộ Kinh Phong, thứ hai ông ta không nghĩ rằng hắn ta sẽ tới đây, liền nói với vẻ không cho là đúng. Chưa nói đến việc phá kỷ lục, nếu hắn ta có thể tiến lên 100 mét nữa, lão già này sẽ quỳ gối trước mặt mọi người mà tự vẫn, ha ha. Lão đây cũng vậy, một người hầu khác phụ họa, đáng tiếc e rằng hắn cả đời này cũng không có cơ hội tới lấy cái mạng này của chúng tôi. Cả hai vừa dứt lời lại bỗng nhiên phát hiện ra sắc mặt của mấy người Lục Tâm, Triệu Phong cùng một đám tu võ giả trên sân đều có chút kỳ quái, trong đó còn có sự gượng gạo, kinh ngạc, chấn động, sợ hãi, tất cả các loại cảm xúc đan xen hiện lên trên gương mặt họ, mà đôi mắt của từng người lúc này đều đang thẳng tắp dõi về phía xa, nhìn chăm chú vào Thiên Kiếm Phong. Hai người hầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, gần như đồng thời bất giác ngước đầu nhìn lên Thiên Kiếm Phong, sắc mặt của họ đều thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, giống như ăn phải ruồi nhặng mà đỏ bừng bừng. Bởi Trần Bát Hoang cử động rồi. Không chỉ cử động mà còn thành công di chuyển tới độ cao 1.700 mét. Hơn thế nữa, anh vẫn chưa có dấu hiệu chùn chân dừng lại mà tiếp tục leo lên. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, tiến về phía trước một cách có trật tự. 1.710 mét, 1.720 mét, 1.730 mét, 1.780 mét, chương 999, 1.790 mét, 1.799 mét. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần hồi hộp nhìn chăm chăm vào Trần Đức, ánh mắt ghim chặt theo từng bước chân của anh tới bước tới cùng, 1.800 mét. Kỷ lục được Âu Dã Tư Linh sáng lập lên, kỷ lục trong gần 10 năm nay. Phá vỡ rồi. 1.800 mét. 1.900 mét. 1.910 mét. Mấy người Triệu Phong, Lục Tâm ở phía dưới đã hoàn toàn chết lặng, trong lòng như có ngàn con sóng khuấy động, họ kinh hãi nhìn chòng chọc bóng dáng đã trở nên vô cùng nhỏ bé gần như không nhìn thấy được nữa kia, bao gồm cả hai người Lục Thư Tuyết, Bộ Kinh Phong, cho dù bọn họ đều biết Trần Bát Hoang rất mạnh nhưng bất luận thế nào cũng không ngờ tới được anh đã mạnh mẽ đến trình độ này. Đó thế nhưng là kỷ lục được lập bởi Âu Dã Tư Linh, là kỷ lục trong gần 10 năm trở lại đây. Trong 10 năm qua có biết bao nhiêu tu võ giả linh căn kỳ muốn xô đổ kỷ lục này? Không tới 1 vạn cũng có 8.000, trong số đó lượng người mang theo bảo vật bên mình càng nhiều không đếm xuể. Nhưng có bảo vật thì đã sao? 10 năm qua kỷ lục của người con gái Âu Dã Tư Linh được ông trời ưu ái vẫn sừng sững đứng đó, đủ để chứng minh độ khó trong đó cao thế nào. Mười mấy 20 người bên dưới cũng như hai tên người hầu của Trương Hằng toàn bộ đều trợn tròn dương mắt đờ đẫn, căn bản không dám tin tưởng vào một màn trước mắt này. Bàng hoàng. Sự bàng hoàng chiếm trọn tâm trí họ. Trần Bát Hoang không chỉ phá kỷ lục mà còn đang sáng tạo lên kỷ lục mới. Chưa đầy 15 phút, anh đã lao thẳng tới độ cao 2.000 mét, chớp mắt nâng kỷ lục lên 200 mét. Hơn nữa vẫn đang vững bước tiến về phía trước. Do quá cao nên bóng dáng của Trần Đức càng ngày càng mỏng manh,
chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, mà họ hiểu rất rõ để biến mất trong tầm mắt của mình thì ít nhất Trần Bát Hoang đã đạt tới độ cao 2.300 mét. Bầu không khí phía dưới nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Vừa rồi là ai nói chỉ cần anh ấy có thể phá vỡ kỷ lục liền quỳ xuống tự sát vậy? Đột nhiên, trong không gian yên lặng vọng lại một giọng nói từ xa mang theo chút đùa bỡn cười trên nỗi đau của người khác, Bộ Kinh Phong vui đùa nhìn hướng hai kẻ hầu già kia. Gương mặt hai người này cứng đờ, đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Đương nhiên không thể tự sát, bọn họ còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa đó. Họ trực tiếp phớt lờ lời nói của Bộ Kinh Phong, giả bộ như không nghe thấy, tất nhiên Lục Tâm, Triệu Phong và đám đông có mặt cũng không dám nhắc tới chuyện này, rốt cuộc không phải ai cũng có dũng khí, thân phận cùng thực lực như hắn ta. Bỗng nhiên một vài hơi thở mạnh mẽ xuất hiện gần đó. Toàn bộ không gian trong thoáng chốc trở nên ngột ngạt áp bức, giống như có một đàn thú hoang dã đang cấp tốc áp sát đi về phía này, một vài thu võ giả thực thực thấp kém cơ hồ ngạt thở. Chương 1000. Trương Hằng trở lại rồi. Hắn còn dẫn theo 6 người. Đó là 6 ông già, từng người đều trên 6-70 tuổi, chùm râu điểm trắng, cho dù khoảng cách còn 2-300 mét vẫn có thể cảm nhận được dao động linh lực đáng sợ từ trên người họ, đè nén khủng bố. 6 đại thái thượng trưởng lão. 6 người vừa tiến vào, sắc mặt hai tên hầu của Trương Hằng thoát cái sáng rực, nhanh nhẹn chạy lên nghênh đón, thành khẩn quỳ hai gối xuống đất, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Hai kẻ đó quỳ trước mặt 6 người kia chưa làm gì, trang phục đã ướt sũng, sau lưng toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển từng ngụm. 6 đại trưởng lão thế nhưng là 6 người mạnh nhất tại nhà họ Trương. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ tới, Trương Hằng vậy mà trực tiếp mời 6 vị thái thượng trưởng lão tới đây, 6 vị tu võ giả này gần như là sự tồn tại sánh với hóa thạch sống. Nhìn vẻ bề ngoài họ dường như chỉ mới 60 hoặc 70 tuổi. Nhưng trên thực tế tuổi trung bình đã lên tới 130, 140, là 6 thành viên lớn tuổi cũng như mạnh nhất của nhà họ Trương. Đối mặt với họ, hai người hầu giống như hạt cát vô hình. Thái thượng trưởng lão, mí mắt Bộ Kinh Phong nhảy lên, thân là con cháu của một gia tộc lớn, hắn ta đương nhiên hiểu rất rõ sức nặng của 4 từ Thái thượng trưởng lão, này. Nói một cách đơn giản, ngay cả người đứng đầu gia tộc khi gặp loại, đồ cổ, này cũng phải cung kính quỳ xuống một gối. Bọn họ nhảy ra tùy ý nói một câu, trên dưới gia tộc tuyệt đối không có người nào dám làm trái ý. Sắc mặt Lục Thư Tuyết càng thêm tái nhợt, cô ta nghĩ Trương Hằng sẽ mời cường giả tới, lại không ngờ sẽ lại là những cường giả hàng đầu như thế này, không ngoa khi nói 6 người này cùng dắt tay nhau đến đủ để tiêu diệt nhà họ Lục của cô ta rồi. Đây là muốn dồn Trần Bát Hoang vào chỗ chết mà, Bộ Kinh Phong trầm mặc, đối mặt với cường giả cấp bậc này, hắn ta muốn giúp Trần Đức cũng phải bất lực buông tay. Cung nghênh tiền bối. Cung nghênh cậu Trương. Lục Tâm, Triệu Phong cùng mọi người thấy nhóm người Trương Hằng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng sự kinh ngạc này rất nhanh biến thành phấn khích, đưa tới nhiều cường giả như vậy, Trần Bát Hoang đã nhận chắc cái chết không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ đều rất bất mãn với Trần Đức, chỉ hận anh không sớm ngày đi xuống Hoàng Tuyền, một hàng người vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính thi lễ, Triệu Phong nịnh nọt nói, cậu Trương quả nhiên là người có bản lĩnh. Có thể mời tới nhiều cường giả tới trợ uy như vậy, tên nhóc kia chết chắc rồi. Đúng vậy, Lục Tâm ton hót theo, cậu Trương không uổng là người vượt trội, là con cưng trong gia tộc, nếu đổi lại là người khác, ai có thể mời tới cả 6 vị tiền bối cơ chứ? Cậu Trương uy vũ, cậu Trương lợi hại. Tất cả mọi người không tiếc lời tâng bốc, Trương Hằng căn bản không quan tâm tới họ, hắn hiện tại chỉ một lòng muốn giết chết Trần Bát Hoang. Hơn 20 năm chưa từng có người cùng cảnh giới nào có thể đánh qua tay hắn như anh. Hôm nay lại bị người ta một chiêu đánh bại. Chương 1001. Hắn rất bực bội, cũng rất phẫn nộ, lửa giận dội lên trong lồng ngực hắn hết lần này đến lần khác, Trần Bát Hoang, không thể sống. Nhất định phải chết, hơn nữa còn phải quỳ chết trước mặt hắn. Tên nhóc đó đi đâu rồi, Trương Hằng nhìn lên Thiên Kiếm Phong chỉ thấy một mảnh trống rỗng mờ mịt. Không có bất kỳ bóng dáng nào liền cau mày, tức giận mắng hai tên người hầu, ông đây không phải kêu hai thứ chó má các người trông coi hắn sao? Người đâu? Dứt lời, tay Trương Hằng nhanh như chớp rút ra một thanh đại đao, tiện tay vung nó về phía một người hầu. Phù! Trong chớp mắt, đầu của tên người hầu đó rơi xuống đất lăn lông lốc một vòng, con người trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tên hầu già còn lại bị bắn một thân đầy máu tươi, vừa đứng lên đã sợ tới mức quỳ xuống một lần nữa.
lo lắng vội vã nói, xin cậu chủ tha mạng, cậu chủ tha mạng, hắn vẫn còn ở trên Thiên Kiếm Phong. Hừm, Trương Hằng nhíu mày, ông chắc chắn, ông hẳn là biết kết cục của việc lừa dối tôi. Cậu chủ, là thật, hắn đã vượt qua 2.300 mét và đang tiếp tục leo lên đỉnh Thiên Kiếm Phong rồi, tên hầu già lo sợ bản thân cũng sẽ bị chém chết, vừa run rẩy dập đầu vừa gấp rút nói, cậu Trương có thể hỏi bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Vậy sao, Trương Hằng đưa mắt nhìn mấy người Lục Tâm, Triệu Phong. Lục Tâm, Triệu Phong và mọi người sớm đã bị một màn chém đầu vừa rồi của Trương Hằng dọa sợ run, miệng lưỡi khô khốc, lắp bắp gật đầu, biểu thị quả thật đúng là như vậy. Trương Hằng thấy vậy khẽ híp mắt, có chút bất ngờ, hắn thực sự không ngờ tới Trần Bát Hoang sẽ phá vỡ được kỷ lục. Phải biết rằng hôm nay tới Thiên Kiếm Phong độ cao mà hắn có thể lên nhiều nhất cũng chỉ 1.800 mét. Sau khi lên đến 1.800 mét thì cần phải có chú của hắn là Phương Tâm Ngọc tới trợ giúp mới có thể tiếp tục đi lên. Không ngờ tên này lại đã vượt qua 2.300 mét rồi. Cháu trai, có cần chúng ta đi lên không? Một ông lão mở lời với giọng nói thăng trầm, ông ta là tổ tông ruột thịt của Trương Hằng. Lão tổ không cần đâu ạ. Trương Hằng nở nụ cười lạnh băng, các vị trưởng lão, chúng ta cứ ở lại đây đợi hắn ta, đợi khi hắn xuống dưới ắt đã sức lực kiệt quệ, đến lúc đó chúng ta cũng tiết kiệm được công sức, đúng không? Thực lực của Trần Đức khiến Trương Hằng vô cùng kinh ngạc và bàng hoàng, với thực lực linh căn sơ kỳ, không tới trung kỳ có thể leo tới hơn 2.000 mét, phá vỡ kỷ lục của Âu Dã Tư Linh. Điều đó có nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng người mạnh nhất trong linh căn kỳ hiện nay đã đổi chủ, không còn là Trương Hằng hắn nữa. Trong lòng Trương Hằng cuộn trào sát khí, đối với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục, chỉ với một lần gặp mặt, cũng là lần gặp duy nhất. Trần Bát Hoang liền trở thành bóng ma ám ảnh đầu óc hắn, nếu không giết chết anh sẽ khiến suy nghĩ của hắn ta không thông suốt, sợ rằng khó có thể tiến bộ trong tương lai. Đợi. Điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ chính là đợi, đợi Trần Bát Hoang đi xuống, sức cùng lực kiệt, hắn sẽ tự tay bóp nát anh. Chương 1002. Sáu vị thái thượng trưởng lão đương nhiên cũng không gấp gáp mà yên lặng chờ đợi dưới chân Thiên Kiếm Phong. Sáu vị hóa thạch sống như họ đứng tại nơi đó giống như sáu ngọn núi lớn nối tiếp nhau, khiến người ta cảm thấy vô cùng đè nén, đến thở mạnh cũng không dám. Ha ha, hơn 2.000 mét, có lẽ hắn cũng không kiên trì nổi bao lâu nữa, nói không chừng đã chạm mặt chú rồi, chú cũng tiện tay giết chết hắn rồi. Trương Hằng tràn đầy tự tin, cho dù Trần Bát Hoang cực kỳ yêu nghiệt, hắn cũng không tin anh có thể trụ vững tại độ cao như vậy được bao lâu nữa. Nhiều nhất là 10 phút. Hắn đoán rằng Trần Bát Hoang sẽ nhếch nhác lăn xuống núi trong vòng 10 phút nữa. Giờ phút này, trên Thiên Kiếm Phong, tại độ cao 2.700 mét, tốc độ của Trần Đức đã chậm lại một chút, không phải anh muốn leo chậm lại mà là áp lực, sức gió và trọng lực tại đây không chỉ lớn hơn ở phần dưới của Thiên Kiếm Phong gấp 10.000 lần. Trang phục trên người anh đã rách nát tới cực hạn, biến thành từng mảnh vải vụn, dưới những miếng vải hở rách bươm ấy ẩn hiện làn da màu đồng khỏe khoắn. Lấp lánh tia sáng bóng chói mắt, gió sắc quét tới, cho dù làn da của anh cứng chắc như sắt thép thì lúc này cũng đã xuất hiện từng mảng màu đỏ thẫm đan xen nhau, giống như bị lưỡi dao cứa qua. Khoảng cách tới đỉnh vẫn còn 100 mét nữa. Thực lực của Phương Tâm Ngọc xem ra còn mạnh hơn trong tưởng tượng một chút, Trần Đức tự nhủ, trong suốt chặng đường treo leo, anh thời thời khắc khắc quan sát tình hình xung quanh nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa nhìn thấy Phương Tâm Ngọc. Nơi này đã là 2.700 mét. Chiều cao của toàn bộ Thiên Kiếm Phong chỉ có 2.800 mét, Phương Tâm Ngọc rất có khả năng đã lên tới đỉnh. Trần Đức tiếp tục leo, không có giây phút nghỉ ngơi, trong 100 mét còn lại, gió quét như đang tôi luyện xương cốt anh, hết lần này đến lần khác thổi qua thân thể anh, Trần Đức có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của bản thân càng trở nên rắn chắc theo sự gia tăng của độ cao, hiệu quả vô cùng rõ nét. Còn lại 10 mét, còn cách đỉnh 10 mét. Trần Đức không chần chừ lấy ra hai viên đan dược từ trong đống quần áo rách nát rồi nuốt xuống, ngay lập tức, những vết thương vì bị gió cắt trên cơ thể bắt đầu khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sức bền, linh khí cũng đồng thời dần dần tụ hợp dày đặc lại, tăng đến trạng thái đỉnh cao. Phương Tâm Ngọc, tôi tới đây. Ánh mắt Trần Đức lập lòe, sau đó dưới chân dùng lực đạp mạnh, cả cơ thể nhảy vọt lên cao giống như một con vượn già, anh trực tiếp vọt thẳng lên 10 mét cuối cùng. Cùng với một tiếng động lớn, Trần Đức cũng vững vàng hạ cánh xuống đỉnh của Thiên Kiếm Phong. Cũng đúng lúc này, anh cảm nhận được một đôi mắt khóa chặt mình trong khoảnh khắc. Ngước mắt nhìn lên,
Tại nơi cách anh không xa có một người đàn ông với tình trạng quần áo có phần rách nát giống như anh chạc 50, 60 tuổi, để râu dài 10 phân, tai vểnh, lông mày rậm, mắt xếch, dáng mũi la mã, tổng thể các đường nét trên khuôn mặt trông vô cùng không hài hòa. Phương Tâm Ngọc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Trần Đức đã nhận ra ông ta. Tả Vô Cương, Phương Tâm Ngọc, Lâu Vạn Xuân. Diện mạo của ba người này đã được Chu Hồng Diễu khôi phục thông qua công nghệ phục chế 3D, chỉ một lần nhìn qua, Trần Đức sớm đã khắc sâu khuôn mặt của bọn họ trong tâm trí mình. Trần Bát Hoang, Phương Tâm Ngọc đứng chắp tay sau lưng, cũng nhận ra Trần Đức. Chương 1003. Ngày Trần Đức chặt đầu người đệ tử tâm đắc của ông ta là Huyết Lãnh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho ông ta, anh cũng là người duy nhất chọc giận ông ta trong những năm qua. Những ngày này ông ta vẫn luôn rèn luyện, tính toán đột phá nút thắt của Linh Hải sơ kỳ thông qua điểm đặc biệt của Thiên Kiếm Phong để đạt tới Linh Hải trung kỳ, nhưng bất cứ khi nào ông ta nhắm mắt lại và bắt đầu tu luyện, dáng vẻ khi chết của Huyết Lãnh cũng như khuôn mặt của Trần Bát Hoang lại sẽ tức khắc nhảy ra trong đầu hiện ra trước mắt ông ta, khiến ông ta tinh thần bất an, khó có thể tiến vào trạng thái thiền định để đột phá. Mặc dù thực lực của ông ta mạnh hơn một chút trong vài ngày này nhưng cảnh giới lại không có dấu hiệu đột phá. Đôi mắt u ám hoàn toàn khóa chặt Trần Bát Hoang, Phương Tâm Ngọc trầm giọng nói, Trần Bát Hoang, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại mò vào, có phải cậu cảm thấy mình đến vì những kẻ đã chết kia đặc biệt trọng tình trọng nghĩa không? Ha ha! Trần Đức không hé răng nói lấy một lời. Dáng vẻ của các anh em cùng người phụ nữ anh yêu lướt qua tâm trí anh như một thước phim, sự căm phẫn như một ngọn núi lửa trực chờ phun trào không ngừng dội lên lồng ngực anh. Ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn. Trần Bát Hoang à Trần Bát Hoang, cái cậu gọi là trọng tình nghĩa kia trong mắt tôi chỉ là hành động ngu ngốc dại dột mà thôi. Phương Tâm Ngọc cực kỳ tự tin, Trần Bát Hoang tự dâng tới cửa, giống như cá thịt nằm trên thớt vậy, ông ta có thể tùy ý nắn bóp, giết chết anh bất cứ lúc nào. Ông ta đứng chắp tay sau lưng, gió sắc thổi qua tuy rằng khiến trang phục của ông ta rách nát đôi phần nhưng lại gượng ép bản thân đóng vai cao nhân, toát ra cốt cách thần tiên, trông khá khôi hài. Trần Bát Hoang, nếu cậu đã trọng tình cảm như vậy, tôi liền đưa tiễn cậu tới gặp anh em của mình thôi, à đúng rồi cái đầu của cậu còn đáng tiền hơn họ rất nhiều đó. Soạt, dứt lời Phương Tâm Ngọc đã chuyển động. Ông ta đợi không nổi nữa. Mấy ngày nay ông ta đều canh cánh chuyện đột phá. Trần Bát Hoang không chết, chưa vì Huyết Lãnh báo thù, ông ta rất khó có thể xông qua bước cuối cùng, giờ phút này ông ta không muốn lại tiếp tục chờ đợi nữa, không đợi Trần Đức nói nửa lời, liền giương lên nắm đấm đập về phía anh. Cú đấm này như một ngọn núi đè ép xuống, linh lực lập lòe, tách phóng ánh sáng rực rỡ chói mắt, nặng tựa vạn cân, không gian bị rung chấn phát ra tiếng gầm rú, tựa hồ có thể sụp đổ phá hủy bất cứ lúc nào. Trong giây lát đã dồn ép tới trước người Trần Đức. Hai mắt Trần Đức híp lại mở ra mắt xuyên thấu, đồng thời, năm ngón tay anh cũng nắm lại thành quyền, giơ nắm đấm nghênh đón. Sau đó hai nắm đấm va chạm vào nhau. Bang! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trong giây tiếp theo, cả người Trần Đức lùi hẳn về phía sau 20-30 bước, đợi khi anh dừng lại, có thể thấy rõ ràng hai bàn tay đã bê bết máu, da thịt bị xé toạc, mơ hồ nhìn thấy cả xương trắng. Còn Phương Tâm Ngọc chỉ lùi lại một bước. Tay của ông ta cũng chỉ bị biến dạng nhẹ, chỉ vậy mà thôi. Ha ha, chỉ có chút ít năng lực đó thôi à, Phương Tâm Ngọc nở nụ cười rét lạnh tràn đầy khinh miệt, dám tới nơi này tìm người, bổn tôn còn tưởng cậu mạnh mẽ tới đâu, hiện tại xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 1004. Rốt cuộc là ai đã cho cậu lá gan tới trước mặt tôi, hả? Nụ cười của Phương Tâm Ngọc vô cùng tự phụ. Vừa nói trên người ông ta vừa bất thình lình bùng nổ một luồng áp bức cuồng bạo từ, giống như một quả bom hạt nhân phát nổ, một áp lực vô biên chớp mắt đổ dồn phía Trần Đức. Trần Bát Hoang, quỳ xuống cho ông đây. Một tiếng gầm giận dữ của Phương Tâm Ngọc giống như sư tử giống hay tiếng nổ đùng đoàng của máy bay, lại vừa giống tiếng xe tăng bắn pháo sấm dậy nổ tung bên tai Trần Đức, đau. Ong! Mạnh mẽ như Trần Đức giờ phút này cũng cảm thấy màng nhĩ rung động ong ong. Âm thanh vang vọng trong tâm trí anh hồi lâu không tan, kèm theo tiếng gầm thét phẫn nộ đó, như có hàng ngàn ngọn núi khổng lồ từ trên trời rơi xuống đè lên người anh, rắc. Trần Đức chỉ cảm thấy tấm lưng như đang vác trọng lực ngàn cân, lòng bàn chân anh lún dần xuống đất, chân hung hăng đạp lên núi đá cứng rắn, dẫm lên một đôi dấu chân sâu hơn 10 phân. Trần Bát Hoang, thế nào, đã lĩnh hội được thực lực của cường giả Linh Hải Kỳ chưa?
quỳ xuống đi, chỉ cần cậu quỳ xuống, bổn tôn có thể cho cậu một cái chết nhẹ nhàng. Phương Tâm Ngọc chế nhạo, từng đợt sát khí tùy tiện tản ra xung quanh khiến người khác phải nghẹt thở, thần thái của ông ta đầy tự tin và ngạo nghễ, cùng lúc đó lại một lần nữa ra tay. Dưới chân như ảo ảnh, lại vung tới một quyền, mang theo tiếng rít ghê rợn, từ trên trời giáng xuống. Ông ta không dùng toàn lực. Đối phó với một tên tu võ giả linh căn kỳ còn con, ông ta cho rằng không cần thiết, cũng không yêu cầu. Nắm đấm của ông ta phát sáng, một luồng tà khí màu đen đáng sợ gần như đã thực thể hóa, vây quanh lòng bàn tay ông ta, giống như hàng chục nghìn chiếc búa sắt rơi thẳng xuống. Quỳ xuống cho tôi, Phương Tâm Ngọc thấp giọng quát đầy hung tợn. Đôi mắt Trần Đức ngưng trọng, một lần nữa vươn tay đón lấy đòn công kích. Bang! Một lần nữa, hai người đối đầu đâm vào nhau, Trần Đức lại tiếp tục chịu phải năng lượng công kích nặng nề, lòng bàn chân càng lún càng sâu, toàn bộ nắm đấm của anh gần như bị phế bỏ, xương thịt nát bấy nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, chân của Trần Đức gần như bị uốn gập lại không thể tiếp tục chống giữ được nữa. Chênh lệch giữa linh căn sơ kỳ và linh hải kỳ thực sự quá lớn, ngay cả khi Trần Đức sở hữu sức mạnh vượt bậc cũng khó có thể gắng gượng chống chọi với Phương Tâm Ngọc. Quỳ, quỳ con mẹ ông. Trần Đức rốt cục từ trong cổ họng bật ra mấy chữ, hai chân như gắn lò xo dồn sức nhảy khỏi dấu chân kia, chủ động tấn công, cơ hồ không chút do dự thi triển cửu trọng cực ảnh. Toàn bộ các phương diện như tốc độ, sức mạnh, xúc cảm tại thời điểm này đều tăng lên gấp 10 lần, bùm bùm bùm. Nắm đấm to như bao cắt nhanh như chớp điện lao vút trong không gian, để lại dư ảnh và ánh sáng màu trắng. Hửm. Chương 1005. Phương Tâm Ngọc có chút e sợ. Thực lực của người trước mắt này trong chớp mắt sao lại được nâng cao nhiều như vậy? Cú đấm bất ngờ này khiến ông ta có phần mất cảnh giác, theo bản năng của cơ thể lùi lại hai bước, đưa tay lên chống cự. Rắc rắc, răng rắc, loại kháng cự này đối với Trần Đức lúc này hoàn toàn vô nghĩa, cú đấm này của anh ấn chứa sức mạnh kinh hoàng hàng trăm nghìn tấn trực tiếp khiến Phương Tâm Ngọc bắn ngược ra ngoài. Bàn tay ông ta giương lên kia đã hoàn toàn biến dạng và tàn phế. Xương dính liền cùng máu thịt mơ hồ lẫn lộn, máu đỏ tươi giọt nối tiếp giọt tí tách nhỏ xuống. A! À, Phương Tâm Ngọc không nhịn được phát ra rít gào thê thảm, máu tươi như chút nước nhuộm đỏ cả thiên kiếm phong, cộng thêm gió sắc thổi qua vết thương của ông ta khiến da mặt càng thêm vặn vẹo co rúm lại. Đau! Đau quá! Chỉ vào lúc này ông ta mới biết việc bị thương trên đỉnh thiên kiếm phong có bao nhiêu đau buốt, loại đau đớn này quả thực giống như móc tim đục xương vậy. Tuy nhiên, Trần Bát Hoang người còn bị thương sớm hơn ông ta từ đầu đến cuối không hề thốt lấy một tiếng. Sự bền bỉ và nhẫn nại này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Phương Tâm Ngọc, không phải ông muốn tôi quỳ xuống sao? Ông tới đây thử xem, thời gian thi triển cửu trọng cực ảnh chỉ có một phút, Trần Đức không lãng phí một phút giây, trong nháy mắt đã xông tới trước người Phương Tâm Ngọc. Tuy nhiên, Phương Tâm Ngọc chẳng những không sợ hãi hoặc nói là hoảng hốt, ngay lúc bị Trần Đức ép sát kia. Khóe miệng ông ta vậy mà vẽ ra ý cười, một nụ cười dỉ dỏm, giễu cợt, nhìn chằm chằm vào Trần Đức như đang nhìn một tên ngốc, lạnh lùng nói. Trần Bát Hoang, mặc dù không biết cậu dùng cách gì bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy, nhưng nếu cậu cho rằng với thủ đoạn này đã có thể đánh bại một võ giả linh hải kỳ thì cũng quá ngây thơ rồi. Thuật mai rùa. Phương Tâm Ngọc khẽ gầm một tiếng, lúc này linh khí vận chuyển trong cơ thể ông ta càng thêm khủng bố. Linh lực nồng đậm từng tia từng sợi tràn ra khỏi cơ thể ông ta sau đó bắt đầu ngưng tụ thành thực thể hóa một bộ giáp trắng trong suốt bao bọc cả người ông ta lại. Đinh! Cùng lúc đó, Trần Đức cũng đã lao ập tới, một chưởng của anh đáp xuống vai của Phương Tâm Ngọc, thế nhưng... Một chưởng này vậy mà không phá vỡ được lớp áo giáp. Trần Bát Hoang, thuật mai rùa này của tôi. Thế nào? Phương Tâm Ngọc cười gần hỏi, đồng thời nhanh chóng tung ra đòn phản kích, ông ta duỗi một cánh tay ra. Nhãi con, lại nếm thử bàn tay lửa đỏ này của tôi xem. Tại khoảnh khắc cánh tay của Phương Tâm Ngọc thò ra cũng bắt đầu biến thành một mảnh đỏ rực, dấy lên một luồng bức xạ nhiệt mãnh liệt, khiến nhiệt độ của vòm không gian này tăng lên đột ngột, giống như có những ngọn lửa cuồn cuộn đang đốt cháy, đồng thời năm ngón tay khẽ co lại thành hình móng vuốt, móc về phía vai trái của Trần Đức. Chương 1006. Bụp. Trần Đức không trốn càng không né. Anh để mặc bàn tay như thanh kiếm sắc nhọn kia cắm ngập vào vai trái, xuyên qua xương sườn, thậm chí mi mắt cũng không chớp, lật lòng bàn tay, long ngâm kiếm liền xuất hiện, gần như cùng một giây đâm vào cánh tay của Phương Tâm Ngọc. Phương Tâm Ngọc giật mình,
không ngờ tới Trần Đức sẽ dùng chiến thuật tự mình hại mình này, kết quả ông ta căn bản không có cách nào né tránh một kiếm kia. Tuy nhiên sự ngạc nhiên này cũng chỉ kéo dài chưa đến nửa giây, ông ta vẫn có tâm tư mỉa mai Trần Đức. Ha ha, tưởng rằng dùng phương thức tự mình hại mình này cộng thêm một thanh kiếm nát liền có thể đột phá tầng phòng ngự của tôi sao? Phương Tâm Ngọc vừa dứt câu, trong vòng 1/100 thời gian một nhịp thở, Long Ngâm kiếm đã xuyên qua lớp áo giáp đâm phập vào cánh tay ông ta dễ dàng như cắt miếng đậu phụ. Không lẽ không thể sao, Trần Đức mặt không cảm xúc, xoay Long Ngâm kiếm trong tay rồi kéo mạnh, phụt. Cánh tay thi triển xích viêm thủ cùng xương vai của Phương Tâm Ngọc đều bị Long Ngâm kiếm chém đứt cho đến khi rơi xuống. Long Ngâm kiếm thực sự quá sắc bén, nó căn bản không tốn chút sức lực nào xuyên thủng áo giáp của Phương Tâm Ngọc, thậm chí sau khi cánh tay của ông ta đứt lìa khỏi cơ thể, ông ta thế nhưng không cảm nhận được cơn đau nhói nào truyền tới, cả người chỉ còn sót lại sự kinh ngạc cùng đờ đẫn. Một giây trôi qua ông ta mới vỡ òa sợ hãi phát ra tiếng hét thảm thương. Làm sao có thể? Phương Tâm Ngọc nhìn đăm đăm cánh tay dưới đất mà sững sờ chết đứng, một tên Trần Bát Hoang với cảnh giới linh căn kỳ, vậy. Vậy mà có thể phá được mai rùa của ông ta. Khóe miệng ông ta giật giật, trong con ngươi hằn lên từng tia máu, gân xanh kịch liệt co bóp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Trần Đức. Nó là của tao, mạng của mày cũng là của tao, là một con cáo giả, Phương Tâm Ngọc sao có thể không nhìn ra Long Ngâm kiếm này là một bảo bối. Trong đôi mắt dữ tợn của ông ta đong đầy tham lam cùng khát máu. Việc mất đi một cách tay gần như khiến ông ta điên dại, đối phó với một tu võ giả cảnh giới linh căn kỳ lại bị chặt đứt một cánh tay. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ông ta còn chỗ đứng sao? Trần Bát Hoang, nhất định phải bỏ mạng tại đây. Mạng sống của tôi ở đây, ông tới mà lấy, Trần Đức nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lẽo, xé đứt cánh tay của Phương Tâm Ngọc ra khỏi xương vai, sau đó, thế nhưng đưa nó tới bên miệng, hung hăng cắn xé xuống một miếng thịt lớn rồi cho vào mồm nhai, theo sự nhai nghiền tách mở của hàm răng và đôi môi, hàm răng vốn trắng tinh của anh trở thành màu đỏ tươi nhơ nhuốc, giống như một tu la vừa bỏ khỏi địa ngục, đặc biệt kinh dị. Cho đến hiện tại, Trần Bát Hoang vẫn luôn nghĩ đến chuyện trả thù, anh muốn ăn tươi máu thịt của kẻ thù, rút sạch gân của chúng, đập xương chúng tan thành cho bụi, hiện tại. Cơ hội ở ngay trước mắt. Làm sao anh có thể bỏ lỡ nó đây? Quẹ. Tuy nhiên, sau khi nhai vài lần, Trần Bát Hoang đột nhiên phun ra toàn bộ thịt trong miệng, thờ ơ nhưng đậm nét ghét bỏ nói, thịt chó già khốn kiếp như ông, thật là CMN khó ăn. Nói đoạn anh liền ném cánh tay của Phương Tâm Ngọc xuống với vẻ ghê tởm rồi dùng một chân dẫm lên. Chương 1007. Răng rắc. Dưới chân Trần Đức, cánh tay đó hoàn toàn biến thành một vũng bùn máu. Một cơn gió thổi qua khiến máu chảy tràn khắp nơi. Trần Bát Hoang. Sắc mặt của Phương Tâm Ngọc xám xịt, cực kỳ khó coi, u ám đến nỗi không thể u ám hơn, ngũ quan co rúm lại một chỗ, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Trần Đức, tao phải băm mày thành trăm mảnh. Không nói nhảm nhiều lời, Phương Tâm Ngọc không thể chịu được loại sỉ nhục này, toàn bộ sức mạnh của Linh Hải kỳ thi nhau tuôn ra, cánh tay còn lại lấy thái đao ở thắt lưng. Keng. Thái đao cực kỳ chói mắt giống như vầng trăng sáng, chém về phía trước trong tích tắc, lưỡi đao lướt qua, ngay cả không khí cũng bị tách rời, khu vực đó rơi vào một vùng chân không, những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập trong không khí. Xoẹt! Trần Đức dường như đã đoán trước được, dưới chân anh nổi gió, nhanh chóng lùi lại, lưỡi đao đó quẹt qua người anh, rơi xuống đất. Răng rắc! Đột nhiên, dù là Thiên Kiếm Phong cũng bị đao này chém nứt. Đá vụn bay lên lại bị gió đánh tan thành trăm mảnh bay tứ tung. Phương Tâm Ngọc vô cùng ngạc nhiên, dưới tình huống đã trúng chiêu xích viêm thủ của ông ta, Trần Bát Hoang vẫn có thể né được đao này, thực lực và thiên phú của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Phải biết rằng, Trần Bát Hoang chỉ là một võ giả ở cảnh giới linh căn kỳ sơ kỳ mà thôi. Trước đây, chỉ cần một chưởng là Phương Tâm Ngọc đã đánh chết những võ giả thuộc cảnh giới này cực kỳ nhanh gọn. Nhưng hôm nay, ông ta không những mất một cánh tay mà còn phải dùng hết sức lực để chiến đấu. Thằng nhóc này nhất định phải chết, nếu không sẽ để lại hậu quả khôn lường, Phương Tâm Ngọc kiên quyết, đồng thời không dám xem thường Trần Đức nữa, cố nén cơn đau dữ dội trên người khi gió thổi qua, tiếp tục nâng đao lên chém về phía Trần Đức. Kinh lôi! Ông ta hét lớn, lại bày ra một loại võ kỹ khác, đồng thời trên thân đao trắng toát lóe lên những tia điện bao trùm xung quanh thanh đao cực kỳ chói mắt. Trong nháy mắt, tốc độ phi đao của ông ta đột nhiên thăng cấp,
nhanh đến mức gần như chỉ còn lại dư ảnh. Trần Đức rất căng thẳng, anh cảm nhận được rõ ràng sự thăng cấp của Phương Tâm Ngọc, lão già này thực sự là quá mạnh, mạnh hơn tất cả những đối thủ mà anh từng gặp trước đây. Đây cũng là trận chiến gian nan nhất từ khi anh tu võ đến nay. Lỗ máu trên cánh tay ông ta vẫn không ngừng chảy, áo quần trên người gần như bị nhuộm đỏ. Trong nháy mắt, Phương Tâm Ngọc đến rồi. Ngay trước mặt anh, căn bản không hề cho anh bất kỳ cơ hội nào hít thở, lưỡi đao sấm sét kia vang lên những tiếng nổ tanh tách chém thẳng về phía thắt lưng anh. Nhóc con, chết đi, ánh mắt của Phương Tâm Ngọc cực kỳ dữ tợn, một đao này, bất luận Trần Đức có làm thế nào cũng không thể tránh được, ông ta tự tin 1000% rằng có thể giết chết đối phương, dù thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi. Chương 1008. Đao, không ngừng lao đến, càng ngày càng gần. Trần Đức không hề né tránh, anh biết tránh không được. Nhưng anh cũng không có bất kỳ sự phòng thủ hay phản kháng nào, bình tĩnh nhìn lưỡi đao đó, mặc nó lao đến, Phương Tâm Ngọc, ông có chắc là có thể giết tôi không? Đệt, tại sao không thể? Tao giết mày như giết chó, ánh mắt Phương Tâm Ngọc đầy giễu cợt, như thể nhìn thấy Trần Đức đã bị chia thành hai khúc, trong mắt hiện lên sự hung dữ, hưng phấn và khát máu cùng cực. Xong, đột nhiên, ngực của Phương Tâm Ngọc đau nhức vô cớ, cơn đau đó giống như ngòi nổ, vừa xuất hiện thì giây sau đã khiến tứ chi và kinh mạch của ông ta bị tắc nghẽn. Nguồn linh lực vốn dĩ đang điên cuồng vận hành, đột nhiên bị chặn lại, giống như một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một chướng ngại vật. Trong nháy mắt, linh lực của ông ta trở nên hỗn loạn. Chạy loạn xạ tứ phương tám hướng, vô cùng cuồng bạo, không chỉ thế, lúc này lục phủ ngũ tạng và huyết dịch của ông ta cũng truyền đến một cơn đau dữ dội, không thể khống chế được. Phụt! Phương Tâm Ngọc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thanh đao trong tay cũng dừng lại. Cách thắt lưng của Trần Đức chỉ vài cm. Ông ta siết chặt đao, vẫn tiến về phía trước, nhưng tia điện sấm sét trên thân đao giống như que diêm bị dập tắt, không còn chút tàn dư nào cả. Lưỡi đao vốn dĩ đang hùng hổ chém về phía Trần Đức, lúc này đã trở nên mềm mại, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Trần Đức khẽ nhếch môi cười, sau đó giơ tay búng nhẹ một cái. Keng! Âm thanh lanh lảnh vang lên, trường đao từ từ đứt gãy, chỉ còn lại một đoạn chuôi đao nằm trong tay Phương Tâm Ngọc. Sao.sao có thể? Khoảnh khắc này, Phương Tâm Ngọc thực sự kinh hãi hoảng sợ rồi, ông ta phát hiện ra một chuyện cực kỳ chí mạng, chỉ cần điều động linh lực thì trong thân thể ông ta sẽ xuất hiện những cơn đau kịch liệt không thể chịu được. Hơn nữa, máu ông ta phun ra có màu đen, giống như một vũng mực. Triệu chứng này, rõ ràng là trúng độc rồi. Cảm nhận được tình trạng cơ thể, lúc này Phương Tâm Ngọc mới nhìn xuống vị trí bị long ngâm đâm xuyên. Nơi đó, trong lớp da thịt, có một cây kim đâm vào, rất mảnh, rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ lẫn lộn với xương thịt, cực kỳ khó phát hiện ra cây kim bạc. Hay nói đúng hơn, không phải là bạc, nó không phải bạc mà là màu đen. Kim độc của Sửu gia để lại cho Trần Đức. Phương Tâm Ngọc muốn giơ tay nhổ nó ra, ha ha, tôi khuyên ông đừng nên làm vậy. Nhổ ra ông sẽ chết càng nhanh hơn đấy, Trần Đức cười, tôi không muốn ông chết nhanh như vậy. Động tác của Phương Tâm Ngọc dừng lại, ông ta không chắc lời của Trần Đức nói có thật hay không, chuyện này liên quan đến tính mạng của ông ta không dám đánh cược, trầm giọng nói, mày ác thật đấy. Chương 1009. Đến nước này, Phương Tâm Ngọc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc trước, Trần Đức dùng cách thức tàn nhẫn. Mục đích thực sự không phải là muốn chém đứt cánh tay của ông ta mà là muốn hạ độc. Thậm chí không ngại cố ý trúng một chiêu xích viêm thủ của ông ta, tiếp đó lại dùng long ngâm chém đứt cánh tay của ông ta để đi chuyển sự chú ý, thành công đâm kim bạc vào người ông ta. Không thể không nói, chiêu này thực sự rất thành công. Nếu không phải độc phát tác thì ông ta không thể nào phát hiện ra được. Trong lòng Phương Tâm Ngọc lạnh băng, thằng nhóc này, thực sự là quá cay độc. Suy nghĩ kỹ thì Trần Bát Hoang chắc chắn có thể né được chiêu xích viêm thủ lúc nãy của ông ta. Không phải tôi ác, mà là ông ngu. Lời nói của Trần Đức lạnh lùng, trước đây anh đã dùng chiêu này để đối phó với Vân Huyền Thương không, hôm nay chẳng qua chỉ là dùng lại chiêu cũ, loại chiêu thức này chỉ có thể đối phó với những kẻ nhẹ dạ, tự cao tự đại, không xem ai ra gì mà thôi. Chỉ có bọn họ mới không chú ý chi tiết, tự cho mình là nhất có thể khống chế tất cả. Vừa nói, Trần Đức vừa ra tay, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Phương Tâm Ngọc. Bốp! Phương Tâm Ngọc bị đánh bay,
lúc ông ta không thể điều động linh lực, ở trước mặt Trần Đức chỉ như một con kiến. Trần Bát Hoang, Phương Tâm Ngọc nổi điên, muốn động thủ nhưng ông ta chỉ cần điều động một chút linh lực thì cơn đau kịch liệt khó mà chống đỡ được sẽ ập đến, ông ta tin nếu cứ tiếp tục thì kinh mạch và tứ chi của ông ta có thể sẽ nổ tung. Bốp, lại thêm một tát nữa giáng xuống, mặt Phương Tâm Ngọc đã bị biến dạng, da mặt rách toạc, ngũ quan méo mó. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, đối mặt với kẻ thù mà Trần Đức ngày đêm suy tính tìm cách báo thù, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Trần Đức không hề điều động linh lực, giống như người thường, hết đấm này đến đấm khác, cú đá này đến cú đá khác thi nhau giáng vào người Phương Tâm Ngọc, tên miền mới của bên mình là chuyên 3.1. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Trần Đức phát điên rồi. Đối mặt với kẻ thù khiến anh căm hận đến tận xương tủy, không có chút gì gọi là nương tay, tàn nhẫn hết mức có thể, vô số cú đấm cú đá đánh vào người Phương Tâm Ngọc. Cho dù ông ta có da đồng xương sắt thì cũng không thể chịu nổi kiểu tra tấn dày vò này, tứ chi gãy nát, ông ta không ngừng kêu thảm, gào thét, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, Trần Bát Hoang, dừng, dừng lại. Phương Tâm Ngọc đang cầu xin, ông ta vô cùng sợ hãi, bây giờ Trần Bát Hoang giống như một tên điên, cánh tay duy nhất còn lại của ông ta đã bị đánh nát, bẹp rúm. Giờ phút này, ông ta giống như một con chó hoang bị người khác bóp chết, không có một chút cơ hội đánh lại. Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu, Trần Đức đã dừng lại, nhẹ giọng nói, hai lựa chọn, sống hay chết. Sống, sống, tôi chọn sống, Phương Tâm Ngọc vội vàng trả lời, sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì Trần Đức sẽ bắt đầu ra tay tiếp. Trần Bát Hoang, tôi biết cậu có rất nhiều thắc mắc, cậu muốn hỏi gì, cứ hỏi đi, nếu tôi biết nhất định sẽ nói hết. Chương 1010. Bề ngoài Phương Tâm Ngọc tỏ ra khuất phục, nhưng trên thực tế, ông ta đang bí mật, lặng lẽ, từ từ cố gắng giải phóng và thải chất độc trong cơ thể ra ngoài theo một cách đặc biệt. Chỉ cần không trúng độc, cho dù mất đi hai tay, ông ta vẫn tự tin có thể giết chết Trần Đức. Cần tôi phải hỏi sao? Có lẽ ông biết rõ tôi muốn biết chuyện gì, ánh mắt Trần Đức lạnh lùng nhìn xuống Phương Tâm Ngọc, trong mắt hiện lên sát khí, chỉ cần anh muốn liền có thể giết Phương Tâm Ngọc bất cứ lúc nào. Vậy thì bắt đầu từ 4 năm trước, từ lúc anh em của cậu chết. Phương Tâm Ngọc bí mật giải độc và phong ấn kinh mạch gần cây kim đen dài bằng linh lực của mình để tránh trúng độc lần hai. Ông ta chậm rãi nói, lúc đó vốn dĩ là muốn giết cậu nhưng đáng tiếc cậu không có mặt ở đó. Chúng tôi đã tra hỏi tung tích của cậu nhưng bọn họ thực sự quá cứng miệng, hết cách, chúng tôi chỉ có thể giết bọn họ. Để không thu hút sự chú ý của nhà nước Hoa Hạ, chúng tôi đã liên lạc với một gia tộc nước ngoài cùng hành động, gia tộc đó đã bị cậu tiêu diệt rồi. Phương Tâm Ngọc có chút cảm khái. 4 năm trước Trần Bát Hoang chẳng qua chỉ là một người bình thường, còn gia tộc nước ngoài đó có đến 2 võ giả. 2 võ giả đó là do chính ông ta tặng cho gia tộc kia, mặc dù chỉ là võ giả cấp 2, nhưng chắc chắn người thường không thể nào đối phó được. Vậy mà lại chết trong tay Trần Bát Hoang. Lúc đó bọn họ vội vàng chạy đến gia tộc đó, chỉ thấy thi thể nằm la liệt khắp nơi. 2 võ giả kia, một người đã chết, còn một người thì đang hấp hối. Tên võ giả đó nói với tôi, tứ chi của cậu đã bị phế bỏ, chắc chắn không thể sống sót, cho dù còn sống thì tương lai cũng chỉ là một tên phế vật. Phương Tâm Ngọc cảm thấy chất độc dần dần được thải ra khỏi cơ thể, trong đáy mắt lóe lên một tia kích động, nhưng ông ta vẫn giống như đang cầu xin sự thương xót. Sau khi cậu rời khỏi gia tộc nước ngoài đó, chúng tôi đã thử tìm kiếm cậu, nhưng lại phát hiện cậu mất tích rồi. Không ngờ, 4 năm trôi qua. Cậu không những không trở thành phế vật mà ngược lại trở thành một võ giả thực sự. Nói đến đó, trong lòng Phương Tâm Ngọc cũng vô cùng kinh hãi, chỉ có ông ta mới hiểu, Trần Đức chỉ mất 4 năm để từ một người bình thường trở thành một võ giả linh căn kỳ như hôm nay. Đây là cấp độ thiên phú nào? Nói một cách đơn giản, ngay cả Âu Giã Tư Linh, thế hệ trẻ có thiên phú đỉnh cao nhất Côn Luân Hư cũng không đạt được trình độ kinh khủng như này. Mà Âu Giã Tư Linh chính là thiên tài ngàn năm có một của Côn Luân Hư. Cho nên, Trần Đức là gì? Thiên tài trong thiên tài, hoặc nói cách khác, hai chữ thiên tài đã không thể hình dung được nữa, mà là yêu nghiệt. Cực kỳ yêu nghiệt. Không cần nói mấy lời thừa thãi này, Trần Đức lạnh nhạt nói, Phương Tâm Ngọc nói những chuyện này, Trần Đức đã đoán được từ lâu rồi. Năm đó anh quả thực rất may mắn mới có thể thoát được kiếp nạn chết chóc đó. Có điều... Anh nguyện người chết là anh. Chỉ một mình anh chết, còn anh em, bạn bè và người phụ nữ anh yêu có thể sống tiếp. Nhưng,
hiện tại chỉ có mình anh sống sót. 26 năm trước, ông, Tà Vô Cương và Lâu Vạn Xuân theo dõi ai? Người họ Trần đó là ai? Còn có người khi đó các người muốn giết là ai? Theo những gì Chu Hồng Diễu nói thì 26 năm trước, Phương Tâm Ngọc, Lâu Vạn Xuân, Tà Vô Cương và người đàn ông họ Trần kia đang truy sát một nam một nữ. Người nam tên Đệ Ngũ Hiên, còn người nữ rất có khả năng là mẹ anh. Chương 1011. Người họ Trần đó tôi không biết là ai, càng không biết hắn tên gì, Phương Tâm Ngọc lắc đầu, ông ta không hề nói dối, quả thực ông ta không biết thân phận của người đó. 26 năm trước, là Lâu Vạn Xuân tìm thấy tôi và Tà Vô Cương. Lúc đó tôi chỉ là một võ giả cấp 1. Phương Tâm Ngọc vốn sinh ra ở Côn Luân Hư, chỉ tiếc là thiên phú của ông ta quá yếu nên đã bị trục xuất khỏi Côn Luân Hư, buộc phải đi đến Hoa Hạ. Thật ra, với thiên phú của ông ta, đời này có thể đạt đến đẳng cấp Đại Tông Sư đã xem như ông bà phù hộ rồi đấy. Nhưng, ông ta lại gặp Lâu Vạn Xuân. Lúc đó, bên cạnh ông ta còn có Tà Vô Cương. Khi đó, Tà Vô Cương còn tệ hại hơn ông ta, gã chỉ là một người bình thường đến mức không có gì bình thường hơn. Ông ta sẽ mãi mãi không quên ngày hôm đó. Lâu Vạn Xuân từ trên trời hạ xuống, vừa khéo rơi ngay trước mặt hai người bọn họ, mỗi tay ông ta nhấc một người, đem cả hai cùng đi. Sự tùy tiện đó chẳng khác nào chọn đại hai hạt cát giữa một đống cát, mà ông ta và Tà Vô Cương vốn dĩ không thể nào phản kháng được. Kế đó, bọn họ được gặp vị cao thủ họ Trần kia. Ông ta quá mạnh, tuy rằng tôi thấy rất rõ mặt ông ta, nhưng vừa quay đi thì lập tức quên sạch sành sanh. Khi đề cập đến người đó, trong đầu và trong tim, thậm chí là ngay trong ánh mắt của Phương Tâm Ngọc cũng đều tràn ngập sự sùng bái, kính nể cùng với sợ hãi. Bọn họ chỉ ở chung có mấy ngày, nhưng ấn tượng mà người kia để lại trong lòng ông ta lại vô cùng cao lớn, hệt như một bậc đế vương, sự khủng bố của người đó khiến ông ta cả đời khó quên. Lúc đó, ông ta tùy tiện lấy ra hai viên thuốc, ném cho tôi và Tà Vô Cương mỗi người một viên, sau khi uống viên thuốc kia vào, trong vòng một ngày, tôi từ võ giả cấp 1 trở thành Đại Tông Sư. Ngay cả Tà Vô Cương cũng trở thành võ giả cấp 3, hơn nữa chỉ cách một chút nữa thôi là trở thành Đại Tông Sư, trong khi gã không có một chút thiên phú võ thuật nào. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến những việc này, ông ta vẫn còn cảm giác kinh hãi tột độ. Trong mắt ông ta, cách thức cải tạo cơ thể và viên thuốc kia quả thật là thần dược kinh thế hãi tục, cả đời chỉ may mắn gặp được một lần. Và một lần đó đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ông ta, khiến ông ta từ một võ giả tệ hại dần dần bước đến đỉnh cao. Ngay cả loại rác rưởi như Tà Vô Cương mà cũng gần đạt đến luyện khí kỳ trước khi chết. Trần Đức rất bình tĩnh, viên đan dược mà Phương Tâm Ngọc nhắc đến có công hiệu gần tương đương với ngưng thần đan mà anh từng luyện chế, có điều, viên thuốc mà Phương Tâm Ngọc từng uống hẳn là loại hiếm có hơn. Nhưng, theo như lời của Phương Tâm Ngọc, không khó nhìn ra, hai viên đan dược kia chẳng là gì đối với vị cao thủ họ Trần kia, thậm chí có thể nói là rác rưởi. Dù sao thì, chẳng ai tùy tiện tặng thứ tốt cho hai tên nhặt được ở ven đường cả. Nếu không có gì bất ngờ thì Lâu Vạn Xuân nhặt ông ta và Tà Vô Cương về chỉ để làm tôi tớ mà thôi. Chương 1012. Quả nhiên, kế đó, Phương Tâm Ngọc kìm lòng không được mà thở dài, tuy tôi và Tà Vô Cương có được cơ duyên lớn như thế, nhưng trong mắt ông ta chẳng qua cũng chỉ là con chó mà thôi, không. Có lẽ còn không bằng con chó mà ông ta nuôi. Trần Bát Hoang, nói chính xác thì người muốn giết cậu và mẹ cậu không phải Tà Vô Cương, cũng không phải tôi, lại càng không phải Lâu Vạn Xuân, mà chính là vị cao thủ kia. Phương Tâm Ngọc nhếch miệng cười, 4 năm trước, sở dĩ chúng tôi ra tay là vì trước khi đi, vị kia đã ra lệnh cho chúng tôi tìm và giết chết cậu. Tuy chỉ là một mệnh lệnh đơn giản như thế, nhưng ông ta và Tà Vô Cương không dám chảnh màng. Ông và Tà Vô Cương, còn Lâu Vạn Xuân đâu, Trần Đức nhạy cảm nhìn ra vấn đề. Thực lực của Lâu Vạn Xuân mạnh hơn chúng tôi nhiều lắm, 26 năm trước, sau khi vị cao thủ kia rời đi, ông ta cũng biến mất theo, sao có thể ở cùng loại sâu kiến như chúng tôi được. Phương Tâm Ngọc cảm nhận được độc tố trong cơ thể đang dần dần bài xuất, trong lòng ông ta mừng khấp khởi. Con sâu cái kiến, Trần Đức cảm thấy bất ngờ, thái độ của anh càng thêm nghiêm túc. Anh biết rõ Phương Tâm Ngọc, người này cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, sau khi gặp mặt, anh cũng xác định được suy đoán của mình, từ đầu đến cuối, ông ta không hề xem trọng Trần Đức. Vậy mà khi nói đến Lâu Vạn Xuân, ông ta lại tự xưng mình là sâu kiến.
có thể khiến một kẻ kiêu căng ngạo mạn như ông ta chính miệng đánh giá bản thân là sâu kiến, thử hỏi phải tâm phục khẩu phục đến mức nào. Trần Đức cảm thấy khó mà tưởng tượng được thực lực của Lâu Vạn Xuân. Lại nói, Lâu Vạn Xuân vốn chỉ là tùy tùng của tên cao thủ thần bí kia, hoặc nói chính xác hơn là tôi tớ. Càng so, Trần Đức càng không có cách nào đánh giá được thực lực thật sự của người nọ. Nhưng, dù là vậy, Trần Đức vẫn sẽ không từ bỏ. Anh tiếp tục thăm dò, Phương Tâm Ngọc, với tính cách của ông, đã cách 20 năm rồi mà vẫn để bụng mệnh lệnh kia như thế, chắc hẳn không chỉ vì sợ thôi đâu, đúng không? Ha ha! Phương Tâm Ngọc cười gượng. Ông ta phải công nhận là Trần Đức rất thông minh, tuy ông ta và Tà Vô Cương rất sợ Lâu Vạn Xuân và vị cao thủ kia, nhưng cũng không đến nỗi trải qua 20 năm vẫn không từ bỏ sứ mệnh. Đúng thế, còn có nguyên nhân thứ hai, Phương Tâm Ngọc thấp giọng nói. Nói đi, Trần Đức híp mắt nhìn. Nguyên nhân thứ hai rất đơn giản, bởi vì đầu của cậu rất đáng giá, lấy được nó, tôi sẽ đổi được một cơ duyên với Lâu Vạn Xuân, một cơ duyên không hề thua kém năm đó. Độc tố trong cơ thể đã bài xuất được 8-9 phần, Phương Tâm Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng vận chuyển linh khí, chỉ cần đợi thêm 10 giây nữa. Sau 10 giây, ông ta có thể bạo khí một lần nữa, sau đó giết chết Trần Bát Hoang. Đột phá. Lần này, ông ta sẽ vận dụng 10.000% thực lực để giết chết kẻ trước mặt. Chương 1013. Ồ, nói vậy, ông có thể tìm được Lâu Vạn Xuân, Trần Đức nghiêm túc nhìn Phương Tâm Ngọc. Hiện tại xem ra, muốn tra xét việc này, làm rõ thân thế bản thân thì chỉ có thể bắt đầu từ Lâu Vạn Xuân mà thôi. Đúng vậy, đúng là tôi có cách, chỉ có điều. Chỉ có điều gì? Mày chết đi rồi biết. Phương Tâm Ngọc đang nằm sóng xoài trên mặt đất, vết thương trên người chồng chất, trông vô cùng thê thảm đột nhiên đứng bật dậy, một luồng linh khí mạnh mẽ thình lình nổ tung. Rầm. Cùng lúc đó, không khí xung quanh Phương Tâm Ngọc bỗng chốc nổ tung, đất đá, cát vụn bay tứ tán. Dù là Thiên Kiếm Phong cũng chịu không nổi chấn động bực này. Linh khí trong cơ thể Phương Tâm Ngọc tuôn ra. Ông ta vận lực đẩy cây kim châm màu đen ở xương vai ra. Hai cánh tay được ngưng kết từ linh khí lập tức vung nắm đấm về phía Trần Đức. Khoảng cách giữa hai người họ quá gần, bất quá chỉ độ 1 mét mà thôi. Phương Tâm Ngọc có lòng tin đánh trúng Trần Đức, chỉ cần đánh trúng một đấm, dù Trần Đức may mắn không chết thì cũng bị mất nửa cái mạng. Quát con, mày có thể ép tao đến bước đường này cũng đã đủ để tự hào rồi, sắc mặt Phương Tâm Ngọc cực kỳ dữ tợn, đã lâu lắm rồi, ông ta không phải chịu đựng uất ức như ngày hôm nay. Giờ phút này, lửa giận trong lòng bùng nổ như núi lửa phun trào. Phút chốc, ông ta đã tích tụ được sức mạnh khủng bố ước chừng hàng trăm nghìn tấn, một đấm xẹt qua khiến không khí dường như bị xé rách, sau đó vỡ vụn, tạo thành từng tầng chân không. Thoáng chốc, đã đến rất gần Trần Đức. Phương Tâm Ngọc dường như thấy được đầu Trần Đức nổ tung và dáng vẻ lúc chết của anh, ánh mắt ông ta càng thêm hưng phấn và khát máu. Ha ha, Phương Tâm Ngọc. Ông tưởng tôi không biết ông đang ép độc à? Ngay khoảnh khắc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Trần Đức đột nhiên bật cười, anh hờ hững nói ra một câu, dường như không hề cảm thấy bất ngờ hay lúng túng khi thấy sự thay đổi của Phương Tâm Ngọc, và càng không có vẻ gì là trở tay không kịp. Sự thật là thế. Anh thật sự không hề cảm thấy lúng túng. Ngay từ khi Phương Tâm Ngọc bắt đầu ép độc, anh đã biết. Có điều. Anh không vạch trần và cũng không có ý định vạch trần. Anh phải để Phương Tâm Ngọc nuôi hy vọng chuyển bại thành thắng, phải khiến ông ta cho rằng mình còn cơ hội sống sót, nếu không. Sao ông ta chịu nói nhiều như vậy? Hiển nhiên, không thể nào. Chương 1014. Loại người như Phương Tâm Ngọc, một khi biết chắc mình phải chết, chắc chắn ông ta sẽ không nói ra chân tướng sự việc cho Trần Đức. Phương Tâm Ngọc giật mình kinh ngạc, tuy nhiên, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, sau đó, ông ta nhe răng cười, Trần Bát Hoang. Mày tự tin vào bản thân quá rồi, tiếp theo đây, tao sẽ cho mày biết để tao ép được độc ra chính là quyết định sai lầm lớn nhất đời mày. Trong lúc nói chuyện, nắm đấm của Phương Tâm Ngọc đã nện xuống, hệt như Thái Sơn áp đỉnh, tạo thành chấn động cực lớn, vô cùng đáng sợ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào Trần Đức, anh không lùi bước, mà trái lại còn vung nắm đấm lên đỡ. Khi anh ra chiêu, linh khí trong cơ thể bắt đầu khởi động một cách điên cuồng. Ngay thời điểm chớp nhoáng, Trần Đức đột phá, cảnh giới của anh bắt đầu tăng trưởng một cách điên cuồng.
Từ cảnh giới linh căn sơ kỳ đỉnh cao thoáng cái đột phá giới hạn, lên đến linh căn trung kỳ. Hơn nữa, vẫn không ngừng, mà tiến thẳng một mạch. Trong khoảng thời gian ngắn chưa đến một giây, đã lên đến linh căn kỳ đỉnh cao. Cách linh hải chỉ còn một lằn ranh. Đồng thời, nắm đấm của Trần Đức và Phương Tâm Ngọc cũng đã va vào nhau. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Thiên kiếm phong chấn động, xung quanh hai người, đất đá vỡ vụn, chóc ra từng khối. Giờ phút này, gió xoáy sẵn có trên núi càng trở nên điên cuồng và hỗn loạn, không ngừng gào thét. Phốc, tiếp theo đó. Phương Tâm Ngọc có cảm giác bị chấn động mạnh, linh khí hội tụ trong tay ông ta phút chốc bị đánh tán loạn, nhanh chóng sụp đổ, miệng ông ta trào ra máu tươi, thân hình bị bắn ngược ra ngoài hệt như đạn pháo. Một khối đá nhô ra trên vách núi bị ông ta va trúng, bụi đất bay tứ tán. Á! Cơn đau dữ dội khiến mặt Phương Tâm Ngọc vặn vẹo, lúc này, ông ta có cảm giác sống không bằng chết, gân cốt khắp người bị đứt gãy, đau đến khó nhịn, vô thức phát ra tiếng gào thét thê thảm. Trên người ông ta gần như không có chỗ nào còn hoàn hảo, cả người dính đầy máu, mùi máu tươi nồng nặc bị gió mang đi khắp bốn phía, xộc vào mũi mọi người. Nhìn lại Trần Đức, ngoại trừ năm ngón tay bị gãy và có hơi vặn vẹo thì không có trở ngại gì nhiều, tuy đau nhưng anh không phát ra bất kỳ âm thanh gì, trái lại còn rất bình tĩnh. Sao có thể như vậy được, sắc mặt Phương Tâm Ngọc trở nên cực kỳ dữ tợn, cả người ông ta run lên bần bật. Một đấm của Trần Đức gần như đánh nát lục phủ ngũ tạng của ông ta, máu trong cơ thể đang điên cuồng trào ra thất khiếu. Chỉ là linh căn kỳ mà thôi, sao? Sao có thể thắng tao được? Chương 1015. Phương Tâm Ngọc không cam lòng, ông ta hận đến phát điên, trong mắt chảy ra máu. Hơn 20 năm tung hoành, ông ta chưa từng có cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng như lúc này, không ngờ bản thân lại thua trong tay một võ giả chỉ mới tu luyện có 4 năm. Một kẻ chỉ mới đạt đến linh căn kỳ. Thực lực của Trần Đức đã hoàn toàn vượt khỏi tầm tưởng tượng của ông ta, sự kinh hãi tựa như vòi rồng không ngừng oanh tạc trong đầu Phương Tâm Ngọc, khiến ông ta có cảm giác đầu mình ông ông. Ông ta thấy rất rõ tu vi của Trần Bát Hoang tăng lên trong chớp mắt, thế nhưng sự chênh lệch giữa linh căn kỳ và linh hải kỳ là rất lớn, vậy mà, Trần Bát Hoang lại có thể vượt cấp đánh bại ông ta. Sự đả kích nặng nề như vậy khiến Phương Tâm Ngọc khó mà chấp nhận nổi. Khiến ông chúng độc chẳng qua chỉ là kế hoạch dự bị mà thôi, ông tưởng rằng tôi không nắm chắc phần thắng mà dám chạy đến khiêu chiến với ông à, giọng Trần Đức âm u và lạnh lẽo. Sử dụng độc châm chỉ là một phần trong kế hoạch, còn át chủ bài của anh không phải nó, mà chính là thực lực bản thân. Sớm biết sẽ phải đối mặt với Phương Tâm Ngọc, từ trước, anh vẫn luôn tu luyện khắc khổ, sau khi tiêu hao hơn 1.000 cây di linh thạch, anh đã có thể đột phá lên linh căn trung kỳ, tuy nhiên, cho đến nay anh vẫn cố gắng áp chế để ổn định căn cơ. Loại áp chế này tựa như lò xo, càng ép lâu thì càng đè nén, một khi bùng nổ sẽ tăng vọt, bộc phát sức chiến đấu kinh người. Với thực lực của anh, vốn đã đủ để đánh với Phương Tâm Ngọc, sau khi đột phá, việc dùng một quyền để phế đi thân thể đã sớm bị tàn phá đến mức không chịu nổi của Phương Tâm Ngọc quả thật không phải việc gì khó. Phương Tâm Ngọc run rẩy, ánh mắt ông ta tràn đầy sự tuyệt vọng. Máu tươi không ngừng trào ra từ thất khiếu, chẳng mấy chốc. Ông ta đã hoàn toàn mất đi hơi thở trong sự đau đớn cùng cực. Chết rồi. Cao thủ được xưng là mạnh nhất Vân Bắc cứ thế mất đi tính mạng. Trần Đức lạnh lùng nhìn Phương Tâm Ngọc, trong mắt anh không có thương cảm, bất giác, hình ảnh các anh em năm xưa chợt ùa về, khiến anh cảm giác rất bi thương. Anh hít sâu một hơi, rồi lại thở dài, ngước mắt nhìn về phía đã từng là quân doanh của bọn họ. Các anh em, mọi người có thấy không? Nhã Hi, em có thấy không? Xác hóa thành bùn. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng nhất thôi. Phương Tâm Ngọc chết đi không khiến Trần Đức cảm thấy vui vẻ chút nào, mà trái lại, anh càng tưởng niệm về các anh em của mình nhiều hơn. Hai giọt nước mắt lan dài trên gò má, một cơn gió xoáy thổi qua, chẳng mấy chốc đã khiến chúng bốc hơi chẳng còn gì. Trần Đức đứng sững ra đó hồi lâu, rồi mới thu lại cảm xúc. Bước đến trước mặt Phương Tâm Ngọc, bắt đầu kiểm tra xác ông ta. Anh muốn xem thử trên người lão già này có còn món bảo bối nào không. Đáng tiếc, ngoại trừ 3 viên đan dược rác rưởi thì chẳng còn gì khác. Phương Tâm Ngọc, năm đó ông khiến anh em của tôi thi cốt không nguyên vẹn, hôm nay, tôi sẽ trả lại tất cả, giọng Trần Đức lạnh lùng, linh khí hội tụ, vung ra một cước. Dầm! Phương Tâm Ngọc lập tức bay đến rìa Thiên Kiếm Phong,
hệt như một tảng đá rơi xuống từ độ cao 2.000 mét. Thi thể rơi từ trên cao xuống, gió xoáy tựa như những cái bàn chải không ngừng xẹt qua, chẳng mấy chốc, thi thể của ông ta đã hoàn toàn biến dạng, máu thịt lẫn lộn. Dưới chân Thiên Kiếm Phong, chương 1016, một đám người đang yên lặng chờ đợi trong bầu không khí đầy áp lực. Đột nhiên, ầm, một tiếng nổ vang lên, mọi người vô thức hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy, cả bọn sợ run lên. Phía trên Thiên Kiếm Phong, có một cái xác rơi xuống. Vừa chạm đất, cái xác kia lập tức chia năm xẻ bảy, gần như biến thành một đống bùn, mùi máu tươi gay mũi sộc lên, xương trắng cùng thịt vụn văng tứ tán. Mấy người Lục Tâm, Triệu Phong, Trương Hằng, cùng với sáu gã thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương đều bị bắn tung tóe khắp người. Ngay lập tức, mùi máu tươi gay mũi hệt như dao găm đâm thẳng vào khoang mũi bọn họ, cổ họng nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn ập đến, thậm chí có hai nữ võ giả tái mặt, nôn ngay tại chỗ. Tuy bọn họ đã không ít lần giết người, thế nhưng đối với thi thể bị chia năm xẻ bảy như vậy, quả thật mọi người đều cảm thấy rất khó mà chịu nổi. Thật sự buồn nôn. Tim Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết đánh thót, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ, đống máu thịt lẫn lộn kia là Trần Bát Hoang? Bọn họ chỉ có thể đưa ra phỏng đoán như vậy, bởi vì chỉ có hai người tiến lên Thiên Kiếm Phong. Một là Phương Tâm Ngọc. Người còn lại chính là Trần Bát Hoang. Lại nói, thi thể kia không thể nào là Phương Tâm Ngọc được, với thực lực của ông ta, sẽ không có chuyện bị đánh rớt xuống Thiên Kiếm Phong. Trần Bát Hoang chết rồi ư? Không chỉ bọn họ, mấy người Trương Hằng, sáu gã trưởng lão nhà họ Trương, Lục Tâm và Triệu Phong cũng đều nghĩ vậy. Ha ha, quả nhiên là thứ rác rưởi, Trương Hằng cười lạnh, vẻ mặt hắn ta lộ vẻ tiếc hận, đáng tiếc không chết trong tay tôi. Cậu chủ, nhìn tình hình này, có lẽ tên nhóc kia đã bị ai đó giết chết, một gã thái thượng trưởng lão lật đống thịt vụn kia lên, phát hiện có dấu vết đánh nhau, bèn nói ra phán đoán của mình. Hẳn là vậy, chú của tôi hiện đang ở trên Thiên Kiếm Phong, nếu gặp phải ông ấy, hắn ta chỉ có một con đường chết, Trương Hằng cười ngả ngớn, nói bằng giọng chắc nịch, tải áp hô la để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Đột nhiên, hắn ta nhìn sang Lục Thư Tuyết, tên cô là gì? Từ đầu, hắn ta đã chú ý đến Lục Thư Tuyết rồi. Dù sao thì cô gái này cũng rất đẹp, dáng người thon thả, hai chân thuôn dài, gương mặt xinh đẹp, là một trong số ít những mỹ nữ mà hắn ta từng gặp, có thể đạt được 8, 9 điểm đấy. Lần đầu nhìn thấy cô ta, Trương Hằng đã nảy sinh ý định. Có điều, lúc trước, việc quan trọng nhất mà hắn ta cần làm là giết chết Trần Bát Hoang. Sau khi tên kia chết, đương nhiên, hắn ta sẽ không từ bỏ một mỹ nữ như vậy. Chương 1017. Cậu Trương, cô ta là Lục Thư Tuyết, cô chủ của nhà họ Lục chúng tôi. Lục Thư Tuyết còn chưa nói gì thì Lục Tâm đã lên tiếng nói ra thân phận của cô ta với thái độ ân cần. Nhà họ Lục à, nghe thấy là nhà họ Lục, Trương Hằng đột nhiên nở nụ cười, giả sử là một cô gái bình thường thì có thể hắn ta không dễ dàng chiếm được, bởi lẽ, nếu đối phương một mực từ chối, dùng cái chết để uy hiếp thì có cố cũng chẳng được gì. Nhưng nếu là cô chủ của gia tộc thì lại khác. Bởi vì, loại phụ nữ này, từ khi ra đời đã định sẵn không thể có được tự do. Bọn họ yêu đương hay kết hôn với ai đều sẽ do gia tộc quyết định, đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Lại nói, người như Trương Hằng muốn loại phụ nữ nào mà không được, chẳng phải dễ như trở bàn tay đấy sao? Huống chi, hắn ta đã sớm nghe nói về biến cố của nhà họ Lục, cô chủ Lục à? Ha ha! Giờ vẫn còn là cô chủ Lục ư? Trương Hằng nhếch miệng cười, hắn ta đi về phía Lục Thư Tuyết, nói bằng giọng điệu ngông nghênh và độc đoán, cô chủ Lục. Cô có bằng lòng làm người phụ nữ của tôi không? Trương Hằng này, có thể giúp cô san bằng tất cả kẻ địch ở nhà họ Lục. Lục Thư Tuyết vội thu hồi mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, liếc nhìn Trương Hằng bằng ánh mắt chán ghét, cô ta có thể nhìn thấy được sự tham lam và ham muốn chiếm hữu từ ánh mắt gã đàn ông này. Đó là ánh mắt khiến cô ta cảm thấy cực kỳ phản cảm. Cô Lục, sao hả? Đồng ý không? Trương Hằng lại hỏi lần nữa. Đồng thời, một luồng áp lực to lớn ập về phía Lục Thư Tuyết, khiến cô ta vô thức lui về sau hai bước, tránh ra sau lưng Bộ Kinh Phong. Lúc này, Trương Hằng nhíu mày nhìn Bộ Kinh Phong, hắn ta mất hứng hỏi, Bộ Kinh Phong, anh muốn ngăn cản hay né ra? Tôi chẳng muốn gì cả, trong giọng nói của Bộ Kinh Phong mang theo sự nghiền ngẫm, vào lúc này,
nếu hắn ta ra mặt vì Lục Thư Tuyết thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở cậu Trương, Trần Bát Hoang đã đồng ý sẽ đưa cô ấy về nhà, nếu anh ta không chết. Hừ, Trương Hằng cau mày, anh nói hắn không chết à? Ha ha, ý của anh là thi thể vừa rồi là của chú tôi. Bộ Kinh Phong, tôi khuyên anh nên nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không muốn chết thì lập tức tránh ra cho tôi. Bộ Kinh Phong không nói tiếp mà lui ra. Cần hỏi, hắn ta đã hỏi. Cần nói, hắn ta cũng đã nói. Tuy hắn ta cũng nghĩ rằng cái xác kia là Trần Bát Hoang, nhưng... Lỡ như thì sao? Lỡ như không phải thì sao? Tuy trước đó chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn, nhưng hắn ta cảm thấy... Cảm thấy Trần Bát Hoang sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, khả năng này lại cực kỳ nhỏ. Những lúc như thế này, trước mặt Trương Hằng cùng 6 gã thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương, hắn ta không thể manh động, dù thực lực bản thân không tệ, nhưng cũng chỉ có thể nhún nhường. 1. Đối mặt với mấy người này, bản thân hắn ta cũng bất lực. Chương 1018. 2. Hắn ta và Lục Thư Tuyết không quen biết, dù cô ta có là người phụ nữ của Trần Bát Hoang thì hắn ta cũng không cần phải bỏ mạng vì người phụ nữ của kẻ khác. Tính cách của Bộ Kinh Phong xưa nay đã vậy. Trương Hằng rất hài lòng, đắc ý, tiếp tục dụ dỗ Lục Thư Tuyết, cô Lục, cô xem, trước mắt chỉ có tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất, chẳng phải sao. Ngoài tôi ra thì còn ai có tư cách làm người đàn ông của cô chứ? Cơ thể mềm mại của Lục Thư Tuyết khẽ run, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cô ta không ngờ lúc này Bộ Kinh Phong lại tránh ra, chẳng thèm nể mặt mình chút nào. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể giống Trần Bát Hoang ư. Trong đầu cô ta suy nghĩ muôn vàn, rồi không khỏi hiện lên dáng người cao to của Trần Bát Hoang, không kiềm nổi cảm thán. Biết sao được, người như Trần Bát Hoang sớm muộn gì cũng chết sớm, ai lại muốn trở thành người như anh cơ chứ? Cô Lục, cô theo cậu Trương đi, chỉ có gả cho cậu ấy, cô mới có thể xoay người trong gia tộc, Lục Tâm đứng sau cũng nói. Hắn ta vốn là đệ tử ngoại môn của nhà họ Lục, cơ hội thăng chức đang ở trước mặt, chỉ cần giúp Trương Hằng theo đuổi được Lục Thư Tuyết, vậy cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt còn xa sao? Cùng lúc đó, Lục Tâm cũng đưa mắt ra hiệu. Ba người nhà họ Lục xuống tới. Họ đi theo Lục Tâm tới, cũng là đệ tử ngoại môn. Lục Thư Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lạnh lùng. Nhà họ Lục, đã hủ bại đến trình độ này rồi ư? Sao tất cả đều là một đám a dua nịnh nọt vậy? Hôm nay, một cô chủ của nhà họ Lục như mình lại trôi dạt đến tình trạng này thì quả thật là đáng buồn và buồn cười. Lục Thư Tuyết vô cùng tủi thân, nhưng cô ta không khóc. Ánh mắt từ tuyệt vọng trở nên kiên quyết, chẳng ngần ngại nhìn chằm chằm Trương Hằng, muốn làm người đàn ông của tôi, vậy thì giết bọn họ trước đi. Hừ, yêu cầu này cũng khá hợp lý, Trương Hằng cười, quả nhiên chinh phục một người phụ nữ cũng không khó. Sau đó, ánh mắt hắn ta lập tức lia về phía Lục Tâm. Không, cậu Trương, đừng mà, thoáng chốc, Lục Tâm như bị thần chết bao phủ, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, cực kỳ sợ hãi, tôi. Nhưng... Hắn ta còn chưa nói xong, một chưởng của Trương Hằng đã bổ lên đầu. Rắc, đầu của Lục Tâm lập tức biến hình, lõm xuống, một đống máu loãng bắn lên nhuộm đỏ tay Trương Hằng. Vẻ mặt Trương Hằng đầy vẻ thích thú, thoải mái, giết chết Lục Tâm như giết một con chó. Chạy mau, ba gã người nhà họ Lục khác không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, chỉ uổng công mà thôi. Chương 1019. Chân Trương Hằng vừa nhấc. Ba cục đá đã bay lên, thoáng cái bắn thủng đầu họ, một kích mất mạng. Hít! Triệu Phong và đám võ giả đứng cạnh hít ngược một hơi, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hoảng sợ như tự mình trải nghiệm, cả người mướt mồ hôi lạnh, ngây ra như phỗng nhìn cảnh tượng ấy không dám nói lời nào. 6 gã thái thượng trưởng lão đều lộ ra ánh mắt hiền lành, hòa nhã, cảm thấy hết sức hài lòng với thực lực và sự quyết đoán của Trương Hằng, không khỏi gật đầu ca ngợi. Đàn ông nhà họ Trương phải thế chứ? Cô Lục, cô có hài lòng với kết quả như vậy không? Trương Hằng mang theo mùi máu tanh bước đến trước mặt Lục Thư Tuyết. Hài lòng, anh hoàn thành điều kiện thứ nhất khá tốt. Lục Thư Tuyết mặt không chút thay đổi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, không chút thương hại đám người Lục Tâm. Thứ hai, tôi hy vọng anh có thể làm theo lời mình, giúp tôi cướp lại mọi thứ. Được, yêu cầu này cũng rất hợp lý. Người phụ nữ của tôi thì sao có thể bị bắt nạt chứ? Trương Hằng cười ha ha, 6 vị trưởng lão, đi thôi, chúng ta đến nhà họ Lục một chuyến,
thấy máu chút chứ cũng không thể để mọi người ra về tay không được. Được, tốt. Lão tổ của Trương Hằng gật đầu, mọi người, chúng ta cùng đi một chuyến đi. Sau đó, đoàn người chậm rãi lên đường đến nhà họ Lục. Trương Hằng cũng không lo Lục Thư Tuyết sẽ nuốt lời, trước thực lực tuyệt đối thì dù cô ta có muốn nuốt lời, hắn ta cũng có thể dùng sức mạnh giải quyết. Hắn ta sẽ giúp Lục Thư Tuyết là vì ba điều. Đầu tiên, giống như lời hắn ta nói ban nãy, đã là người phụ nữ của mình, dù Trương Hằng chỉ chơi cho biết, coi cô ta là món đồ chơi của mình thì cũng không cho phép bị người khác bắt nạt. Thứ hai, hắn ta nhìn chúng nhà họ Lục, tuy nó không lớn, nhưng nếu có thể cướp lấy tài nguyên của họ thì cũng khá tốt. Thứ ba, trong lòng Trương Hằng vẫn luôn nghẹn một cục tức do Trần Bát Hoang để lại. Hắn ta phải giết thật nhiều người mới có thể thoải mái. Mới có thể hả giận được. Bà nội mày Trần Bát Hoang, cứ thế chết, đúng là may cho mày quá. Trương Hằng hung hằng chừng đống thịt nát cách đó không xa, khạc ra một bãi đờm, xoay người bước đi. Còn chuyện đến thăm chú ruột mình, chờ hắn ta giải quyết xong chuyện nhà họ Lục, lấy được Lục Thư Tuyết rồi trở về cũng không muộn. Bộ Kinh Phong đứng tại chỗ một lát rồi cũng đi theo. Không phải là định giúp đỡ, mà là tưởng chờ một chút, lỡ Trần Bát Hoang không chết thì sao? Trước khi đi, hắn ta gọi Triệu Phong đến dặn, nếu Trần Bát Hoang còn sống thì cậu hãy nói chuyện ở đây cho cậu ấy biết. Vâng, anh Bộ yên tâm, Triệu Phong cuống quyết đồng ý, tuy hắn ta không cho rằng Trần Đức còn sống, nhưng cũng không dám làm trái lời Bộ Kinh Phong. Chờ Bộ Kinh Phong đi xa. Vẻ kính cẩn và sợ hãi của Triệu Phong lập tức biến mất, khinh bỉ nói, hừ, nói con khỉ, nếu cậu ta mà còn sống thì ông đây đi đầu xuống đất cho anh xem. Đúng đó, người cũng nát bét rồi, còn cảm thấy còn sống. Không ngờ Bộ Kinh Phong cũng thích nằm mơ, lại nói một câu như thằng ngớ ngẩn như vậy. Chương 1020. Tên rác rưởi kia chết thì chết, còn chết buồn nôn như vậy, lại phải khiến chúng ta vất vả dọn dẹp nữa chứ. Đám võ giả đằng sau Triệu Phong đều cực kỳ khó chịu, bọn họ là những người bảo vệ Thiên Kiếm Phong, nơi này mà có người chết, xác chết gì đó còn phải do họ dọn dẹp. Trên đỉnh Thiên Kiếm Phong, Trần Đức không có đi ngay mà là ngồi trên vách núi, dùng sức gió gột rửa cơ thể. Trận chiến với Phương Tâm Ngọc này là trận chiến gian khổ nhất trong quá trình anh trở thành võ giả tới nay. Nếu không phải anh còn giữ lại chút thực lực và châm độc của Sửu gia đã khiến Phương Tâm Ngọc bị thương từ trước thì trận chiến này ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Sao Lâu Vạn Xuân lại sống được? Người đàn ông họ Trần kia lại mạnh như thế nào? Trần Đức phải chuẩn bị đầy đủ, một khi Lâu Vạn Xuân biết anh còn sống, đương nhiên sẽ đến giết anh. Trước đó, anh phải chuẩn bị cho thật tốt. Trần Đức ngồi tại chỗ, bắt đầu vận chuyển âm dương kinh tu luyện. Từng cơn gió quất qua da thịt anh. Ban đầu Trần Đức còn không thể chịu nổi. Nhưng một lúc sau, cơn gió mãnh liệt kia lại giống như một làn gió xuân mơn trớn trên da thịt anh, khiến anh cảm thấy hết sức thoải mái. Trần Đức đắm chìm trong cảm giác thoải mái ấy, dần ra say mê, điên cuồng hấp thu cái cảm giác ấy. Anh cũng không có chú ý, trong nham thạch dưới chân chợt xuất hiện một luồng chất lỏng màu đỏ, thấm vào da thịt, rót vào kỳ kinh bát mạch của mình. Chính chất lỏng màu đỏ ấy đã khiến Trần Đức cảm thấy thoải mái. Nó rèn luyện cơ thể, mang đến hiệu quả tu luyện kinh người. Dưới sự rèn luyện ấy, theo thời gian dần trôi, cơ thể anh càng thêm lắng đọng, rắn chắc hơn. Hử, hình như tên này đang hấp thu hỏa linh, thể chất thuộc tính chân hỏa ư, ngay khi Trần Đức đang đắm chìm trong tu luyện thì trong một cái khe trên đỉnh Thiên Kiếm Phong chậm rãi xuất hiện một linh hồn. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thướt tha, mỗi một cử động đều toát ra vẻ quyến rũ chết người, có điều. Đó không phải là người thật, mà là trong suốt, hư vô giống như một loại linh hồn, quỷ hồn. Cô ta lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đứng sát sạt Trần Đức, nhưng anh lại chẳng hề phát hiện, vẫn đắm chìm trong tu luyện. Linh hồn nhẹ nhàng quay xung quanh Trần Đức một vòng, cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Vẻ ngoài khá điển trai đấy chứ. Cô gái lẩm bẩm, trên trán khẽ toát ra vẻ oán trách. Hỏa linh do tôi đây tích trữ cả ngàn năm cứ thế bị anh hút khô thì sau này tôi dùng cái gì? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô ta vô cùng giận dữ, cuối cùng, hóa thành một làn khói trắng bay vào trong mắt, mũi, miệng của anh, thế thì, dù sao anh cũng là thể chất thuộc tính chân hỏa, ở tạm trong thức hải anh vậy. Tốc độ của anh cũng chậm quá rồi đó, muốn hấp thu hết chắc cũng phải mất 2-3 năm, tuy linh hồn rất oán hận anh. Nhưng nếu Trần Đức bắt đầu hấp thu linh thủy,
chưa nhận được chỗ tốt sẽ không tỉnh lại, thôi, anh và tôi đã có duyên, sinh ra nhân quả thì tôi đành giúp anh vậy. Cô ta vừa nói xong, dưới chân Trần Đức chợt xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ, bên trong lóe lên đủ loại hoa văn, đồ án. Giây tiếp theo, Trần Đức đã biến mất khỏi đỉnh Thiên Kiếm Phong. Khi xuất hiện thì anh đã ở trong một căn phòng đá, bên trong gió lốc quay cuồng, rít gào, còn mãnh liệt hơn cả trên đỉnh Thiên Kiếm Phong. Mà ở giữa căn phòng lại có một cái ao hình tròn, bên trong tràn ngập chất lỏng màu đỏ đậm như dung nham nóng chảy. Dưới những cơn gió lốc không ngừng lăn lộn, bắn lên từng bọt sóng. Chương 1021. Giờ phút này, Trần Đức lại ngồi chính giữa cái ao ấy. Vừa đến chỗ này, Trần Đức đã không còn cảm thấy thoải mái, cơ thể cứng rắn như sắt thép lại lần nữa cảm thấy đau đớn. Có điều, anh cũng không có mở mắt, mà là chịu đựng nó. Đau, đau đớn tột cùng. Lúc này, Trần Đức chỉ cảm thấy cả người như bị đốt cháy, cái cảm giác nóng bỏng như bị phỏng ấy khiến anh khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng sau khi cái cảm giác ấy trôi qua, anh lại cảm thấy kinh mạch, cơ thể mình đều được nâng cao một bậc. Thế nên, anh cố nhịn cơn đau ấy xuống, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, da thịt trên người trở nên đỏ ửng, thậm chí có thể nhìn thấy kinh mạch dưới lớp da đang nhúc nhích như một con rồng đang bơi lội. Xèo, xèo, xèo. Từng tiếng cháy khét vang lên, mí mắt Trần Đức giật giật, nhưng lại không rên một tiếng, im lặng nhịn cơn đau đớn tột cùng ấy xuống. Mỗi khi cơn đau đi qua là một cảm giác thoải mái như đắm mình trong gió xuân. Cùng lúc đó, tại nhà họ Lục ở Côn Luân Hư. Tốc độ của đám Trương Hằng cũng không nhanh, dọc đường có thể nói là thong thả, chậm gì gì. Hơn một tiếng sau, cuối cùng mới tới một thành trì như thị trấn nhỏ. Nơi này chính là nhà họ Lục. Nhà họ Lục chiếm mấy chục ngàn hecta, dựng một tòa thành được xây từng lớp đá cổ kính, trông hết sức ngay ngắn, xinh đẹp. Kiến trúc trong thành đều sử dụng theo phong cách cổ xưa, đình đài lầu các, non nước quấn quanh. Đây mà là một gia tộc ư? Rõ ràng là một tòa trang viên cực kỳ xa hoa, nơi nơi đều là cảnh vật đẹp đẽ trang nhã. Đây là Côn Luân Hư, bất cứ một gia tộc nhỏ nào cũng cao quý hơn cái gọi là quý tộc ở Hoa Hạ gấp trăm, ngàn, chục ngàn lần. Thế nhưng, đám Trương Hằng cũng không cảm thấy lạ với những điều đó. Bọn họ đã sớm nhìn mãi thành quen. Trước cửa thành, hai gã võ giả đứng canh thấy đám người Trương Hằng thì lớn tiếng hỏi, phía trước là ai, mau dừng lại. Nơi này là nhà họ Lục, mọi người đến nơi đây là để làm gì? Là tôi. Gương mặt Lục Thư Tuyết hết sức bình tĩnh đi ra từ trong đám người nói, tôi là Lục Thư Tuyết, các người không biết tôi sao? Hai người kia thấy Lục Thư Tuyết thì vừa nhìn đã ngẩn ra ngay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài hước, ngại quá, cô Lục, gia chủ nói không thể cho cô vô, nơi này đã không phải nhà cô nữa rồi. Gia chủ. Hàng mày xinh đẹp của Lục Thư Tuyết nhíu lại, nghiêm túc nói. Gia chủ trong miệng hai người là chú hai hay thím hai của tôi? Ha ha, đương nhiên là chú hai của cô, Lục Lâm khai rồi. Giờ nhà họ Lục ngoài ông ấy ra thì còn ai có tư cách làm gia chủ, người nọ đắc ý nói, cô Lục, nể mặt gia chủ cũ, tôi khuyên cô mau rời đi đi, nơi này. Đã không phải là nơi cô nên đến, lát nữa, nếu bị người khác thấy thì sẽ chết đó. Cô Lục, cô đang nói nhảm gì với hai con kiến hôi này vậy? Trương Hằng sốt ruột hỏi. Hắn cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với đám rác rưởi canh cổng này, đây đơn giản là một việc hạ thấp thân phận của hắn và lãng phí thời gian. Trương Hằng nói xong liền đưa 6 vị thái thượng trưởng lão đi thẳng đến cổng thành. Lòng Lục Thư Tuyết sớm đã lạnh như tro tàn, sâu trong trái tim chỉ còn sót lại một mảnh lạnh lẽo. Chương 1022. Sau khi Trần Đức chết, cô ta đã hoàn toàn mất hy vọng và niềm tin vào thế giới này, trong cuộc sống cá lớn nuốt cá bé này. Nhiệt tình có ích lợi gì? Liệu có bao nhiêu người giống như cô ta và Trần Bát Hoang đây? Cô ta thề, bắt đầu hôm nay phải làm một kẻ lạnh lùng vô tình. Việc đầu tiên cô ta phải làm chính là tranh giành lại nhà họ Lục, cô ta quyết không cho phép nhà họ Lục rơi vào tay cặp vợ chồng vong ơn phụ nghĩa khốn kiếp Lục Lâm Khai kia. Đó là tâm huyết của bố cô, tuyệt đối không thể bị đôi hèn hạ này chà đạp lên. Cho dù không từ một thủ đoạn nào cô ta cũng phải cướp về. Suy nghĩ xong cô ta liền sải chân đi theo mấy người Trương Hằng. Bộ Kinh Phong đi ở sau cùng, hắn cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong tâm cảnh của Lục Thư Tuyết, ngoài sự ngạc nhiên còn cảm thấy có chút thương xót, không khỏi thở dài. Tôi cảnh cáo mấy người mau chóng dừng lại nếu không chỉ có một con đường chết,
nhà họ Lục không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện xông vào đâu, một người gác cổng hét lên. Ồn ào quá. Trương Hằng nói một cách thờ ơ, đồng thời vung tay tới một con dao đã lao vút vào hư không, đâm xuyên qua cổ họng của người đàn ông ngay tại chỗ, máu tươi lập tức phun tung tóe. Người gác cổng căn bản không kịp phản ứng lại mà trợn trừng hai mắt, hắn chỉ cảm ngắn ngủi cảm nhận được sự mát lạnh nơi hầu kết, sau đó không kịp bật thốt ra một lời liền tử vong ngã gục xuống đất. Tên gác cổng còn lại đã hoàn toàn chết lặng, chỉ dương mắt nhìn Trương Hằng chăm chăm, hắn run lẩy bẩy khiếp sợ tới cực điểm, người trước mặt này trong chớp mắt đã giết chết tên kia vậy phải có thực lực như thế nào? Anh, là ai? Hắn ta vừa lắp bắp hỏi vừa lảo đảo lùi về phía sau. Ha ha, nhớ kỹ lấy, ông đây, là Trương Hằng. Trương Hằng khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo u ám, trong tay lại xuất hiện một con dao màu trắng khác. Cái tên này vừa vang lên, tên gác cửa liền dùng mình, Trương Hằng. Người đứng thứ tư, trên bảng xếp hạng thanh niên, Trương Hằng, của nhà họ Trương. Đúng. Trương Hằng gian tà phun ra một chữ cụt lụt này, kẻ gác cổng kia đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn mà vứt bỏ vũ khí, xoay người liền muốn trốn chạy, hắn muốn rung chuông báo động ở cách đó không xa. Chỉ đáng tiếc, hắn vừa bước chân tới trước chiếc chuông, một con dao đã xuyên thủng vào đầu hắn ta, chết ngay tại chỗ. Cô Lục, xử lý loại rác rưởi này cần phải quyết đoán, cô là người sau này sẽ trở thành người phụ nữ của tôi, không cần nói chuyện với chúng, bọn chúng cũng xứng sao. Trương Hằng giết chết hai người giống như giẫm chết hai con kiến vậy, thư thái thoải mái, không có nửa điểm gánh nặng tâm lý. Cổng thành này thật chướng mắt. Trương Hằng ngước mắt nhìn lên cổng thành chỉ cao lớn mà cau mày, sau đó giơ nắm đấm, giây tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang dội. Một cú đấm nặng tựa búa khổng lồ ngàn cân vững vàng rơi xuống cổng thành, trong chớp mắt cánh cổng sắt nặng nề trực tiếp đổ nát vỡ tan, thậm chí toàn bộ tường thành cũng xuất hiện khe nứt. Cái này, Bộ Kinh Phong cả người rung động, sợ hãi nhìn chòng chọc một màn này. Cổng thành đó thế nhưng hoàn toàn được chế tạo từ sắt thép. Chương 1023. Ít nhất nặng hàng chục ngàn cân. Cứ như vậy bị một quyền đánh nát rồi. Tuy rằng Bộ Kinh Phong cũng có thể làm được điều này, nhưng tuyệt đối không thể giống như Trương Hằng nhẹ nhàng tùy ý đến vậy. Nhìn dáng vẻ này của Trương Hằng, e rằng cú đấm vừa rồi còn chưa dùng tới 1/10 sức mạnh của hắn ta. Trần Bát Hoang, hy vọng anh vẫn còn sống. Bộ Kinh Phong tự lẩm bẩm một mình, hắn nghĩ đến Trần Đức. Trương Hằng mạnh như vậy không phải cũng bại dưới tay Trần Bát Hoang sao? Cổng thành nứt toác kèm theo tiếng nổ lớn lập tức hấp dẫn sự chú ý của người nhà họ Lục, trên dưới nhà họ Lục hoàn toàn bị kinh động tới. Chẳng mấy chốc từng dáng người tràn ra từ các lầu gác rồi tập hợp lại, rất nhanh đã xuất hiện 200-300 người. Là kẻ nào dám xông vào nhà họ Lục chúng ta, một giọng nói như tiếng sư tử gầm vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên bước ra khỏi đám đông. Mũi cao dọc dừa, mắt hổ dữ tợn, khí thế vô cùng hung hãn. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ chạc 30, ăn mặc quyến rũ đẹp đẽ, vóc người không tồi với gương mặt được trang điểm cầu kỳ, lộ rõ lớp phấn lòe loẹt sung tục. Gia chủ, chủ mẫu. Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, tất cả những người xung quanh đều cung kính thi lễ, nửa quỳ trên mặt đất hô vang. Người này chính là chú hai của Lục Thư Tuyết, Lục Lâm Khai. Đều đứng dậy cả đi, Lục Lâm Khai khẽ vung tay lên, người của nhà họ Lục lúc này mới đứng lên. Sau đó Lục Lâm Khai liền đảo mắt nhìn về phía mấy người Trương Hằng, mặc dù ông ta biết đến nhà họ Trương, cũng biết Trương Hằng, nhưng chưa từng gặp qua bọn họ mà hướng thẳng vào Lục Thư Tuyết. Ha ha, tôi còn tưởng là ai, thì ra là Thư Tuyết, cô mời người từ đâu tới vậy? Vừa về đến nhà đã đập phá cổng thành, cô đối xử với nhà họ Lục, với chú hai của mình như vậy sao? Ngay khi vừa dứt lời Lục Lâm Khai đã nhìn thấy hai người gác cổng thiệt mạng nằm trên đất, lập tức bùng nổ cơn giận. Lục Thư Tuyết nào chỉ đập nát cổng nhà họ Lục. Đây chính là đang hung hăng đánh vào mặt ông ta mà. Lục Thư Tuyết, hay cho một người phụ nữ rắn rết, cô vậy mà dám tàn sát người cùng tộc, nhục mạ thể diện nhà họ Lục chúng ta. Lục Lâm Khai tuy có chút căm tức, nhưng kỳ thực trong lòng đã vui tới nở hoa. Ông ta vốn dĩ muốn diệt trừ Lục Thư Tuyết. Chỉ là vẫn luôn chưa tìm được biện pháp nào quang minh chính đại, hiện tại Lục Thư Tuyết vừa vặn dâng cơ hội tới tận cửa. Lục Thư Tuyết, uổng cho tôi và chú hai của cô còn ngày đêm nhớ mong cô, một mực chờ đợi cô trở lại, giao lại chức vị gia chủ lại cho cô. Thực sự khiến người khác phải lạnh lẽo cõi lòng mà,
người phụ nữ bên cạnh Lục Lâm Khai cũng bày ra dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dường như vô cùng thương xót. Cô Lục, cô cũng quá quắt rồi. Cô Lục, không ngờ cô lại ra tay tàn độc như vậy, giết chết cả người đồng tộc. Loại người này sao có thể đảm đương vị trí gia chủ của nhà họ Lục chúng ta? Loại phụ nữ ti tiện này còn không bằng chết đi. Chương 1024. Vài ba câu nói của Lục Lâm Khai lập tức kích động những người nhà họ Lục kia khẩu chiến, nhất thời đủ các loại thoá mạ khó nghe tuôn ra không ngớt. Trái tim Lục Thư Tuyết cũng rét lạnh như rơi vào hầm băng, càng ngày càng lạnh theo từng câu chửi rủa của họ. Cô đi về phía trước nhìn thẳng Lục Lâm Khai, hay cho cái gọi là phụ nữ rắn rết, lời này không phải càng thích hợp hơn với hai vợ chồng ông sao? Năm đó bố mẹ tôi đối xử với các người như thế nào? Sau khi họ qua đời, các người lại muốn giết chết tôi, nóng lòng muốn leo lên làm người đứng đầu gia tộc, ha ha. Cái chết đột ngột của bố tôi nhất định có liên quan tới vợ chồng hai người đi. Lời này vừa nói ra trong mắt Lục Lâm Khai xẹt qua một tia quỷ dị, sự khác thường này vừa hay lọt vào mắt Lục Thư Tuyết, Lục Thư Tuyết thông minh cỡ nào. Cô ta lập tức hiểu được cái chết của bố mình 90% không thoát khỏi quan hệ với Lục Lâm Khai. Còn có các người. Đôi mắt trong veo của Lục Thư Tuyết lạnh lùng quét về phía đám người phía sau Lục Lâm Khai, lúc đầu ông nội và bố tôi có lỗi với mấy người sao? Để đến hôm nay bố tôi vừa qua đời, xương cốt còn chưa lạnh, các người đã vội vã cậy nhờ gia chủ mới rồi. Những người này thực sự khiến Lục Thư Tuyết quá thất vọng khổ sở, những người vốn tưởng rằng sẽ ủng hộ cô hiện giờ lại mắng chửi cô thậm tệ nhất, hung ác nhất, chỉ hận cô không thể chết ngay lập tức. May mắn thay. Điều duy nhất khiến cô ta mừng vui là những người này không phải là toàn bộ của nhà họ Lục, mà còn một bộ phận khác vẫn chưa xuất hiện. Lục Trung Dương, năm đó khi anh thoi thóp sắp chết trên chiến trường, là bố tôi đã cứu anh trở về, anh không nhớ sao? Ha ha, anh nói xem vong linh trên trời của bố tôi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Lục Thư Tuyết tùy ý điểm tên một người đang đứng trước mặt với vẻ mặt châm chọc. Lục Thư Tuyết, cô bớt nói bậy bạ đi. Người đàn ông bị nêu tên kia gương mặt phiếm đỏ, bực tức không thôi, như muốn bày tỏ lòng trung thành, hắn lập tức quỳ xuống nói với Lục Lâm Khai, gia chủ, người này nói sảng liên thiên, lại tàn sát đồng bào của chúng ta, tổn hại thể diện nhà họ Lục, khẩn cầu gia chủ cho phép tôi diệt trừ dòng phản trắc đó. Rất tốt, dẫu sao cũng mang dòng máu nhà họ Lục chúng ta, Trung Dương, cho cô ta một cái chết nhẹ nhàng, có hiểu không, Lục Lâm Khai hài lòng gật đầu. Con người xảo trá nhìn hướng Lục Thư Tuyết, tràn ngập đắc ý và mỉa mai. Nhìn thấy chưa? Đây chính là người mà bố cô đã cứu giúp, cho dù có ơn cứu mạng thì đã thế nào? Còn không phải vẫn quỳ xuống trước mặt và làm việc cho ông đây giống như vậy sao? Thậm chí để thể hiện lòng trung thành còn muốn giết chết cô. Tuyệt vọng rồi chứ? Khóe miệng Lục Lâm Khai nhếch lên nét cười tàn khốc trắng trợn. Xin tuân theo mệnh lệnh của gia chủ. Lục Trung Dương nhận được chỉ thị liền đứng dậy duỗi tay ra, một tên thuộc hạ bên cạnh lập tức dâng lên cho hắn một thanh đao. Ở tuổi 30 Lục Trung Dương đã đạt tới cảnh giới linh căn trung kỳ, phóng mắt khắp nhà họ Lục cũng là một trong số những người nổi bật. Hắn nhận lấy đao rồi sải bước đi về phía Lục Thư Tuyết. Cô Lục, đúng vậy, tôi thừa nhận năm đó bố cô là người đã cứu sống tôi, nhưng lúc ấy tôi không hề kêu ông ấy cứu tôi, là ông ta tự nguyện làm vậy, liên quan gì tới tôi? Chương 1025. Nếu ông ta đã cứu tôi, vậy tôi càng phải trân trọng sinh mệnh của mình hơn, tiếp tục sống tốt, hơn nữa còn phải trải qua những ngày tháng vui vẻ, chỉ có như vậy mới có thể báo đáp ông ta, đúng chứ? Giọng nói Lục Trung Dương cực kỳ trầm thấp, trên mặt hắn lộ ra vẻ tàn khốc dữ tợn, chỉ vài bước chân đã tới trước người Lục Thư Tuyết, mặt đối mặt gần trong gang tấc. Hiện tại nếu muốn sống tiếp, sống thoải mái chỉ có thể giết chết cô. Mạng của cô không chỉ có thể giúp tôi tiếp tục sống, còn có thể đổi cho tôi một đời phú quý. Lục Thư Tuyết lạnh lùng nhìn chừng chừng hắn ta, ánh mắt vô cùng lãnh đạm giống như đang nhìn một con súc sinh, nếu đã quyết định rồi, sao phải nói nhảm nữa. Súc sinh, ra tay đi. Nói hay lắm, sao phải nhiều lời vô nghĩa, cô chủ, đắc tội rồi. Trong mắt Lục Trung Dương lóe lên một tia hung tợn, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, thanh trường đao trong tay lập lòe ánh sáng chói mắt. Soạt, một đao trực tiếp bổ về phía cổ của Lục Thư Tuyết, mắt thấy lưỡi đao sẽ hạ xuống trong chớp mắt. Cháu gái ngoan, ha ha, tạm biệt, mắt Lục Lâm Khai thoáng xẹt qua nét âm trầm xen lẫn hưng phấn, Lục Thư Tuyết chưa chết, nhà họ Lục sẽ luôn có vài kẻ phản đối ông ta,
đợi Lục Thư Tuyết chết rồi, chức vị gia chủ này của ông ta cũng hoàn toàn được ổn định, danh nghĩa chính đáng. Ha ha, còn điếm nhỏ, còn tơ tưởng muốn làm gia chủ, đúng là hy vọng hão huyền. Bên cạnh Lục Lâm Khai, vợ của ông ta là Phương Bích Liên nói với thần thái bỡn cợt, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của Lục Thư Tuyết ở ngay trước mắt. Một đám người Lục gia cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, không ai lên tiếng thay Lục Thư Tuyết. Họ đều đang đợi cô ngã xuống và chết. Tuy nhiên, Lục Thư Tuyết không hề chết, cô vẫn đứng đó. Không chỉ đứng vững mà cả ánh mắt, tư thế cũng không thay đổi. Bỗng nhiên, Lục Trung Dương kẻ đang ở thế tấn công hung mãnh chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh ở cổ họng, động tác trên tay cứ như vậy ngừng lại, tựa như thời gian đã đứng yên, không gian bị đóng băng, bất động như tượng. Giây tiếp theo, mọi người đều thấy rõ ràng một mũi dao đột nhiên xuất hiện từ sau gáy Lục Trung Dương. Mũi dao nhiễm đỏ màu máu. Từng giọt máu tí tách không ngừng nhỏ xuống theo mép dao như vòi nước chảy. Cùng lúc đó, Lục Trung Dương cũng ngã thẳng xuống đất, trong con ngươi là vẻ kinh hãi cực điểm, một tay hắn che lấy cổ, đôi môi mấp máy dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa muốn mở lời lại bị máu tươi lấp đầy khoang miệng, một chữ cũng không bật ra nổi. Tay còn lại của hắn còn đang nắm đao, thanh đao đã gãy lìa làm đôi. Đoạn dao gãy găm vào cổ hắn ta chính là một phần đến từ thanh đao trên tay hắn ta. Trương Hằng không biết đã xuất hiện trước người Lục Thư Tuyết từ lúc nào, khóe miệng hắn mang theo ý cười chế nhạo, nhướng mày khinh thường quét mắt nhìn hướng Lục Lâm Khai, thế nào, chỉ dựa vào loại rác rưởi này cũng muốn giết người phụ nữ của tôi. Lục Lâm Khai, tôi nên nói là ông quá ngây thơ hay ngu ngốc đây. Con người Lục Lâm Khai đột nhiên co rúm lại, nhìn đăm đăm thi thể của Lục Trung Dương, trong lòng nổi lên từng đợt sóng to biển động. Chuyện gì đã xảy ra? Chương 1026. Lục Trung Dương chết như thế nào? Tại sao một chút chuyển động bất thường ông ta cũng không nhìn ra? Không chỉ ông ta, mà cả Phương Bích Liên và hầu hết người nhà họ Lục cũng đều không nhìn rõ chuyện vừa xảy ra, một Lục Trung Dương đang sống sờ sờ sao lại chết rồi? Một giây. Toàn bộ quá trình chưa đầy một giây. Sao làm được như vậy? Gia chủ, là tên nhóc đó, lúc này một ông lão khoảng chừng 80, 90 tuổi đi tới bên cạnh Lục Lâm Khai, mắt nhìn thẳng Trương Hằng nói, là hắn đã giết chết Lục Trung Dương. Ông ta thấy rõ ràng, ông lão này là nhân vật cấp trưởng lão tại nhà họ Lục. Chính là một trong số ít tu võ giả linh căn kỳ đỉnh phong tại nhà họ Lục. Cũng là người duy nhất nhìn thấu tình huống vừa rồi. Ngay tại khoảnh khắc Lục Trung Dương ra tay chuẩn bị giết chết Lục Thư Tuyết, Trương Hằng đã đứng chắn trước người cô ta, tóm lấy và bẻ gãy đao của hắn ta, đồng thời trở tay dùng mũi đao đâm xuyên thủng cổ họng hắn. Toàn bộ quá trình này nhanh đến cực điểm, Lục Trung Dương căn bản không có thời gian phản ứng lại. Cho dù mũi dao đã cắm sâu vào yết hầu hắn ta, hắn cũng không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì thực sự mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức hắn thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau. Cái gì, sau khi nghe được lời thuật lại rườm rà của ông lão, con ngươi Lục Lâm Khai ngập tràn sự ngưng trọng, ánh mắt nhìn hướng Trương Hằng cũng hoàn toàn thay đổi. Có thể dễ dàng giết chết Lục Trung Dương như vậy, người thanh niên này rốt cuộc là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền